Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1281, được rất khinh bỉ. Tại Diệp Thần Phong rơi vào ngắn ngủi trầm tư lúc, tên kia gọi Lý Trung Thanh Niên, hắn lần nữa đối với Diệp Thần Phong, nói ra, huynh đệ, ba người chúng ta nhưng cũng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực, người cùng chúng ta đồng thời tiến vào hỏa nham sơn mạch, chuyện này đối với người có phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Người lại xem bọn họ bốn cái, trong đó chỉ có hai cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên, huynh đệ nếu như ngươi cùng chúng ta đồng thời, chờ lần này từ hỏa nham bên trong dãy núi sau khi đi ra, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho chúng ta thiếu chủ. Lần này chúng ta muốn đi hỏa viêm thú ở hỏa viêm động đạt được hồng liên tam sinh thảo, cái này cũng là thiếu chủ của chúng ta ý tứ. Huynh đệ, ta đã thành thành ý của ta nói ra, hiện tại xem ngươi chính mình lựa chọn rồi, ta nghĩ ngươi nhất định có thể có thể làm ra một cái lựa chọn sáng suốt a. À? Theo Lý Trung, Diệp Thần Phong y phục trên người rách dưới, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng chẳng qua chỉ là một gã tán tu, trong giọng nói của hắn không khỏi mang lên một chút uy hiếp mùi vị. Dù sao hỏa nham bên trong dãy núi cũng có yêu thú cấp cao, nếu như có thể nhiều một tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, như vậy tiến vào hỏa nham sơn mạch liền thêm một phần an toàn. Đứng sau lưng Lý Trung hai tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ đàn ông trung niên, bọn hắn cũng là cười gần nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong con người uy hiếp vẻ mặt không cần nói cũng biết. Về phần lấy triệu hồng lực cùng tưởng Vân Đình cầm đầu bốn người, bọn hắn khi nghe đến Lý Trung đối Diệp Thần Phong uy hiếp sau, bọn hắn biết Diệp Thần Phong là không thể nào cùng bọn họ đồng thời tiến vào hỏa nham sơn mạch rồi, trong đó ăn mặc một thân trang phục màu đỏ, vóc người phi thường nóng này, đồng dạng tính khí cũng thập phần nóng nảy tưởng Vân Đình. Người khẽ kêu nói, Lý Trung, ngươi là cái thá gì, ngươi ít chủ lại là cái thá gì thiếu như đầu chó hoang như thế ở nơi này mù thì thầm tưởng vân đình ta tuy rằng không biết lai lịch của ngươi nhưng là các ngươi nhưng phải chú ý lần này cần là toàn bộ chết ở hỏa nham bên trong dãy núi như vậy liền vô cùng đáng tiếc lý trung mang trên mặt âm trầm vẻ mặt nói ra mắt thấy tính khí nóng nảy tưởng vân đình muốn động thủ diệp thần phong trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đối với lý trung đám người vừa vặn uy hiếp trong lòng của hắn là cực độ phản cảm, hắn đi tới trung niên đại hán Triệu Hồng Lực trước mặt, này Triệu Hồng Lực lớn lên rất thật thà. Diệp Thần Phong trong miệng nói ra, vị đại ca này, chúng ta liền cùng các ngươi đồng thời tiến vào Hỏa Nham Sơn mạch đi. Lần này ta muốn thu được một ít Hỏa Viêm thú nội đan, ngược lại cùng các ngươi vừa vặn đi cùng một nơi. Ở đây chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần Phong hội gia nhập Triệu Hồng Lực bọn bốn người tuy nói triệu hồng lực nhân số của bọn họ so với Lý Trung bọn hắn nhiều, thế nhưng triệu hồng lực bọn hắn chỉnh thể chiến lực nhưng so với Lý Trung bọn hắn yếu hơn không ít, cho nên. Ở tình huống như vậy, nói như vậy Diệp Thần Phong hẳn là muốn gia nhập Lý Trung bọn hắn mới đúng. Trung niên đại hán triệu hồng lực sửng suốt hai giây đồng hồ sau đó hắn cực kỳ sang sảng vỗ một cái Diệp Thần Phong vai, âm thanh thô lỗ nói, được, tiểu huynh đệ, người nếu nguyện ý đi theo chúng ta đồng thời tiến vào hỏa nham sơn mạch. Như vậy về sau người chính là ta triệu hồng lực huynh đệ, có bất cứ chuyện gì cũng có thể tới tìm ta triệu hồng lực, ta nhất định việc nghĩa chẳng từ. Này triệu hồng lực là vỗ bộ ngực, trên mặt là mang theo một bộ chân thành biểu lộ, xem ra này tướng mạo thật thà triệu hồng lực, chính là một cái trọng tình nghĩa người, tại loại này thế yếu dưới tình huống. Diệp thần phong lựa chọn bọn hắn, này làm cho triệu hồng lực lập tức thanh bèo nước gặp nhau diệp thần phong cho rằng huynh đệ đối đãi sự lựa chọn của ngươi vẫn tính là người đàn ông người yên tâm những người này uy hiếp liền cái trả là cái cóc khô gì ăn mặc trang phục màu đỏ tưởng vân đình trên mặt của nàng lộ ra một vệt nụ cười nói ra mà lý trung ba người sắc mặt trở nên khó coi lý trung không nghĩ tới diệp thần phong sẽ chọn triệu hồng lực bọn hắn này làm cho lý trung trong tròng mắt là tốc biến một vệt sát cơ lộ ra hắn nguyên bản sắc mặt đến rồi đối với diệp thần phong nói ra tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi là tại chính mình muốn chết phía sau cõng lấy kiếm lớn màu đen hắc huyền kiếm diệp thần phong hắn cũng cảm thấy lý trung đối sát cơ của hắn diệp thần phong không phải là một cái yêu thích để uy hiếp tồn tại người hắn nghĩ đến phải như thế nào giết chết lý trung nếu như không có ăn mặc hắc huyền giáp cùng cõng lấy hắc huyền kiếm thời điểm Diệp Thần Phong muốn giết chết Lý Trung hẳn là dễ như ăn cháo. Tuy rằng bây giờ Diệp Thần Phong sức mạnh không tại chịu ảnh hưởng rồi, nhưng là tốc độ của hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng lại đây, mà chính lúc ở đây cục diện rơi vào không khí sốt sắng bên trong lúc, từ hỏa nham bên trong dãy núi chuyển đến một ít tế vi động tính, này để tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt của bọn họ đều tới hỏa nham bên trong dãy núi nhìn lại rồi chỉ thấy có 5 đạo linh hoạt bóng người tại đại thụ cùng đại thụ trong lúc đó nhảy lên, này năm đạo linh hoạt bóng người trong nháy mắt lao ra khỏi hỏa nham sơn mạch, hướng về Diệp Thần Phong đám người tập kích lại đây. Này năm bóng người chính là năm con vượn loại động vật, tên của bọn nó gọi là xích hỏa vượn, này xích hỏa vượn là hỏa nham bên trong dãy núi yêu thú cấp thấp, thực lực bình thường tại thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Xích hỏa vượn cả người da lông đều là màu đỏ tươi, Bọn chúng móng vuốt vô cùng sắc bén, trực tiếp có thể đem con mồi mở ngực bể bụng, còn có này Xích Hỏa Vượn tốc độ cực nhanh, tốc độ của bọn họ thậm chí có thể so với Thông Linh Cảnh Ngũ Trọng Thiên cao thủ rồi. Triệu Hồng Lực đang nhìn đến này năm con Xích Hỏa Vượn sau, hắn lập tức để hai gã khác thực lực chỉ có Thông Linh Cảnh Tam Trọng Thiên đỉnh phong thanh niên lui về phía sau một ít, dù sao này Xích Hỏa Vượn thực lực tuy rằng không ra sao, thế nhưng tốc độ có thể xa xa đã vượt qua Thông Linh Cảnh Tam đỉnh phong cao thủ. Này năm con xích hỏa vượn có hai chỉ hướng phía Lý Trung bọn hắn lao đi rồi, mặt khác ba chỉ hướng phía Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực bọn hắn lao đi rồi. Lý Trung cùng Triệu Hồng Lực đám người, thực lực của bọn họ đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ, những này xích hỏa vượn lấy tốc độ căn bản không khả năng thủ thắng, mà thực lực của bọn họ lại chỉ có thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cho nên trong đó bốn con xích hỏa vượn trong nháy mắt được Triệu Hồng Lực cùng Lý Trung đám người giết chết mà con kia đánh úp về phía Diệp Thần Phong xích hỏa vượn, nó là liên tục tránh qua Diệp Thần Phong công kích, chỉ thấy Diệp Thần Phong cầm trong tay hắc huyền kiếm, đem hắc huyền kiếm ở trong không khí liên tiếp quơ múa, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không có chân chính thích ứng này hắc huyền kiếm, hắn chả không cách nào đem chính mình xứng đáng tốc độ phát huy ra, hắn hắc huyền kiếm căn bản theo không kịp này xích hỏa vượn tốc độ con này xích hỏa vượn nhìn thấy diệp thần phong tốc độ thập phần vụng về sau đó thân thể của nó thì càng thêm linh hoạt rồi trực tiếp áp sát diệp thần phong hai con móng vuốt sắc bén hướng về diệp thần phong ngực chộp tới rồi diệp thần phong thấy thế thân thể của hắn nhanh chóng một bên xé tan một tiếng trên bả vai hắn quần áo trực tiếp được xé toang một bên trung niên đại hán triệu hồng lực thân ảnh của hắn lập tức vọt đến diệp thần phong bên cạnh trong tay hắn là một thanh khổng lồ màu trắng búa trong tay hắn màu trắng búa lớn nhanh chóng hướng về cuối cùng một con xích hỏa vượn sắc đầu bổ tới rồi. ầm um, một tiếng. Cuối cùng này một con xích hỏa vượn đầu trực tiếp được triệu hồng lực cho phách hư thúi. Triệu hồng lực vỗ vỗ diệp thần phong vai, hỏi tiểu huynh đệ, người không sao chứ? Ở đây những người khác cũng từng cái ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm diệp thần phong. Diệp thần phong trên tay thanh này hắc huyền kiếm, nhìn qua tuy rằng rất nặng nề, nhưng là bọn hắn cho rằng một tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, muốn bắt như thế một thanh kiếm chiến đấu, cần phải cũng trả phi thường nhẹ nhõm, cho nên bọn hắn cũng không nghĩ tới là thanh kiếm này thượng vấn đề. Trong con mắt của mọi người, lấy diệp thần phong thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, phải giải quyết một con xích hỏa vượn căn bản không cần yếu gặp nhiều trắc trở, nhưng diệp thần phong vung kiếm động tác lại hết sức vụng về, còn thiếu chút nữa để xích hỏa vượn cho thương tổn tới. Tiểu tử, người nguyên lai chính là một cái giá áo túi cơm, liền xích hỏa vượn đều không thể giải quyết. May là ngươi loại này trói buộc chưa cùng chúng ta, bằng không ngươi cũng chỉ biết liên lụy chúng ta. Lý Trung trong miệng là không chút lưu tình khinh bỉ nói. Tinh khí nóng nảy tưởng vân đình, nàng xem mắt diệp thần phong, lại nghe được Lý Trung lời nói này, này làm cho sắc mặt của nàng là một trận tái nhợt, nhưng mà, lý trung lại là lần thứ hai mở miệng như loại này rác rưởi đi theo các ngươi so sánh thích hợp tiểu huynh đệ lần này ngươi đi theo chúng ta tiến vào hỏa nham sơn mạch chúng ta hội bảo vệ ngươi an toàn triệu hồng lực trịnh trọng nói khi nghe đến triệu hồng lực lời nói sau diệp thần phong cũng không lại nói giải thích cái gì tuy rằng tốc độ của hắn chả chưa đuổi kịp thế nhưng hắn vừa vặn mỗi một kiếm vung vẩy đi ra lực đạo là tuyệt đối đầy đủ lấy hắn bước đầu đoán chừng nếu như một tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bị hắn vừa vặn bất kỳ một kiếm đập chúng, như vậy cũng nhất định sẽ lập tức bị mất mạng. Chỉ là tại chàng những người này đều không có chú ý tới, vừa vặn diệp thần phong mỗi một trong kiếm ẩn chứa lực đạo. chương 1282, cực hạn sức mạnh bày ra. Triệu hồng lực, ta vẫn là rất bội phục các ngươi, nắm một cái rác rưởi đang tại bảo bối, mang theo người như thế tiến vào hỏa nham sơn mạch, các người sống mà đi ra hỏa nham sơn mạch tỷ lệ liền thấp hơn, theo ta thấy, để cho ta tới trực tiếp giết tiểu tử này được. Lý Trung giọng nói chuyện trong tràn đầy khinh thường, mang theo sát ý ánh mắt chính là không chút kiêng kỵ nhìn chầm chầm diệp thần phong. Lý Trung, lần con mẹ người chứng, ta triệu hồng lực vẫn không có như thế loại nhát gan, người bớt ở chỗ này nhiều lời, các người không là muốn tiến vào hỏa nham sơn mạch sao. Các người có thể đi vào trước, triệu hồng lực cau mày quát lên ăn mặc trang phục màu đỏ tưởng vân đình, lấy vừa vặn Diệp Thần Phong biểu hiện ra thực lực, người cũng cho rằng hay là Diệp Thần Phong chỉ sẽ trở thành trói buộc. Bất quá, nếu Diệp Thần Phong lựa chọn bọn hắn, tưởng Vân Đình khẳng định cũng sẽ không bỏ xuống Diệp Thần Phong bất kể rồi. Tưởng Vân Đình đối với Diệp Thần Phong, nói ra các loại sẽ tiến vào hỏa nham sơn mạch sau, người muốn theo sát chúng ta, nếu như mất dấu, dùng ngươi lần này thực lực nhất định sẽ chết ở hỏa nham bên trong dãy núi. Ngớ ngẩn, một đám ngớ ngẩn, nếu như đổi thành ta, Tình nguyện mang theo một tên thông linh cảnh tam trọng thiên người, cũng không mang theo này thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử, ta chờ xem các ngươi là làm sao được tiểu tử này liên lụy chết. Có lẽ ta còn có thể đủ giúp các ngươi nhặt xác đây. Ha ha ha. Lý Trung trong cổ họng là cản rỡ bắt đầu cười lớn, chính lúc hắn muốn gọi sau lưng hai tên đàn ông trung niên tiến vào Hỏa Nham Sơn mạch thời điểm, âm, âm, âm mặt đất đột nhiên hơi hơi rung động chuyển động, từ hỏa nham bên trong dãy núi lần thứ hai truyền đến một trận cực kỳ động tính cực lớn. Ước chừng sau một phút, từng con màu lửa đỏ cự nghiêu, từ hỏa nham bên trong dãy núi vọt ra, này màu lửa đỏ cự nghiêu tên là hỏa diễm châu hoang, thực lực bình thường tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, ngọn lửa này châu hoang thân thể vô cùng cứng rắn. Cho dù đồng dạng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nhân loại võ giả, đơn độc muốn giết chết một đầu hỏa diễm châu hoang cũng hầu như là không thể nào. Này từ hỏa nham bên trong dãy núi lao ra 8 con hỏa diễm châu hoang, trong đó mấy trên đầu người có rõ ràng móng vuốt ấn, xem ra là vừa vặn xích hỏa vượn chọc phải ngọn lửa này châu hoang. Này 8 con hỏa diễm châu hoang là một đường đuổi theo xích hỏa vượn đi ra ngoài. Những ngọn lửa này châu hoang đang nhìn đến trên mặt đất xích hỏa vượn thi thể sau, trong đó bốn con hướng về lý trung đám người phóng đi, mặt khác bốn con hướng về diệp thần phong đám người phóng đi, bây giờ xích hỏa vượn đều chết hết. Có thể nói này tám con hỏa diễm châu hoang đem lửa giận là phát tiết vào ở đây những người này trên người. Đáng chết, dĩ nhiên là hỏa diễm châu hoang, phải trong tay cầm một cái màu trắng búa lớn triệu hồng lực, trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo âu, tại trong bọn họ thực lực cao nhất cũng chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tưởng Vân Đình nhưng những ngọn lửa này châu hoang mỗi một đầu đều là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Mà cầm trong tay hắc huyền kiếm diệp thần phong, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, những ngọn lửa này châu hoang thực lực tuy rằng cao, thế nhưng tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Này ngược lại là để Diệp Thần Phong không cần lo lắng phương diện tốc độ vấn đề. Nhằm phía Diệp Thần Phong đám người bốn con hỏa diễm châu hoang, bởi triệu hồng lực bọn bốn người bên trong cái kia hai tên thông linh cảnh Tam trọng thiên đỉnh phong thanh niên đứng ở phía trước nhất, trong đó một đầu Hỏa Diễm Châu Hoang nhất thời hướng về cái kia hai tên thanh niên phóng đi. Hỏa Diễm Châu Hoang trên người tản ra thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cực hạn khí thế, nếu như cái kia hai tên thanh niên bị ngọn lửa Châu Hoang đụng đánh, như vậy đoán chừng hai người bọn họ sẽ trực tiếp thân thể tan vỡ đi gặp Diêm Vương gia. Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực thấy cảnh này sau, hai người bọn họ lập tức hướng về cái kia hai tên thanh niên lao đi rồi tưởng vân đình trong tay cầm một cái màu đỏ roi trong cơ thể điên cuồng tập trung linh khí nhanh chóng đem này màu đỏ roi hướng về đầu kia hỏa diễm châu hoang quất tới bóng roi ngàn vạn tưởng vân đình trong tay màu đỏ roi ở trong không khí tạo thành vô số bóng roi hắn khí thế cho người một loại bài sơn đảo hải cảm giác này bóng roi ngàn vạn chính là một môn huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ đùng một tiếng Tưởng vân đình màu đỏ roi là trong nháy mắt quất vào này đầu hỏa diễm châu hoang trên người, trực tiếp đem hỏa diễm châu hoang trên lưng rút là máu thịt tung tóe, bất quá. Đầu kia hỏa diễm châu hoang cũng không hề ngã xuống, trái lại khơi dậy nó hung tính rồi, đôi mắt của nó là đỏ chót một mảnh. Mà chính lúc thời điểm này, tốc độ so với tưởng vân đình chậm hơn một chút triệu hồng lực, trong cơ thể hắn thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế tăng lên tới cực hạn, trong tay phải màu trắng búa lớn ở trong không khí xẹt qua một vệt sáng. Đột nhiên hướng về đầu kia hỏa diễm châu hoang sau lưng thượng bổ xuống thần chí một búa. âm uhm, một tiếng. Màu trắng búa lớn bổ xuống nguồn sức mạnh này, làm cho đầu kia hỏa diễm châu hoang trên người lần thứ hai vang lên tiên huyết. Phải biết này thần chí một búa đồng dạng là huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Nhưng kia đầu hỏa diễm châu hoang tại thừa nhận lấy hai môn huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ sau ngoại trừ phía sau lưng của nó thượng máu thịt be bét bên ngoài. Nó vẫn là thần thái sáng láng, trong miệng là tức giận gầm rú một tiếng, trực tiếp từ trong miệng của nó phun ra ngọn lửa nóng bỏng đến. Trải qua tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực bước đệm sau đó cái kia hai tên thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thanh niên là tỉnh táo lại, ở đằng kia đầu hỏa diễm châu hoang phun ra lửa thời điểm, bốn người bọn họ là nhanh chóng lùi về sau, hiểm mà lại hiểm tránh qua này lửa cháy hừng hực. Tại tránh qua ngọn lửa này sau đó triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức hướng về diệp thần phong phương hướng nhìn lại rồi, chỉ thấy mặt khác ba con hỏa diễm châu hoang dĩ nhiên toàn bộ sông hướng diệp thần phong, vừa vặn tình huống quá khẩn cấp một chút, bọn hắn lại đem diệp thần phong quên mất. Lúc này, mặt khác ba con hỏa diễm châu hoang, chạy chạy trước tiên một đầu, nhiễm nhưng đã là vò tới diệp thần phong trước mặt, triệu hồng lực cùng tưởng vân đình là không kịp đi cứu viện rồi đối mặt ba con hỏa diễm châu hoang xung kích, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong cơ hồ là không có sinh khả năng. Về phần lý chung ba người bên kia, bọn hắn đối mặt còn có bốn con hỏa diễm châu hoang, bọn hắn cũng là sử dụng tất cả chiêu thức, nhưng ngọn lửa này châu hoang hiểu rõ thân thể quá mức cường hãn, bọn hắn tuy rằng có thể thương tổn được hỏa diễm châu hoang, nhưng căn bản vô pháp đem hỏa diễm châu hoang đưa đi Tây Thiên. Bất quá, cũng may, hỏa diễm châu hoang khuyết điểm ở chỗ tốc độ, Lý Trung đám người là không ngừng tránh né. Dư quang của khóe mắt nhìn thấy Diệp Thần Phong đang đối mặt ba con hỏa diễm châu hoang. Lý Trung trong miệng cười lạnh nói, tiểu tử, như người loại này rác rưởi sớm tại vừa nãy nên muốn chết tại xích hỏa vượn móng vuốt dưới rồi. Cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, nhìn xem cái kia ba con gần trong gang tắc hỏa diễm châu hoang, xông lên phía trước nhất con thứ nhất hỏa diễm châu hoang, trên đầu nó hai cái sừng đã sắc yếu chạm vào Diệp Thần Phong cái bụng rồi, nếu như bị ngọn lửa châu hoang này hai cái sừng cho đánh tới, như vậy đoán chừng trực tiếp phải đem Diệp Thần Phong cái bụng cho đâm xuyên không thể. Cầm trong tay màu trắng búa lớn triệu hồng lực, hắn hướng trước rất nhiều bước, thật là đã là không còn kịp rồi, trong cổ hỏng quát tiểu huynh đệ, ta hội báo thủ cho ngươi. Ăn mặc trang phục màu đỏ, trong tay cầm màu đỏ roi tưởng vân đình, người cũng hơi hơi cắn môi một cái, trên mặt tránh qua một vệt vẻ không đành lòng, người đem trong tay màu đỏ roi là nắm vô cùng mấy phần. Triệu hồng lực, các ngươi chính là một đám ngớ ngẩn, chỉ bằng các ngươi chả muốn giết chết những ngọn lửa này châu hoang. Ngay cả chúng ta đối ngọn lửa này châu hoang cũng bó tay toàn tập. Cách đó không xa, Lý Trung một bên tránh né hỏa diễm châu hoang công kích, trong miệng là một bên diễu cợt nói. Con thứ nhất hỏa diễm châu hoang rác cách diệp thần phong cái bụng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy Diệp Thần Phong cái bụng yếu bị ngọn lửa châu hoang rác cho đâm xuyên, tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế đột nhiên tăng vọt, bàn tay phải bên trong nắm hắc huyền kiếm thân kiếm, nhanh chóng hướng về con thứ nhất hỏa diễm châu hoang thân thể đập tới. Ngớ ngẩn, người lấy mình có thể một kiếm đập chết một đầu hỏa diễm châu hoang xa xa Lý Trung trong cổ họng là lớn tiếng diễu cợt nói. Tại Lý Trung lời nói âm mới vừa hạ xuống xong, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang vọng ra, Diệp Thần Phong trong tay phải hắc huyền kiếm là đột nhiên vỗ vào con thứ nhất hỏa diễm châu hoang mặt bên, từ hắc huyền kiếm bên trên truyền ra nhất cổ cực hạn sức mạnh, đùng. Đùng, đùng, hỏa diễm châu hoang được hắc huyền kiếm đập trúng đầu mặt bên, da rẻ của nó cùng huyết nhục nhất thời một tấc một tấc vỡ nứt ra, hót nhất oanh. Một tiếng, con thứ nhất hỏa diễm châu hoang mặt bên trực tiếp nứt ra rồi một đạo miệng lớn, tiên huyết điên cuồng từ miệng lớn bên trong dâng lên, con thứ nhất hỏa diễm châu hoang trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, thân thể đang dẫy dụa hai lần dưới, là hoàn toàn không có động tính. Vừa vặn trả đang cười nhạo diệp thần phong lý chung, hắn tại thấy cảnh này sau, hắn là hoàn toàn trợn tròn mắt, miệng là dương thật to. Mà tưởng Vân Đình cùng triệu hồng lực đám người, Bọn hắn từng cái là đứng ngây ra ngay tại chỗ, bọn hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy được. Diệp Thần Phong thật sự một kiếm liền trực tiếp đập chết một đầu Hỏa Diễm Châu Hoang. Phải biết Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực a -Hát. Vừa nãy bọn hắn trả cho rằng Diệp Thần Phong thực lực tuy rằng đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng yếu so với bình thường thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cao thủ yếu hơn không ít nhưng ngọn lửa này châu hoang coi như là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nhân loại võ giả cũng không cách nào đơn độc giết chết, nhưng tại sao lại bị diệp thần phong tên này thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ người cho trực tiếp lưu loát đập chết. Thậm chí ngay cả bất kỳ chiến kỹ đều vô dụng, này, này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi một ít chứ. Vừa vặn diệp thần phong một kiếm kia bên trong đến cùng ẩn chứa cỡ nào cực hạn sức mạnh. Trường 1283, khiếp sợ bó tay rồi. Diệp thần phong sức mạnh trong cơ thể tuy rằng được hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm áp chế một phần, thế nhưng trải qua này 20 ngày khổ tu, hắn về mặt sức mạnh đã vượt xa lúc trước, chỉ là tốc độ tạm thời vẫn không có thích ứng lại đây mà thôi. Nhìn trên mặt đất đã chết đi đầu kia hỏa diễm châu hoang, diệp thần phong vẻ mặt lạnh lẽo nắm hắc huyền kiếm, mặt khác hai đầu động tác chậm một nhịp hỏa diễm châu hoang, chúng nó đang nhìn đến đồng bạn của mình trực tiếp được Diệp Thần Phong cho miểu sát, thân thể của bọn nó không hẹn mà cùng dừng một chút, sát theo đó, mắt của bọn nó con mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, đồng thời mở ra miệng của bọn nó, hai luồng cực hạn hỏa diễm hướng về Diệp Thần Phong phun tới. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cao nhất, chân phải đột nhiên dẫm một cái địa, ầm. Một tiếng, trên mặt đất nhất thời ao hãm đi xuống một khối lớn, Diệp Thần Phong thân thể lăng không nhảy lên. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong lòng nhưng không có chút nào ung dung a hát. Có hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm phụ trọng sau đó cái nhảy này, Diệp Thần Phong cơ hồ là đã dùng huyết toàn lực, này mới khiến hắn nhảy lên cao hơn 4 mét, tránh thoát cái này hai đầu hỏa diễm châu hoang trong miệng cực hạn hỏa diễm. Hỏa diễm châu hoang nhược điểm ở chỗ tốc độ, chúng nó so với xích hỏa vượn phải chậm hơn không ít, cho nên Diệp Thần Phong ngược lại không đến nỗi tại phương diện tốc độ bị Ngọn Lửa Châu Hoang chế trụ rồi, thân thể lang không lên Diệp Thần Phong, tay phải hắn bên trong Hắc Huyền kiếm đột nhiên hướng về trong đó một đầu Hỏa Diễm Châu Hoang ném một cái. Đâm này, một tiếng, Hắc Huyền kiếm trực tiếp xuyên thấu đầu kia Hỏa Diễm Châu Hoang sau lưng, đem Hỏa Diễm Châu Hoang thân thể cho đâm một cái đối xuyên, ầm một tiếng, đầu kia Hỏa Diễm Châu Hoang trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu đến Diệp Thần Phong tại một kiếm đập chết một đầu Hỏa Diễm Châu Hoang sau, hắn lại một kiếm đâm xuyên qua một đầu Hỏa Diễm Châu Hoang thân thể, Diệp Thần Phong tại ngăn ngắn mấy giây bên trong liền giết chết hai đầu Hỏa Diễm Châu Hoang. Hắc Huyền kiếm rời đi tay phải sau đó Diệp Thần Phong trên người trọng lực lập tức giảm thiếu rất nhiều. Trong cơ thể linh khí cũng biến thành minh mông một ít, hắn là vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Nhằm phía Diệp Thần Phong ba con Hỏa Diễm Châu Hoang trong bây giờ còn dư lại cuối cùng một đầu, nó nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tuy rằng tràn đầy vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nó không dám xông về phía trước nữa rồi. Rõ ràng cho thấy đối Diệp Thần Phong tràn đầy sợ hãi. Vừa nãy thanh Diệp Thần Phong diễu cợt cực kỳ vui mừng Lý Trung, hắn vẫn không có từ lần đầu tiên trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhưng Diệp Thần Phong rồi lại trực tiếp miểu sát một đầu hỏa diễm châu hoang. Điều này sao có thể? Diệp Thần Phong không phải liền một con xích hỏa vượn cũng không giải quyết được đấy sao? Huống chi coi như là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào miểu sát hỏa diễm châu hoang, đừng nói là một hơi miểu sát hai đầu rồi. Về phần tưởng Vân Đình cùng triệu hồng lực đám người, trong lòng bọn họ là lật lên kinh đào hãi lãng, từng đôi bất khả tư nghị con người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Ba con hỏa diễm châu hoang bên trong còn dư lại cuối cùng một đầu nó đang trần chờ chỉ chốc lát sau, nó vẫn không có lần thứ hai nhằm phía Diệp Thần Phong, mà là thay đổi phương hướng sông hướng Lý Trung ba người, hẳn là đem lửa giận chuyển đến Lý Trung ba người bọn họ trên người rồi. Mà một đầu khác vừa vặn được tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng lực thương tổn tới một ít da thịt hỏa diễm châu hoang, nó đứng tại chỗ sửng sốt một lúc sau, nó cũng sông hướng Lý Trung ba người. Xem ra là Diệp Thần Phong sức mạnh kinh sợ đã đến chúng nó lý trung ba người nguyên bản muốn ứng phó bốn con hỏa diễm châu hoang đã có chút cố hết sức bây giờ lại gia nhập hai đầu đối mặt với sáu con hỏa diễm châu hoang mạnh mẽ đâm tới đối mặt sáu con hỏa diễm châu hoang thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm lý trung ba người bọn họ là có chút luống cuống tay chân đặc biệt là này sáu con hỏa diễm châu hoang đem lý trung đám người vây vào giữa từ từ thu nhỏ lại cùng lý trung bọn hắn khoảng cách này làm cho lý trung bọn hắn có thể tránh né phạm vi là càng ngày càng nhỏ trong tay cầm một cái trường kiếm màu trắng lý trung, hắn liên tiếp sử dụng tới huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ, nhưng công kích của hắn nhiều nhất thương tổn được hỏa diễm châu hoang ra thịt, căn bản vô pháp thương tổn được hỏa diễm châu hoang tính mạng. Triệu hồng lực, lẽ nào các ngươi dự định ở một bên nhìn xem sao? Chúng ta đều là đến từ đồng nhất tòa thành thị, nếu như chúng ta ở nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy thiếu chủ của chúng ta nhất định sẽ để cho các ngươi chôn cùng, Lý Trung trong cổ họng khàn cả giọng quát lên. "Lý Trung, ngươi không phải mới vừa trả làm vui mừng sao? Nếu như ngươi là nam nhân lời nói, như vậy ngươi liền bớt ở chỗ này léo nha léo nhéo." Ăn mặc trang phục màu đỏ Tưởng Vân Đình điều cười nói. "Đâm này, một tiếng." Audio điện tử võ tấn bền. Tại Tưởng Vân Đình lời nói âm mới vừa hạ xuống xong, đứng ở Lý Trung bên trái một người trung niên nam nhân bụng của hắn trực tiếp được một đầu hỏa diễm châu hoang sừng châu cho đâm xuyên, đầu kia hỏa diễm châu hoang đầu đột nhiên vung một cái, tên kia trung niên thân thể của nam nhân trực tiếp được văng ra ngoài, ruột từ hắn vết thương trên bụng bên trong chảy ra, trong miệng là tiên huyết trực phún. Nghiễm nhiên là không có sống sót khả năng. Triệu hồng lực, tưởng vân đình, các người chờ đó cho ta. Lý Trung là điên cuồng quơ múa trường kiếm. Ngược lại, Lý Trung rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra, tiểu tử, người bây giờ ra tay giúp đỡ vẫn tới kịp, trước đó ân oán giữa chúng ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thiếu chủ của chúng ta căn bản không phải loại người như ngươi có thể đắc tội nổi. Diệp thần phong khóe môi nhếch lên một vệt khinh thường cười gần, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi là não tàn. Vẫn là ngươi hôm nay ra ngoài đầu được khe cửa cho gấp. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, Lý Trung là càng thêm lên cơn giận dữ rồi, nhưng vừa lúc đó, đứng ở hắn bên phải một cái khác đàn ông trung niên, thân thể của hắn trực tiếp bị ngọn lửa châu hoang trong miệng cực hạn hỏa diễm cho nướng khét, đen nhánh thi thể là không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Tại hai tên đồng bạn bị ngọn lửa châu hoang giết sau khi chết, Lý Trung Yếu một mình đối mặt sáu con hỏa diễm châu hoang rồi, giờ khắc này, trên người hắn cũng là vết thương chồng chất rồi, hắn không cam lòng từ trong lòng lấy ra một tấm màu vàng lá bùa. Tại đây trương màu vàng trên lá bùa có một ít kỳ quái đồ án, hắn đem tấm nảy màu vàng lá bùa nhanh chóng ném vào trên mặt đất ầm một tiếng từ trên mặt đất toát ra nhất cổ khói trắng hắn toàn bộ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lý trung trên người thậm chí có độn địa phù thật đúng là tiễn nghi tiểu tử này triệu hồng lực có phần khó chịu nói ra diệp thần phong đang nhìn đến lý trung biến mất phương thức sau hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước ngô trưởng nam dẫn hắn đến thanh dương tông sau đang đối mặt hàn băng tông người lúc Ngô Trưởng Nam cũng là lợi dụng độn địa phù thoát thân. Tại Lý Trung lợi dụng độn địa phù trốn sau khi đi, cái kia sáu con hỏa diễm châu hoang, chúng nó tại nhìn chăm chú một hồi Diệp Thần Phong sau đó chúng nó cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đối Diệp Thần Phong động thủ, mà là lần lượt chạy vào hỏa nham bên trong dãy núi. Đợi đến này sáu con hỏa diễm châu hoang biến mất sau đó triệu hồng lực bọn người mới thoáng thở vào nhẹ nhóm, triệu hồng lực đối với Diệp Thần Phong nói ra tiểu huynh đệ, Ngươi nhưng ẩn giấu quá kỹ đó ha. À. E sợ lấy thực lực của ngươi coi như là gặp phải thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn cũng chỉ có được ngươi nháy mắt giết phần rồi. Nói xong, Triệu Hồng Lực đi tới đem một đầu hỏa diễm châu hoang thân thể đâm thủng qua Hắc Huyền kiếm bên cạnh, hắn lại nói, tiểu huynh đệ, người thanh kiếm này không ngại ta cầm lên tới xem một chút chứ? Cái này Hắc Huyền kiếm tự ở bề ngoài căn bản không nhìn ra là thượng phẩm linh khí lần sau triệu hồng lực cũng là một cái người sảng khoái diệp thần phong cũng không có cự tuyệt nói ra có thể bất quá thanh kiếm này rất nặng người nắm lúc thức dậy phải cẩn thận một chút triệu hồng lực đem trong tay màu trắng búa lớn ném vào trên mặt đất ầm một tiếng trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố đến hắn cười nói tiểu huynh đệ ta triệu hồng lực sức mạnh cũng không phải thổi người thanh kiếm này như thế nào đi nữa trọng ta triệu hồng lực cũng để được lên vừa vặn diệp thần phong dùng hắc huyền kiếm một kiếm đập chết một đầu hỏa diễm châu hoang triệu hồng lực trong lòng cũng rõ ràng thanh kiếm này trọng lượng khẳng định không nhẹ cho nên trong cơ thể hắn thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ linh khí nhưng là tăng lên tới cực hạn phải tay nắm chặt hắc huyền kiếm chui kiếm đột nhiên đem hắc huyền kiếm từ hỏa diễm châu hoang bên trong thân thể rút ra nhưng khi triệu hồng lực cầm lấy hắc huyền kiếm thời điểm két 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 mặt đất nhất thời vỡ nứt ra chưa kịp triệu hồng lực phản ứng lại, tiếp lấy lại là âm. Một tiếng, triệu hồng lực thân thể trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, chỉ có một đầu vẫn cứ lưu tại bên ngoài. Tưởng Vân Đình cùng hai gã khác thanh niên thấy thế, bọn hắn không khỏi đều trợn to hai mắt, tưởng Vân Đình hỏi, triệu đại ca, ngươi làm sao? Chỉ có một đầu trả ở lại bùn đất phía ngoài triệu hồng lực, hắn là mặt cười khổ, hắn vừa vặn tại cầm lấy thanh kiếm này thời điểm, cái này hắc huyền kiếm không chỉ có rất nặng cực kỳ, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn linh khí dòng sông đều có chút tắc rồi. Nhớ tới vừa vặn diệp thần phong vung lên hắc huyền kiếm ráng dấp, e sợ nếu để cho hắn tới, hắn liền hắc huyền kiếm cũng vung không đứng lên. Tiểu huynh đệ, thanh kiếm này đúng là người vũ khí. Người đúng là người sao? Triệu hồng lực luôn luôn đối sức mạnh của mình phi thường có tự tin, nhưng lần này hắn cũng tại diệp thần phong trước mặt gặp khó rồi. Hai tên thanh niên bên trong một cái người cao, hắn đi tới Triệu Hồng Lực bên cạnh, hắn nói ra, "Triệu đại ca, này kiếm thật sự có nặng như vậy? Ta cũng đến thử xem." Đọc truyện. Tại khi này tên người cao thanh niên cầm lấy Hắc Huyền kiếm nháy mắt, ầm một tiếng, cả người hắn trực tiếp lâm vào trong lòng đất, liền đầu của hắn đều không có lưu trên mặt đất ở ngoài. Tiếp đó, Tưởng Vân Đình xuất phát từ hiếu kỳ, người cũng thử cầm lên Hắc Huyền kiếm, cho dù Người đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ, tại cầm lấy Hắc Huyền kiếm trong nháy mắt, người từ ngược bắt đầu vẫn là lâm vào trong lòng đất, kết quả là, Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đám người từng cái như xem yêu quái tựa như nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong là như thế nào cõng lấy Hắc Huyền kiếm bình thường hành tẩu. Diệp Thần Phong là như thế nào vung lên Hắc Huyền kiếm? Bọn hắn đối với Diệp Thần Phong đã là khiếp sợ bó tay rồi. Đến giờ phút này rồi, bọn hắn mới nghĩ thông suốt, vừa vặn Diệp Thần Phong đang đối mặt xích hỏa vượng thời điểm, chẳng trách vung lên hắc huyền kiếm động tác sẽ có chút vụng về, này hắc huyền kiếm người bình thường còn thật sự huy động liên tục múa đều vung vẩy không đứng lên. Nếu để cho triệu hồng lực các loại người biết, Diệp Thần Phong trên người chả mặc một bộ so với hắc huyền kiếm càng tăng thêm hơn hắc huyền giáp lúc, thật không biết triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người, bọn hắn hội là như thế nào một bộ đặc sắc biểu lộ chương 1284, phải hay không làm ước ao. Địa huyền giới, hỏa nham ngoài dãy núi, đốt lên một đống từ từ lửa trại trong bầu trời đêm là đầy trời sao sáng. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình đám người trước tiên ở hỏa nham ngoài dãy núi nghỉ ngơi một đêm, đợi được sáng ngày thứ hai lại tiến vào hỏa nham bên trong dãy núi rồi. Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình đám người và Diệp Thần Phong là lẫn nhau tự giới thiệu mình nhận thức, hai gã khác thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thanh niên, trong đó một cái người cao tên là Chu Dương Bay, vóc dáng hơi chút thấp một ít thanh niên tên là Trần Dơ Cao Sông. Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình bọn bốn người, bọn họ là đích thân thể nghiệm qua hắc huyền kiếm trọng lực rồi, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong tràn đầy một chút hiếu kỳ, dưới cái nhìn của bọn họ cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong quả thực chính là một cái quái thai. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong ngồi ở triệu hồng lực đám người đối diện, hắc huyền kiếm trực tiếp cắm vào Diệp Thần Phong trước mặt trong lòng đất, ánh lửa làm nổi bật Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng gương mặt, mà Diệp Thần Phong lại là nhanh nhắm mắt, trong đầu hắn vang lên bóng trắng nhân hỏa bóng đen thanh âm của người. Làm sao, tiểu gia hỏa, người có phải hay không đối độn địa phù cảm thấy rất hứng thú? bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cười hỏi. Diệp thần phong hồi đáp, này độn địa phù ngược lại là một cái không sai đào mạng phương pháp, các người biết chế tác độn địa phù sao? Lúc này chưa kịp bóng trắng người mở miệng, bóng đen người giang vận thiên nói chuyện, tiểu tử, người cho rằng bùa chú là dễ dàng như vậy chế luyện. Phàm là có thể chế tác các loại không giống bùa chú người được gọi là phù sư, mà phù sư đẳng cấp cùng luyện dược sư, luyện khí sư như thế, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhất phẩm phù sư đến cửu phẩm phù sư, cửu phẩm bên trên nhưng là trí tôn phù sư, phù sư số lượng cùng luyện khí sư, luyện dược sư như thế thiếu hụt, bằng vào ta đoán chừng tại bây giờ địa huyền giới, phù sư cũng có thể trở nên vô cùng cô đơn rồi. Ban đầu ở thế tục giới thời điểm, người đi tấn công thiên minh tam đế. Các ngươi không phải là bị một vòng xoáy khổng lồ hút vào đáy biển sao? Ngươi không phải là còn tại âm minh tông chỗ kia trong di tích đã nhận được hai loại đồ vật đấy sao? Được bóng đen người Giang Vận Thiên như vậy vừa nhắc nhở, lúc trước ký ức nhất thời dâng lên trên, tại thế tục dưới đáy biển bên dưới có một chỗ cung điện, lúc đó Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân di đám người đi vào bên trong cung điện thời điểm, bên trong cung điện kia trên cây cột điêu khắc. Nhất thời biến thành rất sống động mãnh thú bật đi ra, hiện tại Diệp Thần Phong nghĩ đến, những kia từ trên cây cột đụng tới mãnh thú, phải là đất này huyền giới cái gọi là yêu thú, chẳng trách thực lực hội cường hãn như vậy rồi. Lúc đó tại lúc khẩn cấp quan trọng, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di được truyền tống đến một cái phong kín căn phòng bên trong. Cũng chính là tại trong gian phòng kia, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di gặp âm minh tông bà lão kia tống Xuân mi một tia thần niệm, cuối cùng Lâm Hân Di được tống Xuân mi cho bắt đi, mà Diệp Thần Phong nhưng là được tống Xuân mi làm cho toàn thân gân mạch cùng xương đều đứt từng khúc rồi. Cũng còn tốt ở đằng kia nơi trong phòng có hai cái hộp gỗ, trong đó một cái trong hộp gỗ để đó một bình đan dược, Diệp Thần Phong đang uống đan dược sau mới khôi phục thân thể. Mà một chiếc hộp khác bên trong nhưng là để đó một quyển tên là bùa chú cổ tịch, còn có một khối dỉ xét loang lổ thiết bài. Trong đó khối này dỉ xét loang lổ thiết bài hấp thu Diệp Thần Phong tiên huyết, sau đó liền biến thành mới tinh đen tuyển rồi, trong đầu nhớ tới đây, Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, chẳng lẽ nói quyển kia bùa chú có thể làm cho ta trở thành phù sư? Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, vẫn tính ngươi không phải là quá ngu xuẩn. Tại chúng ta thời đại kia, Âm Minh Tông có thể so với hiện tại cường thịnh hơn nhiều, lúc ấy có một người trẻ tuổi bị trục xuất Âm Minh Tông, mà sau đó người trẻ tuổi này dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú, hắn từng bước từng bước tại phù sư lĩnh vực này đã tới đỉnh phong đã trở thành thân phận cực cao trí tôn phù sư, mà quyển này bùa chú bên trong hẳn là ghi chép chính là các loại phù phương pháp luyện chế cùng kinh nghiệm, nếu như thiên phú của ngươi đủ yêu nghiệt lời nói, như vậy ngươi dựa vào quyển này bùa chú. Nói không chắc ngươi cũng có thể trở thành trí tôn phù sư. Đến lúc đó trí tôn luyện khí sư, trí tôn luyện dược sư, trí tôn phù sư. Này ba thân phận thả ở trên người ngươi, chỉ sợ ngươi đi đến bất kỳ địa phương nào, Người đều sẽ trở thành bất luận cái nào trong thế lực lớn khách quý. Bất quá, muốn trở thành phù sư, người nhất định muốn thực lực đến thần niệm cảnh. Các loại bồ chú cũng phải cần dùng thần niệm lực lượng khắc họa, người bây giờ cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên ở luyện khí sư cùng luyện dược sư hai cái này lĩnh vực cất bước rồi hãy nói. Diệp thần phong nghe được bóng đen người lời nói này sau đó trong lòng của hắn không khỏi nói lầm bầm trí tôn phù sư phù sư địa vị cũng là cực kỳ tôn cao, nếu như Diệp Thần Phong có thể tại đây ba cái lĩnh vực đều đến cấp trí tôn, này sẽ là một bức cảnh tượng như thế nào? Chỉ là nghĩ muốn đều là để Diệp Thần Phong tim đập không dứt, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong vẫn phải là muốn lấy được 100 đầu hỏa viêm thú nội đan, trước tiên tạm thời để trong cơ thể của mình sản sinh hỏa diễm mới được. Tại bóng đen người sau khi nói xong, bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lại nói, tiểu gia hỏa, khối này thiết bài cũng cho ta để tốt rồi người biết thế tục dưới đáy biển chỗ kia cung điện là cái gì không cung điện kia vốn là âm minh tông một cái bí bảo sau đó được vị trí tôn kia phù sư cho trộm đi ra ngoài khối này thiết bài phải là điều khiển động cung điện chìa khóa về sau đối với người tuyệt đối sẽ có trợ giúp diệp thần phong ở trong lòng gật gật đầu bây giờ hắn mới thông linh cảnh thực lực trở thành phù sư sự tình trước tiên có thể tạm thời phóng phóng rồi về phần thế tục giới chỗ kia cung điện là bí bảo. Diệp thần phong biết dựa vào thực lực bây giờ của hắn, muốn điều khiển động cái kia bí bảo, này thì càng thêm là si nhân nằm mơ. Nhưng, Diệp thần phong vẫn hỏi một câu, cho dù chỗ kia đáy biển cung điện là bí bảo, nhưng nó tại thế tục giới, ta căn bản vô pháp dùng đến nó. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cười nói, tiểu gia hỏa, chỗ kia bí bảo cấp bậc xem như là nửa bước tiên khí rồi, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, nó hoàn toàn có thể nghe theo ngươi triệu hoán ra, từ thế tục giới xé rách không gian xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nửa bước tiên khí. Nghe được chỗ kia cung điện dĩ nhiên là nửa bước tiên khí, này làm cho Diệp Thần Phong không nhịn được là nuốt một ngụm nước bọt, bất quá, hiện tại cho dù biết chỗ kia cung điện là nửa bước tiên khí, hắn cũng không có năng lực lực đi triệu hoán, bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói cũng chỉ có mau chóng tăng cao thực lực rồi tại bạch bóng nhân hòa bóng đen trong dân cư hiểu được có quan hệ phù sư sự tình sau đó diệp thần phong liền mở mắt ra đến hắn nhìn thấy triệu hồng lực cùng tưởng vân đình bọn người đang nhìn hắn này làm cho hắn là tùy ý nhún nhún vai hỏi triệu đại ca vừa vặn cái kia gọi lý chung người sử dụng là độn địa phù phù sư trên đất huyền giới có nhiều hay không vừa nhắc tới đến lý chung tên khốn kia triệu hồng lực sắc mặt liền có chút khó coi nói ra thần phong huynh đệ người có chỗ không biết phù sư trên đất huyền giới cực kỳ hy hữu, trên đất huyền giới cao nhất phù sư cũng chỉ là tam phẩm phù sư. Thần phong huynh đệ ngươi hẳn phải biết luyện dược sư cùng luyện khí sư A. Phù sư cùng luyện dược sư, luyện khí sư là cùng một cái tính chất, này ba cái lĩnh vực người đi tới chỗ nào đều cơ hồ là cực kỳ được hoan nghênh, thật không biết lý chung là từ đâu đã nhận được một tấm độn địa phù. Triệu hồng lực mấy người cũng đã biết rồi Diệp Thần Phong là từ hạ đẳng vị diện cổ võ giới tới rồi, triệu hồng lực bọn người ở tại vừa vặn nghe thấy cái lúc giới thiệu, bọn hắn có thể quả thực sợ hết hồn, bọn hắn thấy thế nào đều Diệp Thần Phong cũng không như là đến từ chính hạ đẳng vị diện người. Mà Diệp Thần Phong sở dĩ không có ẩn giấu thân phận của hắn, hắn bây giờ căn bản không dùng tới ẩn giấu, vừa đến hắn tin tưởng triệu hồng lực làm người, thứ hai Diệp Thần Phong đối thực lực của mình có lòng tin, cho dù đối mặt triệu hồng lực bọn bốn người, chỉ cần hắn không dùng hắc huyền kiếm công kích, không chịu đến hắc huyền kiếm trọng lực, hắn như thường có thể đem triệu hồng lực đám người trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giải quyết. Từ triệu hồng lực trong miệng xác nhận phù sư hiếm lạ sau đó diệp thần phong tâm tình kích động lại tăng lên mấy phần, bất quá, trên mặt hắn biểu lộ lại là không hề biến hóa. Ngồi ở diệp thần phong đối diện tưởng Vân Đình, người cầm trong tay màu đỏ roi đột nhiên biến mất rồi, này làm cho diệp thần phong ánh mắt chính là tập trung vào tưởng Vân Đình ngón tay thượng Tại Tưởng Vân Đình ngón tay thượng mang một chiếc nhẫn, Diệp Thần Phong khẳng định đây cũng là một chiếc nhẫn chữ Phật, hơn nữa Tưởng Vân Đình trên người còn mơ hồ có một loại quý tộc khí tức, Diệp Thần Phong hiện tại có thể xác định tưởng thân phận của Vân Đình cũng không một loại. Triệu Hồng Lực thấy Diệp Thần Phong vẻ mặt biến hóa, hắn sang sảng nói ra, "Thần Phong huynh đệ, Vân Đình muội tử cùng chúng ta cũng mới nhận thức thời gian nửa năm, chúng ta cũng sẽ không lẫn nhau tìm hiểu thân phận của từng người." người có phải hay không làm ước ao vân đình muội tử chữ vật giới chỉ. Chúng ta cũng có thể là rất hâm mộ đây. Diệp huynh đệ, này chữ vật giới chỉ nhưng không phải người bình thường có thể có được, trên đất huyền giới nắm giữ chữ vật giới chỉ chẳng khác nào là tượng trưng cho thân phận. Người cao chu dương phi nói ra. Vóc sáng thấp trần dơ cao sông cũng nói, Diệp huynh đệ, Vân Đình đã nói sẽ nghĩ biện pháp giúp chúng ta làm một chiếc nhẫn chữ vật đùa giỡn một chút, Diệp huynh đệ nếu như người cũng muốn chữ vật giới chỉ, người cũng phải đối Vân Đình nhiều lời tốt hơn bảo. Tưởng Vân Đình khi nghe đến triệu hồng lực đám người lời nói sau, trên mặt nàng là không khỏi lộ ra một vệt tự tin, mà Diệp thần phong trong lòng lại là một trận cười khổ, trên ngón tay của hắn liền mang một chiếc nhẫn chữ vật đây. Huống hồ khi hắn trong nhẫn chứa đổ còn có hơn 40 viên nhẫn chứa đổ đây. Diệp thần phong đối triệu hồng lực mấy người cũng rất có hảo cảm, hay là chờ lần này tiến vào hỏa nham sơn mạch, sau đó tại lúc đi ra, Diệp Thần Phong có thể đưa cho bọn họ một chiếc nhẫn chữ vật, dù sao theo Diệp Thần Phong, chữ vật giới chỉ đối với hắn mà nói là tối không bao nhiêu tiền. chương 1285, không đúng lắm. Ngày kế, làm đông mới dần dần bay lên một vệt ánh sáng mặt trời thời điểm. Diệp Thần Phong, tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người, bọn hắn đơn giản rửa mặt một phen, vì tiện ăn một ít gì đó sau đó bọn hắn liền chuẩn bị tiến vào hỏa nham sơn mạch rồi trải qua ngày hôm qua một buổi tối ở chung diệp thần phong cùng tưởng vân đình đám người quen thuộc lên đồng dạng diệp thần phong cũng hiểu được tưởng vân đình đám người tiến vào hỏa nham sơn mạch mục đích triệu hồng lực cùng tưởng vân đình một nhóm người bọn hắn đến từ chính địa huyền giới bắc vân thành này bắc vân thành cùng diệp thần phong trước đây không lâu rời đi thiên diệu thành như thế đồng dạng là một tòa người tu luyện thành phố, không thuộc về địa huyền giới bất kỳ một quốc gia nào. Thực lực tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ triệu hồng lực, hắn tại hai năm trước sáng lập một cái tên là thương lang đoàn lính đánh thuê, bất quá, tại thương lang đoàn lính đánh thuê người trong số phi thường ít, chỉ có vẻn vẹn 10 người, thêm vào tại nửa năm trước vừa vặn gia nhập tưởng Vân Đình cũng mới chỉ có 11 người. Thương lang đoàn lính đánh thuê bình thường đều là chấp hành một ít nhiệm vụ, dùng này đến kiếm lấy tiền thuê, nhưng tại 10 ngày trước, thương lang đoàn lính đánh thuê đi một chỗ núi lửa vặt hái một chồng linh dược thời điểm, ai biết núi lửa đột nhiên bạo động lên, hơn nữa cái kia ngọn núi lửa bên trong dung nham cực nhiệt cực kỳ, coi như là thông linh cảnh cao thủ cũng không cách nào nhịn được. Cho nên, cuối cùng tại thương lang đoàn lính đánh thuê bên trong có 7 người được dung nham gây thương tích nóng độc ăn mòn thân thể của bọn họ. May mắn không có thụ thương triệu hồng lực cùng tưởng vân đình bọn bốn người, Bọn hắn hầu như là nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng thủy chung là không cách nào xua tan thương lang đoàn lính đánh thuê bên trong mặt khác bảy tên thành viên trong cơ thể nóng độc. Tại không có biện pháp chút nào dưới tình huống, Triệu Hồng Lực đột nhiên nghĩ đến một loại tên là Lạnh Thanh Đan đan dược, này Lạnh Thanh Đan chính là nhất phẩm đan dược bên trong nhân vật hàng đầu, có xua tan tất cả nóng độc công hiệu, thế là Triệu Hồng Lực đám người liền bắt đầu thu thập luyện chế Lạnh Thanh Đan dược liệu rồi bây giờ chỉ kém cuối cùng một vị thuốc chính hồng liên tam sinh thảo rồi. Đương nhiên triệu hồng lực đám người nhưng không phải là cái gì luyện dược sư, bọn hắn đã nhờ người đi mời linh dược cốc luyện dược sư đến giúp đỡ rồi, hiện tại còn không biết có thể hay không mời được linh dược cốc luyện dược sư, nhưng bọn họ trước mắt trọng yếu nhất hay là trước phải đem sinh trưởng tại hỏa viêm động sen hồng tam sinh thảo cho chiếm được. Đồng dạng Diệp Thần Phong cũng hiểu được lợi dụng độn địa phù đào tẩu lý trung tin tức, này Lý Trung chính là Bắc Vân Thành trịnh ra một cái chó săn, Bắc Vân Thành do tứ đại tu luyện gia tộc trưởng khống, này trịnh gia chính là một trong bốn dòng họ lớn nhất. Trịnh gia thiếu chủ coi trọng tưởng Vân Đình đã phi thường lâu, lần này biết tưởng Vân Đình đám người yêu cầu Hồng Liên Tam sinh thảo, cho nên trịnh gia thiếu chủ mới phái Lý Trung đám người đến cướp đoạt Hồng Liên Tam sinh thảo, vì chính là để tưởng Vân Đình có thể đi vào khuôn phép lại đi tiến hỏa nham sơn mạch sau đó tưởng vân đình chữ vật giới chỉ lóe lên, tại trong tay nàng nhất thời xuất hiện năm cái bình xứ màu trắng, người đem bình xứ phân biệt đưa cho triệu hồng lực đám người, đối với Diệp Thần Phong giải thích, này bình xứ bên trong một loại màu xanh lam bột phấn, đưa nó bôi lên ở trên người sau đó liền có thể tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Tại đây hỏa nham bên trong dãy núi đều là hỏa thuộc tính yêu thú, tại bôi lên loại này màu xanh lam bột phấn sau đó chỉ cần chúng ta không nháo xuất động tính quá lớn, Chúng ta thì có thể thuận lợi đến hỏa viêm thú ở hỏa viêm động. Diệp Thần Phong đang nghe xong Tưởng Vân Đình giải thích sau đó hắn liền đem loại này màu xanh lam bột phấn đều đều, đều đồ ở trên người, mà khi Diệp Thần Phong có thể vừa vặn bôi lên xong xuôi, hắn bên trong đan điền cái kia đóa vạn năm băng tuyết liên hoa dĩ nhiên chính mình chuyển động, trực tiếp đem màu xanh lam bột phấn chỗ tản mát ra hàn khí cho hấp thu không còn chút nào. Cũng may vạn năm băng tuyết liên hoa đang hấp thu xong hết thảy hàn khí sau đó nó cũng không hề lập tức chấm dứt vận chuyển, cho nên tại diệp thần phong trên người lưu động vạn năm băng tuyết liên hoa nhàn nhạt hàn ý. Hả, triệu hồng lực cũng đem màu xanh lam bột phấn bôi lên xong rồi, cổ họng của hắn bên trong sinh ra nghi hoặc, hỏi tiếp thần phong huynh đệ, trên người ngươi hàn khí làm sao so với chúng ta yếu nồng nặc. Phải hay không vân đình muội tử đưa cho người cái kia bình so sánh tốt? chẳng lẽ nói Vân Đình muội tử coi trọng thần phong huynh đệ ngươi rồi. Tưởng Vân Đình khi nghe đến triệu hồng lực đùa giỡn sau đó tính cách thập phần nóng nảy tưởng Vân Đình, gò má của nàng xuất kỳ đỏ một chút, nói ra triệu đại ca, ngươi nói nhăng gì đấy. Ta cho mọi người đều là giống nhau. Nói xong, tưởng Vân Đình cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm diệp thần phong. Trong lòng nàng cũng không làm rõ được tại sao Diệp Thần Phong trên người Hàn khí hội so với bọn họ nồng nặc một ít. Diệp Thần Phong là sờ sờ mũi, hắn không có giải thích hắn bên trong đan điền nắm giữ vạn năm băng tuyết liên hoa, mà là thuận miệng nói ra, "Triệu đại ca, có thể là ta đây một bình chính tốt hơn một vài vấn đề, cho nên mới dẫn đến hàn khí nồng nặc một chút." Triệu Hồng Lực cũng không nghi ngờ, hắn gật gật đầu, nói ra, "Thần Phong huynh đệ, ngươi không nên để bụng, ta vừa vặn cũng là đùa giỡn, lần này Thần Phong huynh đệ ngươi yêu cầu một ít hỏa viêm thú nội đan." đến lúc đó chúng ta hội tận lực giúp ngươi giết nhiều một ít hỏa viêm thú. Bất quá, này phổ thông hỏa viêm thú chỉ có siêu phàm cảnh thực lực, cao này một ít hỏa viêm thú cũng mới thông linh cảnh tứ trọng thiên tả hữu thực lực, coi như là hỏa viêm thú bên trong thú vương cũng chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Cho nên, lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thần phong huynh đệ ngươi coi như là muốn trực tiếp giết hỏa viêm thú bảy thú, này cũng hẳn là không có vấn đề quá lớn, mà chúng ta yếu vặt hái sen hồng tam sinh thảo sinh trưởng tại hỏa viêm thú thú vương chỗ ở, hẳn là muốn đi vào hỏa viêm động nơi sâu xa nhất mới có thể thuận lợi đào được. Trên lưng cóng lấy hắc huyền kiếm diệp thần phong, hắn nói ra, triệu đại ca, các ngươi yên tâm đi, đến lúc đó hỏa viêm thú thú vương liền giao cho ta đánh giết, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thuận lợi hái được hồng liên tam sinh thảo. Lấy diệp thần phong thực lực bây giờ, muốn đối phó một đầu thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong yêu thú, này sẽ không có vấn đề quá lớn, lần sau Diệp Thần Phong đối Triệu Hồng Lực đám người rất có hảo cảm, lần này cùng Triệu Hồng Lực đám người đồng thời tiến vào Hỏa Nham Sơn mạch, đủ khả năng giúp một lần Triệu Hồng Lực mấy người cũng không gì đáng trách. Tại tất cả mọi người đổ sức xong màu xanh lam bột phấn sau đó Diệp Thần Phong, Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đám người, bọn hắn sẽ chính thức xuất phát, bởi trước đó Triệu Hồng Lực đám người đã sớm điều điều tra rõ ràng hỏa viêm động cụ thể phương hướng rồi. Này ngược lại là đã giảm bớt đi tìm kiếm phiền phức. Quả nhiên, trên người đang tản ra hàn khí sau đó dọc theo con đường này Diệp Thần Phong đám người gặp phải hỏa thuộc tính yêu thú là đã ít lại càng ít, chỉ có 4 năm đầu không biết sống chết thông linh cảnh tam trọng thiên yêu thú vừa vặn bắt gặp Diệp Thần Phong đám người, kết quả căn bản không dùng tới Diệp Thần Phong ra tay, cái kia 4 năm con yêu thú đã bị Triệu Hồng Lực đám người vài phút đồng hồ giải quyết xong. Ước chừng tại hành tẩu ba cái phán, thời điểm Diệp Thần Phong cùng tưởng Vân Đình đám người cuối cùng là đã tới nơi cần đến, ở trước mặt của bọn họ xuất hiện một tòa núi cao, tại núi một bên có một cái đen như mực cửa động, tại cửa động bò lổ ngổm ba con thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ yêu thú. Này ba con yêu thú dáng dấp phi thường giống thần lằn, toàn thân da thịt là màu máu đỏ, thân dài ước chừng có khoảng 1 mét 50 Chúng nó vậy có chút lồi đi ra ngoài con mắt là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong đám người, trong con ngươi là hung quang hiện ra, từng bước từng bước hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới, nỗ lực tại tuyên thệ nơi này là lãnh địa của bọn nó. Không nghĩ tới vừa vặn đến hỏa viêm động, liền gặp ba con cao dai hỏa viêm thú. Triệu hồng lực đem treo ở bên hông búa lớn cho rút ra, đối với Diệp Thần Phong nói ra, Thần Phong huynh đệ, lửa này viêm thú vũ khí là đầu lưỡi của bọn nó, bình thường hỏa viêm thú đầu lưỡi đều là co rút ở trong miệng. Chỉ khi nào chúng nó đem đầu lưỡi phun ra, chúng nó đầu lưỡi độ dài có thể có dài hơn 1 mét. Hơn nữa hỏa viêm thú đầu lưỡi cứng rắn cực kỳ, mang theo nhất cổ nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng. Nếu như được hỏa viêm thú đầu lưỡi gây thương tích, như vậy hỏa viêm thú đầu lưỡi hỏa thuộc tính năng lượng hội ăn mòn chúng ta gân mạch. Tại triệu hồng lực đối với Diệp Thần Phong giải thích hỏa viêm thú đặc điểm lúc, Diệp Thần Phong trong đầu cũng vang lên bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, có chút không đúng lắm ha hát ta xem chỗ này hỏa viêm động thập phần cổ quái, nói như vậy tại hỏa viêm ngoài động canh gác đều là cấp thấp nhất hỏa viêm thú, nhưng này nơi hỏa viêm động nhưng có ba con thông linh cảnh tứ trọng thiên hỏa viêm thú canh gác, người vẫn là coi chừng thì tốt hơn, trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp thần phong đang nghe bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nhắc nhở sau đó ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên, hắn mở miệng nói ra, triệu đại ca, ta xem chỗ này hỏa viêm động có thể có chút quái lạ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Triệu Hồng Lực cùng tưởng vân đình đám người kỳ quái liếc nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng là xem thường, tại bọn hắn trong nhận thức hỏa viêm thú chỉ là yêu thú cấp thấp bên trong tầng dưới chót mà thôi, coi như là hỏa viêm thú thú vương cũng chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cho nên lửa này viêm động hội có gì đó cổ quái. Thần Phong huynh thứ, người yên tâm đi, đối phó hỏa viêm thú loại này yêu thú, chúng ta người nơi này là thừa sức rồi. Triệu hồng lực vặn vẹo cái cổ cười nói. Chấm chấm chấm, chương 1286, thực lực chân chính. Hỏa nham sơn mạch, hỏa viêm ngoài động. Cái kia ba con hình dáng giống phóng to bản thần lằn hỏa viêm thú, chúng nó là không ngừng hướng về triệu hồng lực đám người tới gần, ước chừng tại triệu hồng lực đám người một mét địa phương xa ngừng lại. Diệp thần phong đang nhìn đến nhắc nhở của mình không có hiệu quả sau đó hắn đã đem sau lưng hắc huyền kiếm nắm trong tay rồi, dù sao mặc kệ lửa này viêm trong động có gì đó cổ quái, hắn cũng phải đi sông vào một lần, hắn yêu cầu hỏa viêm thú nội đan đến hình thành hỏa diễm, như vậy hắn mới có thể bước lên luyện khí cùng chế thuốc đường xá a hát. Mà triệu hồng lực cùng tưởng vân đình hai người này, bọn hắn đã phân biệt đem màu trắng búa lớn cùng màu đỏ roi cầm trong tay rồi, về phần chu dương phi cùng trần dơ cao sông trong tay bọn họ là lấy một thanh trường kiếm triệu hồng lực búa lớn miến cứng có thể tính làm là hạ phẩm pháp khí tưởng vân đình màu đỏ roi ngược lại thuộc về là thượng phẩm pháp khí rồi mà chu dương phi cùng trần dơ cao sông trường kiếm trong tay chỉ là phổ thông tinh cương kiếm mà thôi thực lực chỉ có thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong chu dương phi cùng trần dơ cao sông bọn họ là đứng ở so sánh dựa vào sau vị trí cái kia ba con hỏa viêm thú đang đến gần diệp thần phong cùng triệu hồng lực đám người sau đó miệng của bọn nó nhanh chóng một tấm ba cái màu đỏ thắm đầu lưỡi nhất thời từ trong miệng của bọn nó phun ra ngoài, hướng về Diệp Thần Phong đám người công kích mà đi. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, bước thân một bên, keng. Một tiếng, trong đó một đầu hỏa viêm thú đầu lưỡi bay thẳng suốt tại Hắc Huyền kiếm thượng, này thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ hỏa viêm thú, sức mạnh ngược lại là không đáng sợ, thế nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, tại hỏa viêm thú đầu lưỡi cùng Hắc Huyền kiếm thân kiếm đụng vào nháy mắt, có nhất cổ cảm giác nóng rực từ trên thân kiếm truyền tới trong lòng bàn tay của hắn, đây chính là hỏa viêm thú đầu lưỡi hỏa thuộc tính năng lượng. Mà một bên khác triệu hạo lực cùng tưởng Vân Đình, hai người bọn họ là dồn dập tránh qua hỏa viêm thú đầu lưỡi công kích, triệu hồng lực to lớn tráng thân thể dường như đạn pháo bình thường nhảy lên, thân thể đang giảm xuống thời điểm, trực tiếp đột nhiên một lưỡi búa hướng về hỏa viêm thú bổ tới rồi, ánh búa lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng, thần chí một búa. ầm. Uhm một tiếng triệu hồng lực trực tiếp đem một đầu hỏa viêm thú thân thể cho chặt thành hai nửa về phần tưởng vân đình đang trốn nổ súng viêm thú công kích đồng thời trong tay màu đỏ roi dùng sức vừa kéo trực tiếp đem một đầu hỏa viêm thú thân thể cho rút được giữa không trung tiếp lấy tưởng vân đình màu đỏ trên roi là ánh sáng hiện ra lại hướng về giữa không trung vừa kéo roi bóng roi ở trong không khí tầng tầng điệp ra bóng roi ngàn vạn đùng 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 vô số bóng roi toàn bộ rút ở giữa không chung cái kia hỏa viêm thân thú thượng, con kia hỏa viêm thú thân thể trong nháy mắt biến thành vô số thịt nát, từng khối từng khối tán rơi trên mặt đất. Này triệu hồng lực cùng tưởng vân đình tốt xấu cũng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cùng hậu kỳ cao thủ, đối với thông linh cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ hỏa viêm thú, thêm vào chiến kỹ gia tăng lực công kích. Hai người bọn họ đương nhiên là có thể ung dung miểu sát thông linh cảnh tứ trọng thiên hỏa viêm thú được rồi. Mà Diệp Thần Phong tại dùng hắc huyền kiếm chắn một con hỏa viêm thú công kích, sau đó Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lập tức vượt trước hai bước, tránh ra con này hỏa viêm thú lần thứ hai đầu lưới công kích thời điểm hắn nắm tại trong tay phải hắc huyền kiếm tấn mãnh hướng về hỏa viêm thú vỗ xuống đi. ầm một tiếng vang trầm thấp bụi bặm bốn p con này hỏa viêm thú trực tiếp được Diệp Thần Phong một kiếm cho đập thành thịt băm. Thần Phong huynh đệ người muốn hay không trước đêm này ba con hỏa viêm thú nội đan lấy ra. Cầm trong tay màu trắng búa lớn triệu hồng lực nói ra. Diệp thần phong lắc lắc đầu, nói ra các loại lại giết chết thêm một ít hỏa viêm thú sau, nội đan cùng nhau nữa lấy ra đi. Triệu hồng lực gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, thần phong huynh đệ, chúng ta bây giờ tự tiến vào hỏa viêm động đại sát tứ phương, bên trong khẳng định đều là siêu phàm cảnh phổ thông hỏa viêm thú rồi. Triệu hồng lực hào hứng hướng về hỏa viêm trong động đi đến, tưởng vân đình. Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao Sông ba người này, bọn hắn cũng là thật chặt đi theo Triệu Hồng Lực bước tiến, mà Diệp Thần phong nhíu lông mày từ đầu đến cuối không có phân tán xuống, hắn biết bóng trắng người sẽ không vô duyên vô cớ phải nhắc nhở hắn chú ý, cho nên hắn theo đi vào Hỏa Viêm Động đồng thời, trong cơ thể linh khí một mực duy trì tại trạng thái tốt nhất. Lại đi tiến Hỏa Viêm Động sau, Hỏa Viêm Động hai bên vách đá đều là màu đỏ thắm, này ngược lại là để hỏa viêm bên trong động có đầy đủ ánh sáng. Lần sau này màu đỏ thắm trên vách đá là nóng bỏng vô cùng, không ngừng có nhiệt khí từ trên vách đá truyền ra, để Triệu Hồng Lực bọn người trên thân nguyên bản hàn khí là biến mất không còn chút nào, bây giờ chỉ có Diệp Thần Phong trên người trả lượn lờ nhàn nhạt đích hàn khí rồi. Lửa này viêm động cực kỳ sâu thẳm, Triệu Hồng Lực cùng Diệp Thần Phong bọn người ở tại đi lại sau 5 phút, bọn hắn vẫn chưa đi đến hỏa viêm động nơi sâu xa nhất, nhưng mà, khi bọn họ chuyển qua một cái chuyển biến miệng thời điểm, ngoại trừ Diệp Thần Phong hơi chút chấn định một ít bên ngoài, ở đây bốn người khác, bọn hắn đều đem vũ khí trong tay không khỏi nắm chặt mấy phần. Chỉ thấy tại quẹo góc trong thông đạo, dĩ nhiên bò lổm ngổm 10 con hình thể khổng lồ hỏa viêm thú, hơn nữa mỗi một đầu hỏa viêm thú thực lực đều đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Chuyện này nhất thời để triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người mắt choáng váng, không phải nói phổ thông hỏa viêm thú chỉ có siêu phàm cảnh sao coi như là hỏa viêm thú thú vương cũng mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhưng này nơi hỏa viêm trong động thậm chí có 10 con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú. Này 10 con hỏa viêm thú đang nhìn đến diệp thần phong các loại năm người sau đó chúng nó lập tức hướng về diệp thần phong đám người vào tới, có trực tiếp phàn bò tới trên vách đá hành tẩu, lửa này viêm thú dường như thần lằn như thế, chúng nó đều có leo lên vách tường bản lĩnh. Bỗng nhiên, từng cái từng cái vứt bỏ màu đỏ đầu lưỡi nhanh chóng hướng về diệp thần phong cùng triệu hồng lực đám người bay vụt mà đến phải biết đây là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú công kích ở đây ngoại trừ diệp thần phong bên ngoài không ai có thể ngăn cản được si 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 tiếng vang tại hỏa viêm trong động vang vọng ra tuy rằng triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người cực lực né tránh rồi thế nhưng triệu hồng lực bả vai trái được hỏa viêm thú đầu lưỡi cho bắn thùng tưởng Vân Đình bên trái phần eo được hỏa viêm thú đầu lưỡi cho chảy ra rồi, mà Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao Sông hai cái này thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong người, bọn hắn hai cái chân nhỏ trực tiếp được hỏa viêm thú đầu lưỡi cho bắn thủng, thân thể nhất thời té lăn quay trên mặt đất. Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình bọn bốn người, bên trong cơ thể của bọn họ là bị hỏa viêm thú hỏa thuộc tính năng lượng cho tứ ngược, trong ánh mắt của bọn họ mang theo điểm một chút tuyệt vọng, nhớ tới vừa vặn Diệp Thần Phong đã nói chỗ này hỏa viêm động có gì đó quái lạ, bây giờ nghĩ đến bọn hắn không khỏi có phần hối hận rồi. Về phần Diệp Thần Phong là đem to lớn hắc huyền kiếm dọc tại trước người của mình, trực tiếp đem hỏa viêm thú màu đỏ thắm đầu lưỡi cho cản lại, nhìn xem phía trước mặt những này có trèo tại vách đá thượng, có vẫn cứ bỏ dưới đất 10 con hỏa viêm thú, Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn biết nếu như cầm hắc huyền kiếm công kích, hắn có thể ngay cả chiến kỹ đều không phát huy ra được, bây giờ chỉ có thể thả xuống hắc huyền kiếm công kích. Thần phong huynh đệ, người không cần quản chúng ta, người nhanh lên một chút rời đi hỏa viêm động. Bên trái vai bị bắn thủng triệu hồng lực nói ra, triệu hồng lực là không thể đủ bỏ lại đã mất đi chiến đấu lực chu dương phi cùng trần dơ cao sông. Ngược lại, triệu hồng lực rồi hướng tưởng Vân Đình, nói ra, Vân Đình muội tử, người cũng nhanh chóng cho ta rời đi, bằng không mọi người đều được phải chết ở chỗ này. Tưởng Vân Đình hàm giang hơi hơi cắn môi đỏ, bên hông được chảy ra địa phương chả đang không ngừng tràn ra tiên huyết đến, tay phải của nàng bên trong là nắm thật chặt màu đỏ roi, người cũng biết bằng mượn thực lực của bọn họ, căn bản không phải trước mặt này 10 con hỏa viêm thú đối thủ, cho dù Diệp Thần Phong có miểu sát thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong yêu thú thực lực, nhưng đối mặt 10 con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong yêu thú công kích, e sợ diệp thần phong cũng là lành ít giữ nhiều a à. ầm um, một tiếng tại triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người sốt ruột tuyệt vọng thời điểm diệp thần phong trực tiếp đem hát huyền kiếm cho cắm vào trong lòng đất triệu hồng lực thấy thế hắn lập tức nói ra thần phong huynh đệ ngươi làm cái gì vậy lẽ nào ngươi từ bỏ trốn lẽ nào ngươi muốn bồi tiếp chúng ta cùng chết sao chúng ta mới nhận thức một ngày ngươi không cần muốn làm như vậy thả xuống hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn linh khí lập tức trở nên cuộn trào không ít, hắn là cười khổ lắc lắc đầu, này triệu hồng lực thật thả thật là làm cho người ta dở khóc dở cười, Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra ta đến giết chết những này hỏa viêm thú. Triệu hồng lực cùng tưởng Vân Đình còn muốn nói chuyện, chỉ thấy Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xám xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tay, này làm cho Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình đám người sững sờ chữ Phật giới chỉ, thượng phẩm pháp khí. Triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người khả nhìn không ra hắc huyền kiếm là thượng phẩm linh khí, bọn hắn vẫn cho rằng hắc huyền kiếm chỉ là một thanh nặng thái quá trọng kiếm mà thôi, cho nên giờ khắc này nhìn thấy Diệp Thần Phong thậm chí có chữ vật giới chỉ cùng thượng phẩm pháp khí, bọn hắn mới sẽ biểu hiện kinh ngạc như thế. Thần Phong huynh đệ, người dĩ nhiên cũng có chữ vật giới chỉ, người hẳn không phải là hạ đẳng vị diện người chứ. Triệu hồng lực kinh ngạc nói mà tưởng Vân Đình hàm răng cắn được môi càng gia tăng hơn rồi, đặc biệt là nghĩ đến tối hôm qua triệu hồng lực đám người nhắc tới của nàng chữ vật giới chỉ lúc, người trả lập tức biểu hiện ra tự tin đến, bây giờ nghĩ lại e sợ lúc ấy nói không chắc Diệp Thần Phong chính cười ở trong lòng lời nói người đây. Này làm cho tưởng Vân Đình trong lòng hiện lên hờn dỗi đến. Diệp Thần Phong biết hiện tại không phải là cùng triệu hồng lực đám người nói chuyện phiếm thời điểm, tay phải hắn bên trong nắm thật chặt trường kiếm màu xám, Bên trong thân thể Hàn Băng Kiếm Ý hơi độc, tại trên thân kiếm lập tức toát ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý đến, Diệp Thần Phong cả người khí chất cũng biến thành càng sắc bén hơn lên. Diệp Thần Phong nắm tại trong tay phải trường kiếm màu xám, nhanh chóng hướng về trong đó một đầu hỏa viêm thú vung lên, lạnh lẽo kiếm ý tăng vọt, một đạo có tới dài hơn 2 mét kiếm khí hướng về đầu kia hỏa viêm thú đánh tới rồi. Bạch, bạch, hai tiếng đầu kia hỏa viêm thú trực tiếp được kiếm khí cho cắt thành hai nửa, mà kiếm khí vẫn không có tiêu tan, trong nháy mắt lại đem đầu kia hỏa viêm thú sau lưng một đầu hỏa viêm thú cho cắt thành hai nửa, diệp thần phong một kiếm miểu sát hai đầu hỏa viêm thú. Kiếm ý, đây tuyệt đối là kiếm ý, hơn nữa còn là băng thuộc tính kiếm ý. Tưởng Vân Đình đầy mặt khiếp sợ nói ra. Thần Phong huynh đệ, người càng nhưng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Hiện tại ta là trăm phần trăm không tin ngươi là đến từ cổ võ giới người rồi. Triệu Hồng Lực ánh mắt vi vi trừng lớn. Mà còn dư lại tám con hỏa viêm thú, chúng nó đang nhìn đến đồng bạn của mình được Diệp Thần Phong miểu sát sau đó trong đó bốn con hỏa viêm thú tức giận hướng về Diệp Thần Phong vào tới. Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình vẻ mặt vội vã căng thẳng, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong cho dù dựa vào kiếm ý cũng e sợ không cách nào lập tức ứng phó bốn con hỏa viêm thú A. Thần Phong huynh đệ, cẩn thận, Triệu Hồng Lực vội vàng quát. Diệp Thần Phong nắm trong tay trường kiếm màu xám một phen, trường kiếm màu xám thân kiếm nhất thời được sương mù màu trắng cho bao phủ lại rồi, từ trên thân kiếm còn mơ hồ truyền ra từng đợt tiếng rồng ngâm, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh hà lưu là vận chuyển tới cực hạn, hắn lần thứ hai vung lên trường kiếm màu xám, Long tường cửu thiên. Một cái màu trắng cự long đột nhiên từ trong thân kiếm bắn ra, lạnh lẽo hàn khí để hỏa viêm động nhiệt độ thấp xuống mấy phần, này màu trắng cự long nhanh chóng hướng về cái kia bốn con hỏa viêm thú lao đi rồi, này màu trắng cự long đem bốn con hỏa viêm thú cuốn vào trong thân thể của mình, này bốn con hỏa viêm thú trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, rất nhanh. Này bốn con hỏa viêm thú thân thể nhất thời trở nên chia năm xẻ bảy rồi. Tại bạch sắc cự long tiêu tan sau đó trong không khí trả tràn ngập lạnh lẽo kiếm ý, trên mặt đất chỉ còn dư lại bốn con hỏa viêm thú thi thể mảnh vỡ rồi. Diệp Thần Sư nhưng vẫn là biểu lộ lạnh lẽo, hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại còn sống bốn con hỏa viêm thú, trên người là tản ra đâm người hàn băng kiếm ý. Mà Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đám người thấy cảnh này sau, bọn hắn hoàn toàn là ngây người, choáng váng, thậm chí là có chút điên rồi, Diệp Thần Phong không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, còn đem chiến kỹ dung hợp đến trong kiếm ý. Đây căn bản đều không phải bình thường thiên tài có thể làm được, cái này chẳng lẽ mới là Diệp Thần Phong thực lực chân chính. Dựa vào thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, một chiêu miểu sát bốn con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú. Chương 1287, có trí bảo. Hỏa viêm động trong thông đạo, bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Tưởng Vân Đình trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp lánh liên tục thực lực cùng đẳng cấp yêu thú cùng nhân loại võ giả, bình thường yêu thú yếu tương đối cường hãn một ít, mà Diệp Thần Phong thực lực mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, những này hỏa viêm thú nhưng có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, hay là những kia nhất lưu trong tông môn thiên tài tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, cũng không cách nào một chiêu miểu sát bốn con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú. Nếu để cho tưởng Vân Đình biết Diệp Thần Phong trên người trả ăn mặc hắc huyền giáp, Linh khí bị áp chế một phần, trên người trả thừa nhận Hắc Huyền Giáp trọng lực lúc, người khẳng định thì càng thêm không bình tĩnh rồi, phải biết tưởng Vân Đình nắm giữ chiếc nhẫn chữ vật của mình, vậy thì đại biểu thân phận của nàng khẳng định không bình thường, người lúc trước cũng thấy bất quá không ít thiên tài, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong hẳn là cũng coi là thiên tài bên trong Thượng Lưu rồi. Phải trong tay cầm màu trắng búa lớn triệu hồng lực, lòng bàn tay của hắn đã sớm là ướt đẫm tuy rằng bả vai trái được hỏa viêm thú đầu lưỡi cho bắn thủng, bên trong thân thể gân mạch được hỏa viêm thú đầu lưỡi hỏa thuộc tính năng lượng tứ ngược, thế nhưng tại hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong thực lực kinh người sau, hắn đem tất cả những thứ này đều quên, trong miệng chất phác nói, Vân Đình, Thần Phong huynh đệ thực lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Tưởng Vân Đình mấp máy đôi môi đỏ thắm, nói ra, hay là hắn là đỉnh cấp trong tông môn đệ tử, lần này chỉ là đi ra một mình lịch luyện. Lúc này, cho dù đánh chết tưởng vân đình đám người, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Thần Phong là đến từ hạ đẳng vị diện cổ võ giới được rồi. Về phần hai cái chân nhỏ được hỏa viêm thú đầu lưỡi cho bắn thủng, nằm trên đất mất đi chiến đấu lực Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao Sông, hai người bọn họ là hoàn toàn bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Chỉ là mũi cùng trong miệng hô hấp là dị thường gấp gáp. Mà phải cầm trong tay trường kiếm màu xám Diệp Thần Phong, chính lúc hắn chuẩn bị đối còn lại bốn con hỏa viêm thú động thủ thời điểm, chỉ thấy trong thông đạo mặt đất dĩ nhiên nhẹ nhẹ rung động chuyển động. Này cỗ rung động là từ hỏa viêm động nơi sâu xa truyền tới, này làm cho Diệp Thần Phong có loại dự cảm cực kỳ bất hảo, lông mày hơi hơi nhíu chặt. Tại Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa bốn con hỏa viêm thú, chúng nó đang nhìn đến của mình sáu người đồng bạn đều bị Diệp Thần Phong giải quyết xong sau đó chúng nó rõ ràng cho thấy sinh ra ý sợ hãi. Nhưng mà, trên mặt đất bắt đầu vi vi rung động thời điểm, này bốn con hỏa viêm thú lại lần nữa khôi phục ý thức chiến đấu, lồi đi ra ngoài con mắt là tức giận trừng lên diệp thần phong. Mặt đất rung động tần suất càng lúc càng lớn, chỉ là ngăn ngắn số giây, để mặt đất rung động đầu nguồn xuất hiện. Chỉ thấy từ hỏa viêm động nơi sâu xa lại đi ra 20 con hỏa viêm thú, hơn nữa này mỗi một đầu hỏa viêm thú đô là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, phải biết một cái hỏa viêm thú bầy thú có mấy trăm đầu hỏa viêm thú, lẽ nào này mấy trăm đầu hỏa viêm thú phần lớn đều là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Đây là đê dài tầng dưới chót yêu thú hỏa viêm thú bầy thú sao? Tại đây 20 con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú xuất hiện sau đó tại diệp thần phong trước mặt liền có tới 24 con hỏa viêm thú rồi, những này hỏa viêm thú trong cổ họng dồn dập phát ra tức giận tiếng hô, Toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Tưởng Vân Đình nhóm người trên thân. Diệp Thần Phong ngược lại vẫn không có bị đột nhiên xuất hiện tình cảnh này hù ngã, chỉ là của hắn lông mày là nhíu càng gia tăng hơn rồi, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như là buông xuống Hắc Huyền kiếm, hắn yếu một hơi đối phó 24 con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, đây cơ hồ muốn cho hắn đem hết toàn lực, hay là cuối cùng còn có thể rơi vào trọng thương kết cục. Lần sau lửa này viêm trong động chỉ còn dư lại 24 con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú. Vạn nhất tiêu diệt một nhóm, lại nữa rồi một nhóm, diệp thần phong trong cơ thể linh khí khẳng định đều sẽ được tiêu hao sạch sẽ. Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực bọn bốn người, bọn hắn đang nhìn đến đột nhiên lại tăng lên 20 con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú. Bọn hắn tâm tình của giờ khắc này đã sớm là không thể đủ diễn tả bằng ngôn từ rồi, ngực tim đập tần suất không ngừng tăng nhanh, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, bọn hắn biết cho dù Diệp Thần Phong thực lực mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng Diệp Thần Phong chả là một gã thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, muốn cho Diệp Thần Phong một người ứng phó 24 con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hỏa viêm thú công kích, đây cơ hồ là không thể nào. Này 24 con hỏa viêm thú, thân thể của bọn họ một đầu một đầu điệp lại với nhau, sau đó, chúng nó đột nhiên há to miệng, lần này chúng nó không có từ trong miệng phun ra đầu lưỡi đến công kích. Mà là tại trước mặt của bọn nó tạo thành một đoàn to lớn hỏa diễm, ngọn lửa này đang không ngừng mở rộng, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, này 24 con hỏa viêm thú cộng đồng hình thành một đám lửa lớn, trọn vẹn đem thông đạo đều căng kín rồi, những này hỏa viêm thú đầu vi vi vẫy một cái, này hỏa cầu thật lớn liền hướng về diệp thần phong đám người đánh tới rồi này làm cho Diệp Thần Phong bọn hắn căn bản liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Triệu Hồng Lực nhìn thấy những này hỏa viêm thú đồng thời phát ra này cực nhiệt hỏa cầu công kích, hắn là khuôn mặt tuyệt vọng cùng hổ thẹn. Thần Phong huynh đệ, lần này là chúng ta liên lụy ngươi rồi. Lửa này viêm trong động hỏa viêm thú đâu hẳn là biến dị? Mà trong tay cầm màu đỏ roi tưởng vân đình, người tiếu lệ trên khuôn mặt là khổ sở biểu lộ, người hơi hơi nhắm hai mắt lại người thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ chết tại đây hỏa viêm trong động diệp thần phong đang nhìn đến đem thông đạo đều căng kín đâu hỏa cầu nhanh chóng kéo tới lấy thực lực bây giờ của hắn muốn phá vỡ hỏa cầu này cơ hồ là si nhân nằm mơ nhưng bây giờ hướng về hỏa viêm ngoài động chạy trốn cũng không kịp rồi diệp thần phong trên trán cũng che kín tỉ mỉ mồ hôi tay phải đem trường kiếm màu xám là cầm càng gia tăng hơn rồi tại nhiệt độ cực hạn đại hỏa cầu càng ngày càng gần Nhanh đã tới rồi sống còn thời điểm, Diệp Thần Phong bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa nhanh chóng vận chuyển, này vạn năm băng tuyết liên hoa bình thường chỉ có tại nơi cực hàn, hay hoặc giả là gặp phải băng thuộc tính đồ vật lúc mới sẽ phát huy tác dụng. Trước mắt Diệp Thần Phong gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, này vạn năm băng tuyết liên hoa hẳn là mạnh mẽ nhanh chóng vận chuyển, này làm cho Diệp Thần Phong trong cơ thể gân mạch là một trận lại một trận quặn đau, bất quá, theo vạn năm băng tuyết liên hoa nhanh chóng vận chuyển, diệp thần phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra rất nhiều băng thuộc tính năng lượng, cuối cùng những này băng thuộc tính năng lượng tại diệp thần phong trước mặt tạo thành một tầng màng bảo hộ. Tại đây băng thuộc tính màng bảo hộ vừa vận hình thành nháy mắt, ầm. Một tiếng, cái kia to lớn cực nhiệt hỏa cầu đột nhiên đụng vào màng bảo hộ bên trên, chỉnh cái trong thông đạo là ánh lửa đầy trời, này làm cho triệu hồng lực. Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao sông ba người này cũng thật chặt nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, mười giây đồng hồ đều qua rồi, nhưng tưởng Vân Đình cùng triệu hồng lực đám người không có cảm giác đến được đốt cháy thống khổ, thậm chí còn cảm thấy một tia lạnh lẽo, này để cho bọn họ là tò mò vi vi mở mắt ra, cái kia hỏa cầu khổng lồ ánh lửa vừa vặn đang chậm rãi tản đi. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên trực tiếp đã ngăn được này to lớn cực nhiệt hỏa cầu, chả cảm giác được từ trên người Diệp Thần Phong tản mát ra lạnh lẽo sau, trên mặt bọn họ biểu lộ không hề giống nhau, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong quả thực chính là một cái kỳ tích người sáng tạo. Lần này nếu không có Diệp Thần Phong cùng bọn họ cùng đi tiến lửa này viêm động, bọn hắn sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, tưởng Vân Đình cùng triệu hồng lực đám người, bọn hắn chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bóng lưng, trong miệng là không hẹn mà cùng trầm mặc mà lợi dụng vạn năm băng tuyết liên hoa băng thuộc tính năng lượng đỡ to lớn cực nhiệt hỏa cầu diệp thần phong, trên mặt hắn là che kín thần sắc thống khổ, hắn giờ khắc này trong thân thể huyết dịch là phiên giang đảo hải, đan điền của hắn bên trong cũng là một trận lại một trận đâm nhói. Tiểu gia hỏa, này vạn năm băng tuyết liên hoa tại nơi cực hàn mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Bình thường ngươi chỉ có thể hơi chút lợi dụng một ít vạn năm băng tuyết liên hoa băng thuộc tính năng lượng mà thôi, lần này là vạn năm băng tuyết liên hoa chủ động nhanh chóng vận chuyển. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra. Bóng đen người giang vận thiên thanh âm cũng lập tức vang lên, tiểu tử, bây giờ này vạn năm băng tuyết liên hoa đã sắp nhanh vận chuyển, ta đoán chừng ngươi chung quanh băng thuộc tính màng bảo hộ tối thiểu có thể duy trì 15 phút, những này hỏa viêm thú là e ngại băng thuộc tính năng lượng, người hay là có thể dựa vào này màng bảo hộ thuận lợi đi tới hỏa viêm động nơi sâu xa nhất. Chỗ này hỏa viêm bên trong động hỏa viêm thú thực lực hầu như toàn bộ đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cho nên ta đoán chừng tại đây nơi hỏa viêm trong động cần phải có trí bảo tồn tại. Đương nhiên ngươi muốn hay không tiến vào hỏa viêm động nơi sâu xa mạo hiểm, đây là ngươi lựa chọn của mình. Trong cơ thể gân mạch từng trận quặn đau diệp thần phong, hắn chỉ là hơi chút do so dự hai giây đồng hồ sau, trên mặt hắn biểu lộ liền biến được kiên định xuống, nếu như hỏa viêm động nơi sâu xa thật sự có trí bảo tồn tại, như vậy hắn nhất định phải đi tra xét thượng một phen, dù sao bây giờ hắn cần nhất chính là tăng cao thực lực, hắn không thể buông tha bất luận cái nào tăng cao thực lực cơ hội. Chương 1288, không thú trì. Căn cứ bóng đen người giang vận thiên từng nói, này vạn năm băng tuyết liên hoa hình thành băng thuộc tính màng bảo hộ, chỉ có thể duy trì 15 phút, nói cách khác kế tiếp Diệp thần phong nhất định muốn tranh đoạt từng giây rồi, nếu như này băng thuộc tính màng bảo hộ biến mất rồi, như vậy Diệp Thần Phong tại đây hỏa viêm bên trong động đúng là cửa tử nhất sinh rồi. Cách đó không xa, thân thể cùng cộng lại 24 con hỏa viêm thú, chúng nó đang nhìn đến chính mình hợp lại một đòn, lại bị Diệp Thần Phong cho nhẹ nhõm hóa giải, còn có Diệp Thần Phong trên người cái kia băng thuộc tính năng lượng, này khiến chúng nó bản năng sinh ra một loại sợ hãi, phải biết hỏa viêm thú nhưng là hỏa thuộc tính yêu thú, chúng nó ghét nhất loại này cảm giác lạnh như băng rồi diệp thần phong đem trường kiếm màu xám thu nhập trong nhẫn chứa đồ đem cắm vào mặt đất bên trong hắc huyền kiếm nắm trong tay đối với triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người nói ra triệu đại ca ta muốn đi vào hỏa viêm động nơi sâu xa nhìn xem các ngươi là đi theo ta hướng về nơi sâu xa đi đâu này cũng là các ngươi xuất hiện tại chính mình rời đi triệu hồng lực cùng tưởng vân đình phân biệt đem chu dương phi cùng trần dơ cao sông đỡ lên bây giờ triệu hồng lực thương lang đoàn lính đánh thuê bên trong có 7 tên thành viên được nóng độc ăn mòn, nhất định muốn lạnh thanh đan mới có thể thanh trừ nóng độc, cho nên triệu hồng lực nhất định phải đem hồng liên tam sinh thảo nắm bắt tới tay. Triệu hồng lực kiên định nói ra, thần phong huynh đệ, chúng ta đi theo ngươi đồng thời đi vào trong, lần này thật sự phiền phức thần phong huynh đệ ngươi rồi, nếu như có thể bình an vô sự tiêu sái xuất hỏa viêm độc, như vậy về sau ta triệu hồng lực, cùng với thương lang đoàn lính đánh thuê tất cả thành viên mệnh đều là thần phong huynh đệ của ngươi diệp thần phong trong lòng nhưng thật ra là hy vọng triệu hồng lực đám người có thể rời đi hỏa viêm động dù sao chu dương phi cùng trần dơ cao sông đã mất đi chiến đấu lực mà triệu hồng lực cùng tưởng vân đình cũng bị thương trước mắt thấy triệu hồng lực không muốn rời đi hỏa viêm động diệp thần phong trong lòng chỉ là hơi chút thở dài một hơi sau đó nếu như gặp phải nguy hiểm đến tính mạng đoán chừng hắn liền bảo vệ mạng của mình cũng có thể hội có vấn đề, tuyệt đối là không thể chú ý triệu hồng lực đám người rồi. Diệp thần phong cũng không chậm trễ thời gian nữa rồi, nói ra, triệu đại ca, các người rời đi ta gần một ít, sau đó theo sát bước tiến của ta. Triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người nghe được Diệp thần phong lời nói sau, bọn hắn lập tức lại đến gần rồi Diệp thần phong một ít. Càng đến gần Diệp thần phong, tưởng vân đình đám người lại càng cảm giác mát mẻ, phảng phất hỏa viêm trong động nhiệt độ nóng bỏng cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Diệp thần phong đem hắc huyền kiếm bỏ vào trên lưng, lập tức nhấc chân lên hướng về hỏa viêm động nơi sâu xa đi đến, cái kia ngăn trở diệp thần phong bọn hắn đường đi 24 con hỏa viêm thú, tại diệp thần phong từng bước từng bước tới gần sau đó băng thuộc tính năng lượng từ từ hướng về bốn phía khuếch tán. Cái kia 24 con hỏa viêm thú lập tức bò tới hai bên trên vách đá. Cho Diệp Thần Phong nhường ra một con đường, chúng nó e ngại cùng Diệp Thần Phong bốn phía băng thuộc tính màng bảo hộ tiếp xúc. Nhưng tại Diệp Thần Phong đi qua những này hỏa viêm thú bên cạnh sau, những này hỏa viêm thú là theo sau từ xa Diệp Thần Phong bọn hắn. Càng đi hỏa viêm động nơi sâu xa đi, Diệp Thần Phong đám người thì càng là hoảng sợ, chỉ thấy hỏa viêm động hai bên trên vách đá bắt đầu xuất hiện từng cái từng cái hang lớn, tại đây chút bên trong cái hang lớn đều bò lổm ngổm một đầu hỏa viêm thú hơn nữa những này hỏa viêm thú thực lực đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Mỗi khi Diệp Thần Phong đám người đi qua một ít hang lớn, tại bên trong cái hang lớn hỏa viêm thú lập tức sẽ đi ra đến. Đồng dạng là rất xa đi theo Diệp Thần Phong đám người phía sau, rất nhanh. Diệp Thần Phong sau lưng của bọn họ đã đi theo gần 100 đầu thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú rồi. Theo sát sau lưng Diệp Thần Phong triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người, bọn hắn thỉnh thoảng hội sau này nhìn một chút, khi bọn họ nhìn thấy cái kia tụ tập càng ngày càng nhiều hỏa viêm thú, những này hỏa viêm thú đô nằm ở cực kỳ thức giận bên trong, hơn nữa đáng chết nhất chính là những này hỏa viêm thú thực lực đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, này làm cho triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người là không ngừng nuốt nước miếng, trên trán là toát ra mồ hôi lạnh, dưới chân bước chân không khỏi lại đến gần rồi diệp thần phong một ít. Làm triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người nhớ tới, Diệp Thần Phong tại hỏa viêm ngoài động nhắc nhở sau, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng ngày càng hiếu kỳ. Bọn hắn hiếu kỳ Diệp Thần Phong làm sao sẽ biết chỗ này hỏa viêm động có gì đó quái lạ. Lẽ nào Diệp Thần Phong có đoán trước tương lai năng lực? Vẫn là Diệp Thần Phong đã sớm đã tới chỗ này hỏa viêm động. Các loại nghi hoặc bồi hồi tại trong đầu của bọn họ. Tại ước chừng quá rồi sau 5 phút. Lối đi này bắt đầu trở nên càng ngày càng hẹp rồi, thẳng đến đi qua chỗ hẹp nhất, phía sau cái kia hơn trăm đầu hỏa viêm thú dĩ nhiên không có tiếp tục đi theo rồi. Mà Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ tầm mắt cũng biến thành rộng rãi sáng sủa, bọn hắn đã là đi tới hỏa viêm động nơi sâu xa nhất rồi. Lửa này viêm động nơi sâu xa nhất không gian vẫn tương đối rộng rãi, nhưng khi Diệp Thần Phong bọn hắn mới vừa vừa bước vào lửa này viêm động nơi sâu xa nhất không gian lúc, Chu Vi liền kéo tới cuồn cuộn sóng nhiệt, này sóng nhiệt là một tầng tiếp lấy một tầng, Dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Thần Phong bốn phía băng thuộc tính màng bảo hộ cho làm tan, Diệp Thần Phong trong cơ thể Vạn Năm Băng Tuyết Liên Hoa cũng đình chỉ vận chuyển. Tại không có Vạn Năm Băng Tuyết Liên Hoa hàn băng chi khí chống đối sau đó Diệp Thần Phong cùng Tưởng Vân Đình đám người lập tức được chu vi cuồn cuộn nhiệt khí cho ăn mòn, này chống trơn là trong không khí nhiệt khí đều đã tới nhất định độ cao, nếu như người bình thường đi tới nơi này, e sợ huyết nhục sẽ trực tiếp hòa tan mà chết. Diệp thần phong đám người cố nén chung quanh cực hạn nhiệt độ cao, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào chỗ này không gian chính giữa giữa, chỉ thấy một đầu thân dài ước hơn ba thước hỏa viêm thú, nó chính nằm nhoài ở chỗ này nhắm mắt ánh mắt, con này hỏa viêm thú so với bên ngoài hỏa viêm thú hình thể đều phải to lớn, hơn nữa thực lực trọn vẹn đã tới hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Con này hỏa viêm thú phải là thú vương rồi, chẳng trách những hỏa viêm đó thú không có tiếp tục cùng tới nơi này, bởi vì cái này nơi sâu xa nhất không gian là thú vương chỗ ở, còn lại hỏa viêm thú là không có tư cách tới nơi này. Ở đằng kia đầu hợp biển cảnh hỏa viêm thú bên trái 5 mét địa phương xa, nơi đó có một cái thiên nhiên hình thành ao, ở trong ao là một loại chất lỏng màu đỏ như máu, loại chất lỏng này chính liên tục bốc lên bọt, nhìn qua giường như lửa nóng rung nham giống như, chung quanh đây cực hạn nhiệt độ cao phải là từ nơi này trong hồ tản ra. Bách thú trì ở nơi này thậm chí có một chỗ bách thú trì, chẳng trách những này đê dai tầng dưới chót hỏa viêm thú sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời rồi. Bóng trắng thanh âm của người tại diệp thần phong trong đầu vang lên. Cái gì là bách thú trì? Diệp thần phong ở trong lòng không khỏi hỏi. Này bách thú trì nhất định muốn hơn trăm đầu luân hồi cảnh yêu thú hệ lửa chết cùng một chỗ, huyết nhục của bọn nó cùng nội đan trải qua mấy trăm năm mới có thể dựng dục ra này bách thú trì đến có thể nói này bách thú chỉ là những luân hồi cảnh đó yêu thú hệ lửa chỗ tinh hoa, đối tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, hoặc là hỏa thuộc tính yêu thú có chỗ tốt cực lớn, này bách thú chỉ có thể nói là ngàn năm đều khó mà gặp phải. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh giải thích. Cái này bách thú chỉ đối với ta mà nói có tác dụng gì? Đây chính là hỏa viêm trong động trí bảo rồi. Diệp thần phong lại vội vàng hỏi. Lúc này, bóng đen người cười hồi đáp tiểu tử, ngươi là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa sao? Ngươi là hỏa thuộc tính yêu thú sao? Cho nên này bách thú chỉ đối với ngươi mà nói một chút tác dụng cũng không có. Nghe được Giang Vận Thiên như thế thẳng thắn trả lời dứt khoát, Diệp Thần Phong ở trong lòng mắng to thảo đàn, không khỏi thầm nghĩ, mẹ kiếp, người đây là hố ta đây này chứ. Sớm biết ta liền không tiến vào rồi, hiện tại liền vạn năm băng tuyết liên hoa hình thành màng bảo hộ cũng bị mất, Bên ngoài nhưng là có hơn trăm đầu nhìn chằm chằm thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú. Tiểu tử, đây chính là của ngươi sự tình, muốn trở thành một tên cường giả, không trải qua một ít loại này sống còn sao được đâu này. Bóng đen người Giang Vận Thiên cực kỳ không phụ trách nói ra. Hợp biển cảnh hỏa viêm thú, Triệu Hồng Lực môi hơi có chút run rẩy, hắn cũng từ từ hồi phục thần trí, bất quá, ánh mắt của hắn tập trung vào đầu kia hỏa viêm thú bên phải. Ở nơi đó sinh trưởng hai cây dường như màu đỏ hoa sen vậy thực vật, đó phải là hồng liên tam sinh thảo rồi, này hồng liên tam sinh thảo từ trước đến giờ chỉ biết sinh trưởng tại hỏa viêm thú thú vương ở chu vi. Triệu Đại ca, cái kia hai cây phải là hồng liên tam sinh thảo rồi, chúng ta yếu làm sao đi áp dụng. Nếu như thanh con này hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú đánh thức nhưng là nguy rồi. Tưởng Vân Đình vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà tưởng Vân Đình tiếng nói mới vừa vặn hạ xuống, đầu kia nhắm mắt lại hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó dĩ nhiên từ từ mở mắt ra, khi nó nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người thời điểm, trong con người của nó là hung quang tốc biến. Nguyên bản được bóng đen người Giang Vận Thiên lời nói làm cho buồn bực không thôi Diệp Thần Phong, hắn còn muốn phản bác phản bác, hắn liền nhìn thấy đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú tỉnh lại, này làm cho hắn lần nữa mắng to thảo đản rồi, bây giờ đối với Diệp Thần Phong bọn hắn tới nói có thể nói là trước có lang, sau có hổ, bọn hắn phải như thế nào an toàn rời đi chỗ này hỏa viêm động. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay muốn đối phó một đầu hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, phần thắng hầu như chẳng khác gì là Linh. chương 1289, Nguy cơ, rơi vào không thú trì. Thân dài có tới hơn ba thước hỏa viêm thú thú vương, trên người nó bỗng nhiên bắn ra hợp biển cảnh nhất trọng thiên thật khí thế, nhất cổ nóng dược uy thế nhất thời hướng về diệp thần phong đám người đánh tới rồi diệp thần phong ngược lại chỉ là sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng mà bị thương tưởng vân đình cùng triệu hồng lực bọn bốn người bọn hắn trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phải biết nơi này là hỏa viêm thú bảy thú cấm địa bình thường chỉ có thú vương mới có thể tự do ra vào trước mắt năm nhân loại võ giả lại dám xông tới nơi này nhiễm nhiên là thanh con này hợp biển cảnh nhất trọng thiên thú vương cho chọc giận âm um, âm um hai tiếng. Con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó hai cái chân trước trực tiếp đem mặt đất vỗ đến lõm lún xuống dưới, thân thể khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, nó đó cùng cóc giống nhau đến mấy phần đầu dơ lên, từ cổ họng của nó bên trong nhất thời phát ra một đạo cực kỳ cổ quái tiếng hô, đạo này tiếng hô sắc bén cực kỳ, còn kèm theo nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng từ nơi này đầu hỏa viêm thú trên người tản ra tưởng vân đình cùng triệu hồng lực đám người lập tức cảm giác được nhất cổ lực trùng kích đánh vào trên người bọn họ hơn nữa con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú tản ra hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng thông qua tưởng vân đình đám người vết thương xâm nhập thân thể của bọn họ bên trong khiến cho bọn hắn trong cơ thể gân mạch được bừa bãi tàn phá càng thêm lợi hại rồi căn bản không thể chống đỡ được hỏa viêm thú sóng âm mang tới lực trùng kích rồi dưới chân bước chân một cái không đứng vững thân thể tấn mãnh hướng về sau bay ngược ra ngoài bốn người bọn họ thân thể là nặng nề đánh vào trên vách đá trong cơ thể bị phi thường nội thương nghiêm trọng nghiễm nhiên là toàn bộ mất đi sức chiến đấu mà diệp thần phong tại cảm nhận được lực trùng kích cùng nóng rực năng lượng thời điểm tay phải hắn bỗng nhiên đem sau lưng hắc huyền kiếm cho rút ra trong cơ thể trong gân mạch điên cuồng vận chuyển linh khí dòng sông ầm hắn trực tiếp đem trầm trọng vô cùng hắc huyền kiếm cắm vào trong lòng đất hai tay là nắm thật chặt hắc huyền kiếm chui kiếm trên mặt đất là phát ra xì xì xì, tiếng ma sát, hai tay nắm chặt hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, tại hãm vào trong lòng đất hắc huyền kiếm sau này xẹt qua một mét khoảng cách sau, Diệp Thần Phong trên người lực trùng kích tiêu tán, lần sau Diệp Thần Phong trên người cũng không có hết sức rõ ràng vết thương. Con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú nóng rực năng lượng ngược lại cũng không cách nào tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Bất quá, tại không có vạn năm băng tuyết liên hoa phụ trợ sau đó Diệp Thần Phong nhưng thật là mồ hôi rơi như mưa rồi, trong cổ họng khô khốc đều phải mạo yên, răng rác. Một tiếng, ngừng lại dưới chân không ngừng lùi lại bước chân Diệp Thần Phong. Hắn đem hắc huyền kiếm từ trong lòng đất rút ra, nhất thời khơi dậy vô số đá vụn. Diệp Thần Phong biết nếu như vừa nãy trong tay mình nắm chính là cái kia thanh trường kiếm màu xám lời nói, e là cho dù đem trường kiếm màu xám cắm tại trong lòng đất, lấy trường kiếm màu xám trọng lượng, cũng thì không cách nào đem vừa vặn cái cỗ này lực trùng kích chống đỡ chặn lại. Mà tại thời điểm chiến đấu, lấy Diệp Thần Phong tình huống bây giờ. Hắn dùng Hắc Huyền kiếm liền so sánh bị thua thiệt, hắn trực tiếp đem Hắc Huyền kiếm bỏ vào một bên, chữ vật giới chỉ lóe lên, thanh này thượng phẩm pháp khí trường kiếm màu xám xuất hiện lần nữa ở Diệp Thần Phong trong tay. Diệp Thần Phong ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú lấy hắn thực lực hôm nay muốn đối phó con này hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, này thật là có chút quá không tự lượng sức, bất quá. Trước mắt không có vạn năm băng tuyết liên hoa tầng kia màng bảo hộ, Diệp thần phong muốn trốn khỏi hỏa viêm động hầu như là không thể nào. Cùng hắn đi ra ngoài đối phó gần 100 đầu thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, cùng ở nơi này đối phó một đầu hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, giữa hai người này cơ hồ là không có gì khác nhau được rồi gần 100 đầu hỏa viêm thú liên hợp lại công kích, chắc chắn sẽ không so với một đầu hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú yếu. Đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó đang nhìn đến Diệp Thần Phong không có bị của mình sóng âm cùng nóng rực năng lượng gây thương tích, này làm cho nó lộ ra cực kỳ bất mãn vẻ mặt, hai cái chân sau vi vi dẫm một cái địa, con này hỏa viêm thú thân ảnh hóa thành một đạo hồng mang. Bay thẳng đến Diệp Thần Phong tập kích lại đây, hình thể khổng lồ không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó. Diệp thần phong trong tay phải trường kiếm màu xám đã sớm bị sương mù màu trắng cho bao phủ lại rồi, kèm theo một đạo tiếng rồng ngâm từ trường kiếm màu xám bên trên truyền ra, diệp thần phong đem trường kiếm màu xám hướng về giữa không trung hồng mang vung tới, long tường cửu thiên. Một cái màu trắng cự long từ trường kiếm màu xám bên trong nhảy ra, hơn nữa này màu trắng cự long trong cơ thể trả chen lẫn lạnh lẽo kiếm ý, phải biết một chiêu này Long tường cửu thiên, chính là Hàn băng kiếm ý cùng Hàn băng long quyền dung hợp chiêu thức, mà hỏa viêm thú ghét nhất chính là lạnh như băng. Tại bạch sắc cự long hướng về giữa không trung hồng mang bay đi thời điểm, này đạo hồng mang nhất thời cải biến phương hướng, hướng về bên trái nhoáng tới, hiểm mà lại hiểm tránh thoát diệp thần phong long tường cửu thiên. Ầm, uhm, một tiếng. Màu trắng cự long trực tiếp đụng vào trên vách đá, hóa thành vô số lạnh lẽo năng lượng làm cho chung quanh vách đá không khỏi rung động chuyển động, hơn nữa nhiệt độ cũng tạm thời giảm xuống một ít. Một lần nữa trở về mặt đất thượng đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú, trong con người của nó hoàn toàn bị hung quang cho lấp đầy, kỳ thực nó coi như là thừa nhận lấy diệp thần phong long tường cửu thiên, điều này cũng nhiều nhất khiến nó bị thương, cũng không thể đều đối sinh mạng của nó sản sinh uy hiếp. Chỉ là con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú bản năng đối lạnh lẽo sinh ra tránh né ý nghĩ có thể là bởi vì vừa vặn tránh né, để con này hỏa viêm thú cảm giác được sỉ nhục, nó khí thế trên người biến càng sắc bén hơn rồi, bóng người lần nữa hướng về Diệp Thần Phong xẹt qua đi, mà Diệp Thần Phong nhưng là lại thi triển ra Long tường Cửu Thiên. Lúc này, đối mặt hướng về chính mình tập kích tới màu trắng cự long, con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú không né tránh rồi, miệng đột nhiên một tấm, một viên hỏa cầu thật lớn tại trước mặt nó hiện lên, đầu vung một cái, hỏa cầu thật lớn trực tiếp cùng màu trắng cự long va chạm vào nhau, oanh. Một tiếng, băng thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng tùy ý tại đây nơi trong không gian lan tràn. Mà ở hỏa cầu khổng lồ cùng màu trắng cự long đụng vào thời điểm, đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú cũng không có dừng lại tới xu thế, thân ảnh của nó nhanh chóng xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, cái đuôi của nó đột nhiên quét qua, ầm. Một tiếng, Diệp Thần Phong eo của trực tiếp được quét chúng rồi thân thể lại bị lăng không quét bay lên. Diệp thần phong cảm giác phần eo xương sườn cắt đứt rất nhiều cái, cố nén phần eo đau đớn, trong tay trường kiếm màu xám bạch quang đại thịnh, hóa thành một vệt sáng hướng xuống đất thượng hỏa viêm thú bay đi, tốc độ kia tựu như cùng một viên sao trổi bình thường, lưu quang một kiếm. Đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó không tới được chính mình quét bay ra ngoài diệp thần phong, hắn ở giữa không chung lại vẫn đã phát động ra công kích, hơn nữa này Lưu Quang một kiếm tốc độ quá nhanh rồi, cho tới con này Hỏa Viêm thú là đến không kịp né tránh rồi, dù sao này không chọn vẹn Lưu Quang một kiếm Power cũng coi như là địa cấp hạ phẩm chiến kỹ rồi. Xì xì một tiếng, trường kiếm màu xám trực tiếp chui vào con này Hỏa Viêm thú nửa bên trái đầu, nhưng còn không chờ Diệp Thần Phong tới kịp cao hứng, chỉ thấy đầu kia Hỏa Viêm thú cũng chưa chết dấu hiệu, chiêu kiếm này có thể là rời lửa Viêm thú đầu óc lệch rồi mấy phần bằng không đầu óc bị bắn thủng, con này hỏa viêm thú tuyệt đối không có sống sót khả năng. Nửa bên trái đầu bị bắn thủng, này làm cho hỏa viêm thú triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong, trong cổ họng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, âm ba lực trùng kích nhất thời đụng vào Diệp Thần Phong trên người, làm cho Diệp Thần Phong thân thể hướng về bách thú chỉ phương hướng ngược lại bay qua. Không cách nào khống chế ở thân thể mình Diệp Thần Phong, hắn nhìn hướng trên mặt đất hắc huyền kiếm trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, thậm chí hắn cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch đều có loại xé rách đau đớn, tay phải của hắn nhắm ngay hắc huyền kiếm phương hướng, nhất thời từ trong bàn tay của hắn sinh ra nhất cổ sức hút, nặng nề hắc huyền kiếm bay thẳng vào diệp thần phong trong tay. Diệp thần phong là không lo được gân mạch xé rách đau đớn, hắn tại đem linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn sau đó hắn trả cắn răng vận chuyển, từng tia từng tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, Diệp Thần Phong cầm trong tay Hắc Huyền kiếm thượng tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen, hắc mang lóe lên, chỉnh thanh trầm trọng vô cùng Hắc Huyền kiếm lập tức hướng về hợp biển cảnh hỏa viêm thú bay đi rồi. Diệp Thần Phong một lần nữa thi triển ra Lưu Quang một kiếm, bất quá, Hắc Huyền kiếm quá mức trầm trọng, Lưu Quang một kiếm tốc độ thấp xuống thật nhiều không ít, nhưng nằm ở cuồng bạo bên trong hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó chính đang nghĩ biện pháp đem cắm ở nó nửa bên trong não trường kiếm màu xám bước đi ra, Đợi được nó chú ý tới Hắc Huyền kiếm thời điểm, Hắc Huyền kiếm đã tới gần thân thể của nó rồi. Ầm, uhm, một tiếng. Trình Thanh Hắc Huyền kiếm trực tiếp đập vào hợp biển cảnh hỏa viêm thú phía bên trên đầu, con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú trực tiếp bị nện bay ra ngoài, trên đầu là không ngừng chảy máu, nằm trên đất không nhúc nhích, bất quá, con này hỏa viêm thú còn chưa chết, chỉ là được Hắc Huyền kiếm cho trực tiếp nện hôn mê. Phù phù, một tiếng. Tại hợp biển cảnh hỏa viêm thú tạm thời đã hôn mê thời điểm, Diệp Thần Phong thân thể là không nghiêng lệch lọt vào nóng bỏng bách thú trong ao, cực hạn nhiệt độ dường như muốn đem Diệp Thần Phong huyết nhục đều đã hòa tan, Diệp Thần Phong trong đầu ý thức trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, thân thể hướng về bách thú chỉ đáy ao chìm xuống dưới. chương 1290, Thôn Phệ, Sị Biến, Địa Huyền Giới, Hỏa Nham Sơn Mạch, Hỏa Viêm Động Nơi Sâu Xa Nhất một bên nằm trên đất thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may tưởng vân đình đám người. Bọn hắn vừa vặn đang nhìn đến Diệp Thần Phong một kiếm bắn thủng hợp biển cảnh hỏa viêm thú đầu lúc. Bọn hắn cho rằng hôm nay yếu được cứu, nhưng kia đầu hợp biển cảnh hỏa viêm thú nhưng chỉ là bị điểm trọng thương. Diệp Thần Phong một kiếm kia căn bản cũng không có đưa nó triệt để đánh gục. Cũng may, Diệp Thần Phong thân thể tại rơi vào bách thú chỉ trước đó, hắn lợi dụng hắc huyền kiếm trực tiếp đem đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú cho nện hôn mê bất tỉnh, này làm cho tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực bọn bốn người ngược lại là có thở dốc cơ hội. Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực bọn bốn người, bọn hắn ánh mắt lo lắng nhìn phía xa bách thú chỉ. đương nhiên bọn hắn cũng không biết này bách thú chỉ danh tự cùng lai lịch. Bọn hắn chỉ cảm thấy cái kia bách thú trong ao chất lỏng màu đỏ như máu cực nóng cực kỳ, lấy diệp thần phong thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực rơi vào này trong hồ, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong không có còn sống khả năng. Là chúng ta liên lụy Thần Phong huynh đệ A Hát, chúng ta có lỗi với Thần Phong huynh đệ A Hát, triệu hồng lực là gương mặt tự trách cùng hổ thẹn. Tưởng Vân Đình đôi mắt đẹp bên trong cũng mang theo nhàn nhà thương cảm, nói ra, triệu đại ca, cái kia trong hồ chất lỏng màu đỏ như máu nhiệt độ, tuyệt đối không phải là loài người võ giả có thể thừa nhận được, bất quá. Diệp thần phong tại rơi vào ao trước, hắn đem hợp biển cảnh hỏa viêm thú cho nện hôn mê bất tỉnh. Nếu như các loại hợp biển cảnh hỏa viêm thú lần thứ hai thức tỉnh, như vậy chúng ta trăm phần trăm không thể sống sót rời khỏi, trước mắt chỉ có thừa dịp hiện tại đem con này hỏa viêm thú cho giết chết. Như vậy chúng ta cũng coi như là cho diệp thần phong báo thù. Đúng, Vân Đình muội Tử, người nói không sai, chúng ta muốn vì thần phong huynh đệ báo thù. Nói xong, triệu hồng lực dẫy ruộng muốn từ mặt đất đứng lên nhưng hắn vừa định yếu vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn liền cảm giác mình gân mạch như thiêu như đốt, bên trong thân thể căn bản tăng lên không khởi linh khí đến, thân thể mới vừa vặn đứng lên một ít, liền lại ầm. Một tiếng, té lăn quay trên mặt đất, mà tưởng Vân Đình cũng nỗ lực muốn từ mặt đất đứng lên, nhưng kết quả người giống như triệu hồng lực, trong cơ thể căn bản tụ tập không được linh khí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch còn tại được hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng tàn phá về phần chu dương phi cùng trần dơ cao sông hai người này bọn hắn sớm ở bên ngoài chân nhỏ đã bị thông linh cảnh ngũ trọng thiên hỏa viêm thú cho bắn thủng hai người bọn họ là càng thêm không thể từ mặt đất đứng lên rồi lẽ nào chúng ta thật sự chỉ có chờ chết ở đây lẽ nào chúng ta thật sự không cách nào cho thần phong huynh đệ báo thù triệu hồng lực một mặt không cam lòng nói ra tưởng vân đình nhưng là trầm mặc lại trên mặt biểu luộc tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng trong lòng nàng đã là lâm vào trong tuyệt vọng rồi. Người biết trong thời gian ngắn nàng và triệu hùng lực đám người căn bản vô pháp khôi phục năng lực hoạt động, mà đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú chắc chắn sẽ không dài hạn nằm ở trạng thái hôn mê, chỉ cần đầu kia hỏa viêm thú một thức tỉnh, như vậy giờ chết của bọn họ cũng liền đi tới rồi. Từ bách thú trong ao không ngừng có nhiệt khí trưng bốc lên. Những này nhiệt khí toàn bộ tản ra tại trong không khí, bốn phía nóng rực nhiệt độ, cảnh này khiến triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người là càng ngày càng khó chịu bọn hắn mỗi một người đều lần lượt trầm mặc lại trong lòng bọn họ đều rõ ràng trước mắt chỉ có thể chờ chết ở đây rồi mà ở phía xa bách thú chỉ đáy ao dưới hôm nay nhưng hình thành bách thú chỉ bề sâu chừng khoảng 3 mét diệp thần phong thân thể là trực tiếp chìm vào đến bách thú chỉ đáy ao giờ khắc này diệp thần phong trong đầu chỉ còn dư lại vẻ thanh tỉnh ý thức hắn biết một khi ở nơi này mất đi ý thức đối với hắn mà nói có thể là mặt sắp tử vong bách thú chỉ nhiệt độ là cực cao cực kỳ cho dù diệp thần phong không ngừng vận chuyển trong cơ thể linh khí dòng sông trên người hắn hết thảy da thịt đều bị bị phỏng xuất hiện từng cái từng cái bong bóng còn tiếp tục như vậy diệp thần phong tuyệt đối sẽ được bỏng chết tại đây bách thú trong ao sau đó thi thể của hắn cũng sẽ bị bách thú chỉ cho hòa tan tiểu tử người yên tâm đi người còn chưa chết đây chúng ta đúng là có thể hơi chút giúp người một tay. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra. Nhưng mà, tại bóng đen người Giang Vận Thiên vừa vặn nói cho tới khi nào xong. Diệp thần phong bên phải ngực vị trí đột nhiên phóng ra rực rỡ hào quang bảy màu đến. Này hào quang bảy màu bao phủ lại Diệp thần phong thân thể. Này làm cho Diệp thần phong cảm thấy một tia nhu hòa năng lượng. Tiếp lấy, hắn khắc toàn thân từ trên xuống dưới bong bóng từ từ khô quắt xuống thẳng đến cuối cùng Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Tiểu tử, chúng ta chả thiếu chút nữa đã quên rồi, tại trong cơ thể ngươi còn có tinh không chi thạch, xem ra lần này không dùng tới chúng ta giúp ngươi rồi. Tại cảm thấy được một màn thần kỳ này sau, bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói. Trước đó tại cổ võ giới lấy được tinh không chi thạch, một mực khảm nạm tại Diệp Thần Phong bên phải ngực vị trí, vừa vận cùng diệp thần phong bên trái trái tim tạo thành đối xứng tại hào quang bảy màu bao phủ lại diệp thần phong sau diệp thần phong ý thức cũng đang từng điểm từng điểm khôi phục thẳng đến hắn hoàn toàn nằm ở thanh tỉnh trong trạng thái rồi có tinh không chi thạch hào quang bảy màu bao phủ sau đó diệp thần phong tuy rằng trà cảm giác bốn phía vô cùng nóng rực nhưng đây đã là khi hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong rồi nhớ tới tại rơi vào bách thú chỉ thời điểm chính mình lợi dụng hắc huyền kiếm đem hợp biển cảnh hỏa viêm thú cho nện hôn mê, vậy bây giờ đi giải quyết đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú lại thích hợp cực kỳ rồi. Nhưng chính lúc Diệp Thần Phong yếu hướng về bách thú chỉ phía trên bơi đi thời điểm, khảm nạm khi hắn bên phải nơi ngực tinh không chi thạch, dĩ nhiên từ từ xoay tròn, theo tinh không chi thạch xoay tròn, Diệp Thần Phong thân thể thật giống được mở ra một đạo lỗ hồng, này bách thú trong ao cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng đột nhiên trào vào trong cơ thể hắn này làm cho diệp thần phong tại bách thú trong ao thân thể co quắp trực tiếp cương ngay tại chỗ hắn cảm giác thân thể của mình vào đúng lúc này không cách nào nhúc nhích này cuồn cuộn không đoạn hỏa thuộc tính năng lượng tại tinh không chi thạch dưới sự hướng dẫn là không ngừng hướng về diệp thần phong đan điền hội tụ mà diệp thần phong đan điền phảng phất biến thành một cái động không đáy tại không ngừng mà cắn nuốt những này hỏa thuộc tính năng lượng phải biết này bách thú chỉ chính là hơn trăm đầu luân hồi cảnh hỏa thuộc tính yêu thú chết cùng một chỗ sau, hắn tiên huyết cùng nội đan tại đã trải qua số trăm năm sau, mới miễn cưỡng có thể hình thành, hơn trăm đầu luân hồi cảnh yêu thú năng lượng yếu có cỡ nào cường hãn. Thế nhưng, để diệp thần phong hoảng sợ chính là, theo hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng hội tụ đến bên trong đan điền của hắn, ngoại trừ thân thể của hắn cứng ngắc không cách nào nhúc nhích ở ngoài, hắn dĩ nhiên không chút nào bất kỳ cái gì khác cảm giác. Tại bách thú trong ao hỏa thuộc tính năng lượng hướng về diệp thần phong bên trong đan điền càng tụ càng nhiều, bách thú trong ao chất lỏng màu đỏ như máu đang chậm rãi trở thành nhạt rồi, mà cùng lúc đó, diệp thần phong bên trong đan điền dĩ nhiên nhiều hơn một vệt màu xanh ánh sáng đến, hơn nữa này màu xanh ánh sáng tại từng điểm từng điểm lớn lên, cuối cùng tạo thành chợt lóe màu xanh ngọn lửa nhỏ, này màu xanh ngọn lửa nhỏ tại diệp thần phong bên trong đan điền nhảy nhót lung tung. Bất quá, Diệp Thần Phong bên trong đan điền còn có vạn năm băng tuyết liên hồ, cùng với bóng trắng nhân hòa bóng đen người tàn hồn ở hồng sắc khí thể này màu xanh ngọn lửa nhỏ tại lẻn đến vạn năm băng tuyết liên hoa trước mặt lúc, nó phảng phất được sợ hết hồn, liền ngay cả nó ngọn lửa thượng ngọn lửa màu xanh đều có chút bất ổn rồi, nó lập tức rời đi vạn năm băng tuyết liên hoa rất xa. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng chú ý tới bên trong đan điền mình dị biến rồi nhưng tại hắn bên trong đan điền cái kia thanh sắc hỏa diễm hình thành thời điểm tinh không chi thạch còn tại dẫn dắt bách thú trong ao năng lượng rót vào đến trong cơ thể hắn nhưng những này rót vào tiến vào hỏa thuộc tính năng lượng dĩ nhiên không lại hướng về bên trong đan điền hội tụ mà là tiến vào diệp thần phong trong gân mạch khi hắn trong gân mạch vận chuyển này làm cho diệp thần phong gân mạch có loại cũng bị đốt cháy sạch sẽ cực độ thống khổ cảm giác diệp thần phong đã không có tâm tư đi hỏi dò bóng trắng nhân hòa bóng đen người hắn bên trong đan điền cái kia màu xanh ngọn lửa nhỏ là vật gì miệng hắn bên trong cắn chặt hàm răng tinh thần cao độ tập trung trước mắt hắn chỉ có thể đem này hỏa thuộc tính năng lượng hòa vào trong cơ thể hắn rồi cho nên hắn lần nữa đã vận hành lên linh khí dòng sông nỗ lực muốn đem này hỏa thuộc tính năng lượng cùng mình dung hợp mà đang ở diệp thần phong độ cao tập trung thời điểm Bóng trắng nhân hòa bóng đen thanh âm của người tại Diệp Thần Phong trong đầu bắt đầu trò chuyện, bất quá, giờ phút này Diệp Thần Phong căn bản vô pháp chú ý đi nghe bóng trắng nhân hòa bóng đen người đang nói gì. Người có phải hay không cũng đoán được tên tiểu tử này bên trong đan điền hình thành thanh sắc hỏa diễm lai lịch. Bóng trắng Ngô Phong rỗi rảnh âm thanh có chút run rẩy. Ừm, bóng đen người Giang Vận Thiên đáp một tiếng sau đó hắn hâm mộ nói ra, tiểu tử này số mệnh thật sự là quá tốt rồi hắn căn bản không phải tu luyện công pháp thuộc tính hỏa võ giả, nhưng hắn rơi vào này bách thú chỉ về sau, hắn chẳng những không có bị thương, trái lại hắn bên trong đan điền trả tạo thành thiên địa chi hỏa. Khả năng hắn đem đến trở thành trí tôn luyện khí sư cùng trí tôn luyện dược sư tốc độ so với chúng ta đều phải sắp rồi. Chấm chấm chấm, chương 1291, liên tục đột phá. Tuyệt đối nghiền ép. Tại diệp thần phong bên trong đan điền tạo thành màu xanh ngọn lửa nhỏ sau, bách thú trong ao chất lỏng màu đỏ như máu biến thành màu đỏ nhạt. Tuy rằng bách thú trong ao năng lượng được pha loãng một phần lớn, thế nhưng còn lại này một phần nhỏ năng lượng, toàn bộ được tinh không chi thạch dẫn vào diệp thần phong trong cơ thể sau, đây là để diệp thần phong không thể chịu đựng. Thân thể chìm ở bách thú đáy ao bộ diệp thần phong, trên mặt hắn biểu lộ dữ tợn mà lại vặn vẹo lên, hàm răng của hắn cắn môi, làm cho trên môi tràn ra từng tia từng tia tiên huyết đến, đi lại ở hắn trong gân mạch hỏa thuộc tính năng lượng, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp một hơi hút sạch sẽ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch ngoại trừ có được đốt cháy cảm giác ở ngoài, hắn chả cảm giác mình gân mạch đang không ngừng được hỏa thuộc tính năng lượng cho chống lên, thậm chí là có phần gân mạch thượng đã xuất hiện tế vi cái khe. Không được, còn tiếp tục như vậy ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch đều sẽ toàn bộ được căng nứt. Cảm thấy được trong cơ thể mình tình hình Diệp Thần Phong, hắn không khỏi nghĩ ở trong lòng nói chính lúc diệp thần phong suy tính đến cùng nên làm sao đem trong gân mạch hỏa thuộc tính năng lượng dung hợp thời điểm trong cơ thể hắn thần huyết quyết cùng ma thiên quyết dĩ nhiên không tự chủ được đồng thời vận chuyển phải biết cái này hai môn thần cấp thượng phẩm công pháp đi hoàn toàn là ngược lại con đường trước lúc này diệp thần phong nhiều nhất một lần chỉ có thể vận chuyển trong đó một môn công pháp mà thôi nhưng giờ khắc này tại thần huyết quyết cùng ma thiên quyết đồng thời vận chuyển lại sau đó đi lại ở diệp thần phong trong gân mạch hỏa thuộc tính năng lượng, rõ ràng đang bị diệp thần phong từng điểm từng điểm hấp thu, tuy rằng không biết tại sao thần huyết quyết cùng ma thiên quyết cùng lúc vận chuyển lại. Thế nhưng diệp thần phong hoàn mỹ đi phân tâm rồi, hết sức chuyên chú bắt đầu nhanh chóng dung hợp trong gân mạch hỏa thuộc tính năng lượng. Mà ở Diệp Thần Phong không ngừng dung hợp hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng thời điểm. Bách thú chỉ bên ngoài được hắc huyền kiếm cho nện hôn mê bất tỉnh đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú, thân thể của nó hơi hơi chấn động một chút, tiếp lấy nó từ từ mở ra con mắt của mình, thanh này trường kiếm màu xám trà cắm ở nó nửa bên trong não, từng trận đâm nhói để con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú lập tức nhớ tới hôn mê chuyện lúc trước. Nhìn xem nằm ở phía xa không cách nào đứng lên tưởng vân đình bọn bốn người. Con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú nó đem đầu của mình hướng về trên mặt đất va chạm, xì xì một tiếng, cắm ở nó trong đầu trường kiếm màu xám nhất thời thoát ly đi ra. Con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú đang nhìn một vòng, nó đều không nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh sau đó nó là càng thêm phẫn nộ rồi. Phải biết là Diệp Thần Phong đem nó cho biến thành bộ dáng này, cổ họng của nó bên trong là phát ra một trận lại một trận gào thét, một đạo lại một đạo sóng âm hướng về tưởng Vân Đình cùng triệu hùng lực đám người đánh tới rồi. Âm, um, âm, um, âm, um. phốc, 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 Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực bọn bốn người, bọn hắn nhận được âm ba công kích sau đó thân thể của bọn họ là không ngừng đụng vào sau lưng trên vách đá, trong miệng là liên tục phun ra một cái lại một miệng tiên huyết. Thực lực yếu nhất Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao sông hai người này. Bọn hắn đã là trở nên thoi thóp rồi, mà Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực hai người bọn họ sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển trở nên vô cùng hỗn loạn ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem đang tại từng bước từng bước đến gần đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú. Lần này chẳng những không có bắt được hồng liên tam sinh thảo, không nghĩ tới liền mạng của chúng ta cũng đều phải ở lại chỗ này rồi, chúng ta có lỗi với thương lang đoàn lính đánh thuê hết thảy huynh đệ a hát Không có này hồng liên tam sinh thảo, bọn hắn cũng không sống nổi. Đúng rồi, ta tối xin lỗi chính là thần phong huynh đệ, hắn dĩ nhiên cứ như vậy bạch bạch đã bị chết ở tại hỏa viêm trong động. Triệu Hồng Lực viền mắt hoàn toàn ẩm ướt, trong cổ họng khàn cả giọng nói ra. Đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú tại Triệu Hồng Lực trong khi nói chuyện, nó đã đi tới tất cả mọi người trước mặt, nó tức giận trong lòng là đã tới cực điểm, kết quả là nó muốn đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình nhóm người trên thân rồi, con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó mở ra bồn máu của chính mình miệng lớn, miệng đột nhiên hướng về Tưởng Vân Đình đầu cắn tới thân thể không cách nào nhúc nhích tưởng vân đình người tuyệt vọng bất lực nhắm lại đôi mắt đẹp người biết hợp biển cảnh hỏa viêm thú một ngụm này đã là đầy đủ đem đầu của nàng cho cả viên cắn xuống khốn nạn người dừng tay cho ta người dừng tay cho ta một bên triệu hồng lực âm thanh khàn giọng giận dữ hét mà chính lúc con này hỏa viêm thú miệng cách tưởng vân đình đầu càng ngày càng gần gần đến hàm răng của nó yếu chạm vào tương ngọc đình đầu lúc ầm uhm, một tiếng nơi xa bách thú trong ao chất lỏng trực tiếp nổ tung ra, nguyên bản chất lỏng màu đỏ như máu đã biến thành trong suốt màu trắng rồi. tại bách thú trong ao chất lỏng màu đỏ như máu hỏa thuộc tính năng lượng toàn bộ biến mất sau đó toàn bộ không gian nhiệt độ đang nhanh chóng hạ thấp mà đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó bị động tính này là sợ hết hồn, cho tới nó không có đối với tương ngọc đình hạ thủ mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa bách thú trì tại không cảm giác được bách thú trong ao nóng rực năng lượng sau, con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú là hoàn toàn cuống lên, nó nhanh chóng hướng về bách thú chỉ phương hướng lao đi rồi. Oanh, tiếng thứ nhất, bách thú trong ao trong suốt chất lỏng đột nhiên sôi trào lên, từ bách thú trong ao truyền ra nhất cổ thông linh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thật khí thế. Sát theo đó, lại là oanh, tiếng thứ hai, bách thú trong ao trong suốt chất lỏng sôi trào càng thêm lợi hại rồi, từ bách thú trong ao truyền ra nhất cổ thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế. Đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú, bởi vì cái này hai luồng khí thế đột nhiên bộc phát, nó dưới chân bước chân dừng một chút. Tại nó vừa định muốn lần nữa hướng về bách thú chỉ chạy đi thời điểm, oanh. Cuối cùng một tiếng, nhất cổ thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế tấn mãnh từ bách thú trong ao tăng vọt mà lên, bách thú trong ao trong suốt chất lỏng toàn bộ được trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ cả người ướt dầm dề diệp thần phong hắn từng bước từng bước từ bách thú trong ao đi ra hắn giờ khắc này trên người khí thế nhiễm nhưng đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hắn dựa vào bách thú trong ao còn lại một phần nhỏ năng lượng thuận lợi từ thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ liên tục đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong két 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 từ bách thú trong ao đi ra diệp thần phong hắn mỗi bước ra một bước trên mặt đất liền từng tấc từng tấc nước toác bởi vì tại thực lực của hắn tăng lên sau đó hắn ăn mặc ở trên người hắc huyền giáp trọng lượng lần nữa gia tăng rồi. Này hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm, tại Diệp Thần Phong mỗi tăng lên một chút thực lực, trọng lượng của bọn nó cùng đối với Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí ức chế đều sẽ tăng lên. Cũng may, trước đó Diệp Thần Phong đã quen thuộc hắc huyền giáp rồi, tại bước ra năm bước sau đó hắn liền lập tức khôi phục bình thường, không lại mỗi bước ra một bước liền sẽ đem mặt đất cho dẫm nứt rồi nơi xa nằm ở trên mặt đất triệu hồng lực cùng mở mắt ra tưởng vân đình đám người bọn hắn từng cái quả thực không dám tin vào hai mắt của mình rồi bọn hắn nhưng cảm giác được cái kia bách thú chỉ cực hạn nhiệt độ cao coi như là hợp biển cảnh thậm chí là thần niệm cảnh cao thủ tiến vào bên trong e sợ cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài tỷ lệ cũng phi thường thấp nhưng là diệp thần phong không những sống sót mà đi ra ngoài rồi hắn tại ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian còn đem thực lực từ thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, tăng lên tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi một ít chứ. Mà ở triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú, nó là hoàn toàn bạo nộ rồi, nó có thể cảm giác được bách thú chỉ đã vô dụng, mà tạo thành cái kết quả này chính là trước mặt Diệp Thần Phong, kết quả là, con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú, thân thể của nó đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong nhào tới. Cả người ẩm ướt cục cục Diệp Thần Phong thấy thế, tay phải của hắn vung lên, trong gân mạch linh khí dòng sông đột nhiên một vận chuyển, cách đó không xa hắc huyền kiếm liền trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, nhìn xem hướng chính mình nhào tới hợp biển cảnh hỏa viêm thú. Diệp thần phong đem trong cơ thể thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế tăng lên tới cực hạn, khổng lồ hắc huyền kiếm hướng về hợp biển cảnh hỏa viêm thú quất tới theo lý tới nói diệp thần phong chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực mà con này hỏa viêm thú thú vương có hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực tại đơn tuần về sức mạnh hẳn là diệp thần phong yếu hơn một bậc nhưng kết quả đây ầm uhm, một tiếng vang trầm thấp diệp thần phong trực tiếp đem hỏa viêm thú đánh bay ra ngoài về mặt sức mạnh hắn toàn thắng con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú Diệp thần phong lại đem hắc huyền kiếm cắm vào trong lòng đất, thuận tay đem cách đó không xa một. Khác thanh trường kiếm màu xám hút vào trong tay hắn, chính lúc đầu kia hợp biển cảnh hỏa viêm thú muốn từ mặt đất đứng lên, chuẩn bị lần nữa đối diệp thần phong phát động công kích thời điểm. Diệp thần phong trong tay trường kiếm màu xám thượng vang lên một tiếng rồng gầm, long tường cửu thiên. Tiếp lấy, một cái sen lẫn kiếm ý màu trắng cự long, nhanh chóng hướng về hợp biển cảnh hỏa viêm thú bay lượn mà đi, ở đằng kia đầu hợp biển cảnh hỏa viêm thú còn chưa kịp phản ứng đến đây thời điểm, thân thể của nó đã bị cuốn vào màu trắng cự long trong thân thể, từng đạo vô cùng băng lãnh kiếm khí tứ ngược con này hợp biển cảnh hỏa viêm thú. Đợi đến màu trắng cự long biến mất, trên mặt đất chỉ còn dư lại con này hỏa viêm thú thú vương tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Thực lực tại tăng lên đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong diệp thần phong, đang đối mặt hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú hắn cho thấy tuyệt đối nghiền ép thực lực, trọn vẹn vượt qua một cái đại tầng thứ đem con này hỏa viêm thú cho nhẹ nhõm bắn chết rồi. chương 1292, Thanh Viêm Hỏa nham sơn mạch, hỏa viêm bên trong động. Tại bách thú trong ao chất lỏng màu đỏ hỏa thuộc tính năng lượng tiêu tan sau đó bốn phía nhiệt độ là cực có hạ thấp, rất nhanh, bất kể là hỏa viêm động nơi sâu xa nhất, vẫn là hỏa viêm động ngoại vi, nhiệt độ đều khôi phục được bình thường. Tại hỏa viêm động vòng ngoài hơn trăm đầu thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, chúng nó tại cảm nhận được nhiệt độ chung quanh thấp xuống sau đó tâm tình của bọn nó bắt đầu trở nên táo bạo lên. Này nóng rực nhiệt độ là chúng nó sinh tồn căn bản, bây giờ lửa này viêm bên trong động nhiệt độ toàn bộ tiêu tan sau đó này hơn trăm đầu thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Mà ở hỏa viêm động nơi sâu xa, Diệp thần phong phải trong tay cầm nhanh sắc trường kiếm, hắn biểu hiện trên mặt vô cùng băng lãnh, nhìn trên mặt đất cái kia không hoàn chỉnh hỏa viêm thú thú vương thi thể. Diệp thần phong chữ vật giới chỉ lóe lên, hắn đem trường kiếm màu xám thu hồi trong nhẫn chữ vật, đem cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm lần thứ hai lấy vào tay trong, hướng về xa xa tưởng vân đình cùng triệu hồng lực đám người đi đến. Tưởng vân đình cùng triệu hồng lực bọn bốn người, bọn hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện vừa vặn diệp thần phong giết chết hợp biển cảnh hỏa viêm thú cảnh tượng trong cổ họng bọn họ là không ngừng nuốt nước miếng diệp thần phong tuy rằng thực lực đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thế nhưng hỏa viêm thú thú vương có hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực diệp thần phong dĩ nhiên ngang qua một cái đại tầng thứ ép giết hợp biển cảnh hỏa viêm thú e sợ có thể làm đến một điểm này chỉ có đỉnh cấp trong tông môn thiên chi kiêu tử rồi Diệp Thần Phong lại đi khắp nơi ở ngây người bên trong Tưởng Vân Đình đám người trước mặt sau, hắn trước tiên thanh tưởng Vân Đình các loại bên trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng ép ra ngoài, đơn giản giúp bọn họ xử lý một chút thương thế, tại Diệp Thần Phong lần này trị liệu dưới, Tưởng Vân Đình mấy người cũng khôi phục một ít tự mình năng lực hoạt động. Thần Phong huynh đệ, người tại đó cái nóng bỏng trong hồ, đem thực lực trực tiếp tăng lên tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hai người dưới liền đem hỏa viêm thú thú vương cho giết chết chuyện đến nước này triệu hồng lực giọng rượu bên trong trả là mang theo không dám tin tưởng diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai nói ra triệu đại ca người đây không phải biết rõ còn hỏi sao hôm nay chúng ta hẳn có thể sống sót rời đi hỏa viêm động rồi các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi ta đi trước đem phía ngoài hỏa viêm thú giải quyết Diệp thần phong rời đi hỏa viêm động nơi sâu xa nhất cái này không gian lúc, hắn không có đã quên đem hỏa viêm thú thú vương nội đan cho lấy ra. Diệp thần phong một lần nữa về tới hỏa viêm động trong thông đạo, mà giờ khắc này, trong đầu hắn bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu ra hỏa, thông thường nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Tại vừa nãy ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới người có thể dựa vào bách thú trì, đem thực lực tăng lên tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, còn ngươi nữa bên trong đan điền cái kia thanh sắc hỏa diễm, này chính là là cực kỳ hiếm thấy thiên địa chi hỏa. Tiểu tử, chúng ta lúc còn trẻ, chúng ta cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần sống còn, lúc này ngươi thật là kiếm lật ra, thiên địa này chi hỏa nhưng không phải người bình thường có thể có được, tại toàn bộ địa huyền giới thậm chí chỉ có ngươi một người nắm giữ thiên địa chi hỏa, điểm này ta dám khẳng định. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng lập tức nói ra. Thiên địa chi hỏa thiên địa này chi hỏa là cái gì? Diệp thần phong trong lòng nghi ngờ hỏi. Bóng trắng người kiên nhẫn giải thích, thiên địa chi hỏa chính là bên trong đất trời dựng dục ra một loại đặc thù hỏa diễm, hắn nhiệt độ bình thường đều cực cao cực kỳ, lần này tại ngươi bên trong đan điền sinh ra một loại thiên địa chi hỏa, có thể nói tiểu gia hỏa ngươi là chó ngáp phải ruồi, thiên địa này chi hỏa dùng cho chế thuốc cùng luyện khí quả thực lại thích hợp cực kỳ rồi. Ngươi xuất hiện ở trong đan điền thanh sắc hỏa diễm, nó vẫn còn giai đoạn trưởng thành, chỉ cần về sau ngươi cho nó thôn về các loại hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, như vậy uy lực của nó sắp trở nên càng gia tăng hơn, nhưng cho dù bây giờ, bên trong cơ thể ngươi này thanh sắc hỏa diễm, cũng có thể trong nháy mắt đem một tên hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cao thủ đốt thành cho bụi. Cho nên, người yếu nhớ kỹ một điểm, bên trong cơ thể ngươi này thanh sắc hỏa diễm, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi ngàn vạn không thể bạo lộ ra, bằng không nhất định sẽ để địa huyền giới rất nhiều lão quái đều nhìn chằm chằm ngươi. Bất quá, bình thường chỉ cần ngươi khống chế sau này thanh sắc hỏa diễm nhiệt độ, người khác chắc chắn sẽ không hoài nghi ngươi có này thanh sắc hỏa diễm là thiên địa chi hỏa, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng ngươi tu luyện một loại hỏa hệ công pháp mà thôi. Tại bạch bóng người ngô phong dỗi rảnh vừa dứt lời dưới, bóng đen người giang vận thiên lại nói, tiểu tử, hỏa viêm thú nội đan đối với thiên địa chi hỏa cũng có bổ dưỡng tác dụng, lửa này viêm trong động hết thảy hỏa viêm thú chính dễ dàng tăng lên một ít này thanh sắc hỏa diễm sức mạnh. Diệp thần phong đang nghe xong bóng trắng nhân hòa bóng đen người giải thích sau đó quả đấm của hắn không khỏi hơi hơi nắm chặt một ít, hắn không nghĩ tới chính mình bên trong đan điền dĩ nhiên trời đất xui khiến tạo thành thiên địa chi hỏa loại này như tồn tại. Hơn nữa này thanh sắc hỏa diễm có thể trực tiếp đem một tên hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cao thủ đốt thành cho bụi. Này làm cho Diệp Thần Phong không kịp chờ đợi muốn muốn tăng lên này Thanh Sắc Hỏa Diễm sức mạnh. Diệp Thần Phong ý thức từ từ tiến vào bên trong đan điền của mình, ở trong đan điền cái kia Thanh Sắc Hỏa Diễm, nó tại cảm giác được Diệp Thần Phong ý thức sau, nó lập tức trở nên nhảy cẫng hoan hô lên, dù sao này Thanh Sắc Hỏa Diễm là ở Diệp Thần Phong bên trong đan điền hình thành, cho nên này Thanh Sắc Hỏa Diễm chuyện đương nhiên coi Diệp Thần Phong là làm người thân cận nhất rồi. Theo Diệp Thần Phong ý thức một liên lụy, cái kia thanh sắc hỏa diễm lập tức xuất hiện tại Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong, này thanh sắc hỏa diễm tại Diệp Thần Phong trong bàn tay hóa thành một đóa ngọn lửa màu xanh, Diệp Thần Phong có thể cảm giác được ngọn lửa màu xanh bên trong cực hạn nhiệt độ cao, nhưng Diệp Thần Phong lại không chút nào cảm giác phòng tay. Diệp thần sư nhìn thấy bàn tay bên trong ngọn lửa màu xanh, hắn trầm tư một chút nói ra, về sau ngươi tự kêu là thanh viêm đi. Diệp thần phong cho ngọn lửa màu xanh này lấy một cái tên, ngọn lửa màu xanh này phảng phất có thể nghe hiểu diệp thần phong lời nói, ngọn lửa màu xanh rung động 5 lần, thật giống tại lấy phương thức này biểu đạt đối với danh tự này yêu thích. Diệp thần phong đem hắc huyền kiếm thả lại trên lưng, trong tay phải thanh viêm cháy hừng hực, hắn tiếp tục hướng về hỏa viêm động đi ra ngoài rồi, trong miệng nói ra thanh viêm, kế tiếp liền để ta mở mang thực lực của ngươi đi. Thuận tiện cho ngươi bữa ăn ngon dừng lại. Tại Diệp Thần Phong đi rồi ước chừng sau một phút, ở trước mặt hắn cuối cùng là bắt đầu xuất hiện từng con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú rồi, bởi vì hỏa viêm trong động nóng rực năng lượng biến mất, những này hỏa viêm thú tại hỏa viêm trong động khắp nơi bất an dục dịch. Làm Diệp Thần Phong xuất hiện ở đây chút hỏa viêm thú trước mặt thời điểm, chúng nó đem này cỗ sao động tâm tình chuyển đến Diệp Thần Phong trên người, từng con thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, chúng nó yếu phát tiết bất an trong lòng cho nên chúng nó trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn, tức giận hướng về diệp thần phong vào tới, mà diệp thần phong lại là đưa bàn tay bên trong thanh viêm vi vi bắn ra, thanh viêm lập tức hóa thành vô số màu xanh ngọn lửa, những này màu xanh ngọn lửa là nhanh chóng đã rơi vào hỏa viêm thú trên thân thể, phàm là được thanh sắc hỏa diễm chạm vào hỏa viêm thú, những này hỏa viêm thú thân thể là nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là ngăn ngắn mấy giây, hỏa viêm thú thân thể đã bị đốt cháy thành cho bao quát nội đan cũng bị đốt cháy xong. Diệp thần phong tiếp tục từng bước từng bước hướng về hỏa viêm ngoài động đi tới, phàm là bị hắn gặp phải hỏa viêm thú, toàn bộ được thanh viêm cho đốt cháy cùng cắn nuốt, mà thanh viêm màu sắc cũng chậm chậm địa biến được nồng nặc một ít. Nhìn xem một đầu một đầu hỏa viêm thú được thanh viêm cho đốt cháy sạch sẽ, mà Diệp Thần Phong lại là nhàn nhã đi ở hỏa viêm trong động, Diệp Thần Phong phảng phất là đến từ sứ giả của địa ngục, trong lòng của hắn đối với thanh viêm cực hạn nhiệt độ cao cũng là than thở không ngớt. Ước chừng sau 10 phút, toàn bộ hỏa viêm bên trong động hỏa viêm thú toàn bộ được thanh viêm cho đốt thành cho bụi rồi. Diệp thần phong đem vừa vặn viên kia hỏa viêm thú thú vương nội đan cũng ném cho thanh viêm. Này thanh viêm tại cắn nuốt thú vương nội đan sau, hình thể của nó trong nháy mắt cũng biến thành lớn hơn không ít, dù sao viên nội đan này là hợp biển cảnh thú vương. Diệp thần sự ý thức hơi động, màu sắc trở nên càng thêm nồng nặc, hình thể trở lên lớn một chút thanh viêm, nó trực tiếp thu rút về Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Tiểu gia hỏa, này thanh viêm tại cắn nuốt nhiều như vậy hỏa viêm trong thú đan sau đó nó lại hơi chút thành dài ra một chút, e sợ hiện tại cái này thanh viêm có thể trong nháy mắt đem một tên hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ cho đốt thành cho bụi rồi, bất quá, có một chút người phải nhớ cho kỹ, không nên tiết lộ thanh viêm chính là thiên địa chi hỏa, bình thường ngươi cho dù yếu ở những người khác trước mặt dùng thanh viêm chế thuốc cùng luyện khí thời điểm, ngươi cũng phải khống chế xong thanh viêm nhiệt độ. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nhắc nhở lần nữa nói. chương 1293, chỉ là chỉ run dế. Tại Diệp Thần Phong đem hỏa nham sơn mạch hỏa viêm trong động hỏa viêm thú toàn bộ hoành quét sạch sẽ thời điểm. Địa huyền giới linh thiên sơn phía trên, thân là tam phẩm tông môn linh nguyệt tông liền ở chỗ này này linh nguyệt tông chính là một cái nữ tu tông môn tông môn từ trên xuống dưới toàn bộ đều là nữ nhân mà này linh nguyệt tông từ trước đến giờ cũng không chấp nhận bất kỳ nam nhân nào đi vào kỳ tông môn bên trong coi như là những tông môn khác tông chủ cũng không thể ngoại lệ có thể nói này linh nguyệt tông quả thực là nam nhân thiên đường linh nguyệt tông đệ tử là mỗi cái xinh đẹp như hoa có người nói linh nguyệt tông tông chủ không chỉ có tướng mạo cùng tiên nữ không khác nhau chút nào hơn nữa thực lực đã bước vào niết bàn cảnh rồi Tại Linh Thiên Sơn một tòa hùng vĩ phía trên ngọn núi, một tên ăn mặc màu trắng sợi tơ quần áo, dáng dấp cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ tử, ánh mắt của nàng là đờ đẫn ngắm nhìn phương xa, hơi gió nhẹ nhàng nhấp nhô cô gái này quần áo. Tên này nữ nhân trong con người tràn đầy tư niệm, hơi hơi mím môi đôi môi đỏ thắm, chỉ chốc lát sau, người thấp giọng nói lầm bầm thần phong, người ở đâu? Người có chưa có trở lại cổ võ giới? Người có biết hay không tử ninh phi thường nhớ ngươi? Tên này nữ nhân chính là Hạ Tử Ninh rồi, ban đầu ở cổ võ giới mang đi người của nàng chính là Linh Nguyệt Tông bên trong một tên trưởng lão, người trưởng lão kia nhìn ra Hạ Tử Ninh linh căn phi thường xuất chúng, chỉ là một mực không có bị khai phá đi ra, cho nên người trưởng lão kia động thu Hạ Tử Ninh làm đồ đệ tâm tư. Tại đêm Hạ Tử Ninh mang tới Linh Nguyệt Tông bên trong sau, người trưởng lão kia liền giúp Hạ Tử Ninh cho kích phát ra của nàng xuất chúng linh căn, lại tăng thêm Linh Nguyệt Tông khổng lồ tài nguyên tu luyện. Hạ Tử Ninh vừa mới đến Linh Nguyệt Tông không thời gian bao lâu, thực lực của nàng cũng đã tăng lên tới Thông Linh cảnh Tam trọng Thiên đỉnh phong, bây giờ Hạ Tử Ninh sự tình đã kinh động Linh Nguyệt Tông tông chủ rồi. Người đem Hạ Tử Ninh liệt vào Linh Nguyệt Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nhưng Hạ Tử Ninh mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nam nhân của nàng Diệp Thần Phong, người không biết Diệp Thần Phong đời này có khả năng hay không lại trở lại cổ võ giới. Người không biết nam nhân của nàng Diệp Thần Phong có thể hay không đi tới địa huyền giới, người không biết đời này còn có thể hay không thể cùng Diệp Thần Phong gặp mặt lại. Đương nhiên Hạ Tử Ninh cũng cầu qua sư phụ của nàng rồi, làm cho nàng trở về cổ võ giới đi, nhưng sư phụ của nàng kiên quyết không đồng ý, để Hạ Tử Ninh nỗ lực tu luyện, chỉ cần Hạ Tử Ninh thực lực đã tới thần niệm cảnh, sư phụ của nàng liền sẽ cho phép người rời đi Linh Nguyệt Tông ra ngoài rèn luyện đứng ở đỉnh núi đỉnh phong hạ tử ninh, người trong đầu không ngừng nhớ lại, lúc trước nàng và Diệp thần phong trải qua một màn lại một màn, khóe miệng của nàng không tự chủ hiện lên một vệt nụ cười hạnh phúc. Người tự nói, thần phong, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi tới địa huyền giới, ngươi nhưng là một cái đi tới chỗ nào đều không yên tĩnh người a hát. Nếu như ngươi đi tới địa huyền giới, như vậy ta cũng đồng dạng tin tưởng, ngươi cũng nhất định có thể nhanh chóng ở nơi này quật khởi. Tử Ninh ở nơi này ngươi. Cùng lúc đó, địa huyền giới ngũ phẩm tông môn âm minh tông bên trong, tại một mảnh rộng rãi vô cùng tu luyện tràng thượng, chỉ có một nam một nữ đứng ở mảnh này tu luyện tràng chính giữa giữa. Trong đó tên này trên mặt nữ nhân biểu lộ lạnh lẽo một mảnh, phảng phất là một khối ngàn năm hàn băng như thế, nữ nhân này chính là được Tống Xuân Mi bắt được âm minh tông tới lâm hân gì rồi. Lúc trước đem Lâm Hân Di bắt trở lại Âm Minh Tông sau, bởi vì Lâm Hân Di chính là trời sinh lạnh thể, này chả đã kinh động Âm Minh Tông tông chủ, Âm Minh Tông tông chủ phát hiện Lâm Hân Di phi thường thích hợp tu luyện Tam Việt Diệt Tình. Phải biết này Tam Việt Diệt Tình nhưng là thiên cấp trung phẩm công pháp, liền ngay cả đương nhiệm Âm Minh Tông tông chủ cũng không cách nào tu luyện, cho nên Lâm Hân Di đã trở thành Âm Minh Tông tông chủ trong mắt hy vọng. Nhưng Lâm Hân Di lúc đó lại là không ăn không uống, chớ nói chi là tu luyện tam tuyệt diệt tình rồi, cuối cùng âm minh tông tông chủ đem chuyện nào giao cho Tống Xuân Mi. Tống Xuân Mi tại không có biện pháp chút nào dưới tình huống. Người chỉ có thể hao phí 5 năm tu vi, lợi dụng sinh tử la bàn tìm được lúc đó còn tại thế tục giới diệp thần phong khí tức. Thông qua sinh tử la bàn người đem một tia thần niệm phóng đã đến diệp thần phong trước mặt, đồng thời lợi dụng diệp thần phong uy hiếp Lâm Hân Di, cuối cùng Lâm Hân Di chỉ có thể đáp ứng tu luyện tam tuyệt diệt tình rồi mà tại đây mảnh tu luyện tràng thượng một tên thanh niên khác hắn nhưng là tống xuân mi đồ đệ giang mạc thiên lúc trước thông qua sinh tử la bàn giang mạc thiên cùng lâm hân di ảo ảnh cũng xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt này giang mạc thiên vào lúc đó trong lời nói là không ngừng làm nhục một phen diệp thần phong ở trong mắt hắn diệp thần phong vốn là một con nhỏ yếu run dế mà lâm hân di tại tương lai nhất định sẽ trở thành hắn giang mạc thiên nữ nhân lâm hân di thực lực hôm nay cũng đã đến thông linh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi âm minh tông đem nguyên bản lâm hân di trong cơ thể linh hồn lực cũng chuyển hóa thành linh khí sau đó ở tu luyện tam tuyệt diệt tình lâm hân di người thực lực tăng lên tốc độ nhanh vô cùng bất quá từ khi đang tu luyện tam tuyệt diệt tình sau đó lâm hân di tính tình trở nên càng ngày càng lạnh rồi dù sao tam tuyệt diệt tình ý tứ chính là diệt thân tình diệt ái tình cùng diệt tình bạn Giang Mạc Thiên nhìn xem đầy mặt lành lạnh Lâm Hân Di, hắn là một bụng hỏa khí, hắn biết mình tương lai nếu như muốn nắm giữ âm minh tông, hắn liền tất cần phải đạt được tu luyện tam tuyệt diệt tình Lâm Hân Di. Hắn khuôn mặt lộ ra một vệt tiêu sái nụ cười, nói ra, Hân Di sư muội, người có phải hay không còn đang suy nghĩ hạ đẳng vị diện tiểu tử kia? Các ngươi hiện tại đã không phải là cùng người của một thế giới rồi, thực lực của ngươi bây giờ đã tới thông linh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi, tương lai người còn muốn bước ra hợp biển cảnh, thần niệm cảnh, thậm chí là tạo hóa cảnh, tiểu tử kia đời này đều chỉ có thể đủ lưu chúng tại hạ vị diện rồi. Nếu để cho Giang Mạc Thiên biết Diệp Thần Phong đã đi tới địa huyền giới, đồng thời chỉ dùng ngăn ngắn một tháng ra mặt thời gian, Diệp Thần Phong liền đem thực lực đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, e sợ Giang Mạc Thiên liền sẽ không như thế bình tĩnh. Thấy Lâm Hân Di nhưng vẫn là lạnh lẽo trầm mặc không nói, Giang Mạc Thiên trên mặt Phi Vi hiện lên một vệt vẻ giận dữ, tiếp tục nói, hân di sư muội, người cùng ta mới là tối xứng, tiểu tử kia chỉ là một con run dế mà thôi, sư phụ ta đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể trở thành âm minh tông thánh tử, nàng liền hội hướng về tông chủ đề nghị đem ngươi gả cho ta, ta nghĩ đến lúc đó tông chủ chắc chắn sẽ không phản đối, dù sao ngươi tu luyện âm minh tông cao nhất công pháp tam tuyệt diệt tình, tông chủ sẽ không để cho ngươi và những môn phái khác đệ tử thành hôn. Lâm Hân Di lạnh lẽo trong con người xinh đẹp tốc biến một vệt sát cơ, nếu không phải người thực lực bây giờ không sánh được Giang Mạc Thiên, e sợ người vừa vạn hội không chút do dự giết Giang Mạc Thiên. Lâm Hân Di cuối cùng mở miệng, lạnh lẽo nói ra, Giang Mạc Thiên, người không bằng hắn. Người không sánh được hắn, tại tương lai người thì sẽ biết chính mình có cỡ nào ngu xuẩn. Nghe vậy, Giang Mạc Thiên rốt cục không khống chế được tâm tình, hắn trực tiếp càn rỡ bắt đầu cười lớn, ha ha ha, hân di sư muội, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta nhưng là đường đường hợp biển cảnh cao thủ, ta sẽ không sánh được cái kia hạ đẳng vị diện rác rưởi. Hắn ở trước mặt ta liền thuần ví chỉ là chỉ run dế mà thôi, ta muốn bóp chết hắn chỉ cần chuyển tay ngón tay. Hân di sư muội, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi bây giờ trên đất huyền giới, tại âm minh tông bên trong chỉ có ta giang mạc thiên mới tối xứng đáng với ngươi rồi. Nói xong, Giang Mạc Thiên đầy mặt tức giận hướng về tu luyện chàng bên ngoài đi đến, khi hắn mới vừa mới vừa đi tới tu luyện chàng bên ngoài thời điểm, một vệt bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn. Giang Mạc Thiên khi nhìn rõ sở bóng đen tướng mạo sau, hắn lập tức cung kính nói, sư phụ, ngài làm sao tới nơi này. Bóng đen này chính là Giang Mạc Thiên sư phụ Tống Xuân Mi rồi, người mặt không thay đổi nói ra, Mạc Thiên, tính tình của ngươi quá sốt ruột rồi, ngươi luôn miệng nói thanh hạ đẳng vị diện tiểu tử kia xem thành là run dế, nhưng trong lòng ngươi đối một con run dế không khỏi cũng quá mức để ý chứ. Con kia run dế nhất định cả đời cũng trèo không đến chúng ta độ cao này, hắn thậm chí ngay cả địa huyền giới cũng không cách nào đến, ngươi và như thế một con run dế tên gì sức lực. Tại tiếp tục như vậy, con kia run dế rất có thể sẽ trở thành tâm ma của ngươi, ngươi bây giờ chỉ cần cố gắng cho ta tu luyện, đang tuyển chọn thánh tử thời điểm nỗ lực bộc lộ tài năng, đến lúc đó Lâm Hân Di nha đầu này sẽ là của ngươi. Đang nghe xong Tống Xuân Mi giáo huấn sau đó Giang Mạc Thiên là gật gật đầu, nói ra, sư phụ, ngài nói không sai, là đồ nhi quá mức lưu ý con kia run dế rồi. Nhưng Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên trong miệng run dế Diệp Thần Phong, hắn đúng là một con run dế sao? Mà vẫn cứ đứng đang tu luyện trên sân Lâm Hân Di, trên mặt nàng lạnh lẽo vẻ mặt dĩ nhiên tiêu tán một ít, chỉ vì người trong đầu nhớ tới Diệp Thần Phong người đàn ông này, trong miệng nàng nói lầm bầm, "Thần Phong, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đến đến ta nơi này, lần trước ta đã đối với người bề ngoài làm không công rồi, nhưng ngươi vẫn không có cho ta một cái trả lời đây." Ngày hôm nay, trên đất huyền giới hai nữ nhân đều đối Diệp Thần Phong sinh ra vô tận tư niệm. Chương 1294, nói thật ra, không ai tin mà cách xa ở hỏa nham sơn mạch diệp thần phong, hắn lại không chút nào biết hạ tử ninh cùng lâm hân gì đối với hắn nồng nặc tư niệm. Tại đem hỏa viêm bên trong động hỏa viêm thú hoành quét sạch sẽ sau đó tưởng Vân Đình cùng triệu hồng lực cũng đem hai cây hồng liên tam sinh thảo cho hái xuống. Sau đó, bọn hắn liền cùng Diệp Thần Phong cùng rời đi hỏa viêm động. Tại Diệp Thần Phong một nhóm người đi ra hỏa nham sơn mạch thời điểm, sắc trời đã là dần dần tối lại, Hỏa Nham Sơn mạch cách Bắc Vân Thành có hai ngày lộ trình, cho nên tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực mấy người cũng không vội chạy đi rồi. Bọn hắn chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, đợi được ngày mai lại chạy tới Bắc Vân Thành rồi, dù sao lần này cuối cùng là hữu Kinh Vô Hiểm đã nhận được Hồng Liên Tam sinh thảo. Hỏa Nham Sơn mạch bên ngoài, lửa trại không ngừng lóe lên, tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người có diệp thần phong bước đầu trị liệu, lại tăng thêm tưởng Vân Đình trong nhẫn chứa đồ có thuốc chữa thương hết thảy liền ngay cả bị thương nghiêm trọng nhất Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao Sông hai người này, bọn hắn cũng có thể đứng thẳng lên chính mình đi lại. Lúc này tình cảnh dường như tiến vào hỏa nham sơn mạch trước một đêm, tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người ngồi ở bên đống lửa, mà Diệp Thần Phong nhưng là ngồi ở đối diện với bọn hắn. Bất đồng là tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người thái độ đối với Diệp Thần Phong xảy ra thay đổi. Lần này bọn hắn có thể sống đi ra hỏa nham sơn mạch, cuối cùng có thể thuận lợi đạt được hồng liên tam sinh thảo, tất cả những thứ này may mắn mà có Diệp Thần Phong, nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói. Liền coi như bọn họ tiến vào hỏa viêm động, e sợ tại không nhìn thấy hồng liên tam sinh thảo thời điểm, bọn hắn đã bị hơn trăm đầu thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú cho giết chết, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần Phong là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Ngồi ở tường Vân Đình đám người đối diện Diệp Thần Phong, hắn thật chặt nhắm mắt lần này tiến vào hỏa nham sơn mạch, đối với hắn mà nói quả thực là không uổng chuyến này rồi, không chỉ có thực lực liên tục đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hắn còn chiếm được thiên địa chi hỏa thanh viêm, thiên địa này chi hỏa nhưng là mãi mãi cũng sẽ không biến mất, về sau diệp thần phong có thể không cần vì chế thuốc cùng luyện khí hỏa diễm dầu dĩ. Đóng chặt lại con người diệp thần phong, hắn đang thử đồng thời vận chuyển thần huyết quyết cùng ma thiên quyết. Dù sao tại bách thú trong ao thời điểm, cái này hai môn công pháp thế nhưng chính mình đồng thời vận chuyển lại, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong bất kể như thế nào thử nghiệm. Vận chuyển thần huyết quyết, ma thiên quyết liền vận không quay được, mà vận chuyển ma thiên quyết, thần huyết quyết liền vận không quay được rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần thử nữa, hai loại công pháp căn bản không thể đủ đồng thời vận chuyển, mà ở bách thú trong ao sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, rất có thể là một loại trùng hợp hoặc là ngươi tiến vào trạng thái nào đó bên trong bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh tiếng vang vang lên bóng đen người giang vận thiên cũng nói tiếp tiểu tử chí ít ngươi tại bách thú trong ao hiện tượng này để hai chúng ta nhìn thấy hy vọng chỉ cần chính ngươi thật tốt đi cảm mộ tại tương lai nhất định có thể đồng thời vận chuyển cái này hai môn công pháp quan trọng nhất là cuối cùng chúng ta là muốn cho ngươi đem cái này hai môn công pháp triệt để dung hợp thành một môn công pháp cho nên tiểu tử người sau đó phải đi đường còn dài mà. Nắm chặt trước đem thực lực cho tăng lên đi, bằng không muốn cứu ra âm minh tông tiểu nữ hoa kia. Cùng tìm tới người một người phụ nữ khác, này đối với người mà nói nhưng là khó khăn chồng chất a hát. Nghe được bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân sau, Diệp Thần Phong tạm thời buông tha cho đồng thời vận chuyển hai môn công pháp rồi. Ý thức của hắn tại cảm ứng một thoáng bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm sau đó hắn là từ từ mở mắt ra, về sau này thanh viêm cũng coi như là hắn một lá bài tẩy rồi, tại vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn ngược lại là cũng có thể dùng thanh viêm tới giết địch. Đang nhìn đến nhắm mắt dưỡng thần diệp thần phong sau khi mở mắt, triệu hồng lực vội vàng nói, thần phong huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi tốt nữa à. Lần này tiến vào hỏa viêm động may mắn mà có có ngươi tại, còn lại cảm tạ ta cũng không nhiều lời rồi, về sau ta triệu hồng lực cái mạng này, cùng với thương lang đoàn lính đánh thuê tất cả thành viên mệnh liền đều là thần phong huynh đệ của ngươi chỉ cần về sau thần phong huynh đệ ngươi có cần phải chỗ của chúng ta chúng ta thương lang đoàn lính đánh thuê tuyệt đối là việc nghĩa chẳng từ đúng diệp đại ca mạng của chúng ta đều là ngươi cứu về sau ngươi chính là ta chu dương bay đại ca chu dương phi biểu lộ chân thành nói trần dơ cao sông cũng nói diệp đại ca về sau ngươi cần chúng ta địa phương ngươi thông báo một tiếng là được rồi ăn mặc trang phục màu đỏ tưởng vân đình, người do dự một chút hỏi, Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, lần này ta là xuất đến rèn luyện, không có bất kỳ điểm đến nào. Nghe vậy, tưởng vân đình trong lòng không khỏi vui vẻ, người cũng không biết mình vì sao lại có tâm tình như vậy. Người lại nói, Diệp Thần Phong, người không bằng trước tiên cùng chúng ta cùng đi Bắc Vân Thành đi. Bắc Vân Thành là người tu luyện thành thị, chúng ta cũng có thể thật tốt cảm tạ cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Triệu hồng lực hồ nghi liếc nhìn tưởng Vân Đình, hắn mặc dù so sánh so sánh hàm hậu ngay thẳng, nhưng hắn không phải là một cái kẻ ngu xuẩn, hắn biết tưởng Vân Đình đối diệp thần phong sinh ra hảo cảm, thế là, triệu hồng lực cũng nói thần phong huynh đệ, người cùng với ta nhóm đi trước Bắc Vân Thành ở mấy ngày đi. Về phần trước đó đào tẩu Lý chung, hắn mặc dù là Bắc Vân Thành trịnh ra một con chó, nhưng ta muốn trịnh gia cũng sẽ không trắng trợn đến đối phó chúng ta, dù sao Bắc Vân Thành không phải là trịnh gia một nhà độc đại. Triệu đại ca, trịnh gia nếu là hắn dám làm loại chuyện này, ta khiến hắn trịnh gia lập tức biến mất ở Bắc Vân Thành. Tưởng Vân Đình lại khôi phục được người lửa kia bạo phát tính cách. Triệu Hồng Lực cùng Chu Dương Phi đám người, bọn hắn là lần đầu tiên nghe được Tưởng Vân Đình nói ra những lời này đến, phảng phất Bắc Vân Thành trịnh gia là tiện tay có thể hủy diệt. Này để cho bọn họ càng thêm thán phục tưởng Vân Đình thân phận thực sự rồi. Diệp Thần Phong khi nghe đến Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực liên tiếp mời, cùng với nghe được Tưởng Vân Đình bá đạo này vô cùng sau, hắn ngược lại cũng đối tưởng thân phận của Vân Đình sinh ra hiếu kỳ, dù sao tới nơi nào đều là rèn luyện, đi một chuyến Bắc Vân thành ngược lại cũng không sao cả, cho nên, Diệp Thần Phong nói ra, "Được, Triệu đại ca, ta liền trước tiên cùng các ngươi đồng thời về một chuyến Bắc Vân thành đi." Đang nhìn đến Diệp Thần Phong đáp ứng rồi, sau đó Tưởng Vân Đình trên mặt đẹp không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Mà Diệp Thần Phong cũng không hề chú ý Tưởng Vân Đình biểu tình biến hóa, tại đây đơn giản cùng Triệu Hồng Lực đám người ở chung xuống, hắn biết Triệu Hồng Lực đám người là có thể kết giao, này Triệu Hồng Lực đám người không phải vẫn muốn nắm giữ chiếc nhẫn chữ vật của mình sao? Nguyên bản Diệp Thần Phong liền định rời đi Hỏa Nham Sơn mạch thời điểm, đưa bọn hắn mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật được rồi thế là diệp thần phong chữ vật giới chỉ lóe lên nhất thời bốn cái nhẫn chữ vật xuất hiện tại trong bàn tay của hắn sau đó ném cho triệu hồng lực đám người nói ra triệu đại ca cái này coi như là làm là ta đưa cho các ngươi một phần nhỏ lễ vật đi triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người nhận lấy chữ vật giới chỉ sau triệu hồng lực nghi ngờ hỏi thần phong huynh đệ đây chẳng lẽ là chữ vật giới chỉ diệp thần phong gật đầu nói triệu đại ca các người không phải vẫn muốn chữ vật giới chỉ ma? dù sao chữ vật giới chỉ đối với ta mà nói cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. tại từ diệp thần phong trong miệng xác định đây là chữ vật giới chỉ sau triệu hồng lực cùng chu dương phi đám người tay không khỏi một cái run rẩy, mà tưởng vân đình trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném trả lại cho diệp thần phong trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục nói ta liền không dùng rồi, ta đã có chữ vật giới chỉ rồi ngươi bây giờ còn dám nói ngươi là hạ đẳng vị diện người sao? Tại tưởng Vân Đình xem ra, cho dù người trở về gia tộc của mình, muốn một hơi nắm cái ba cái nhẫn chữ vật, cái này cũng là hết sức khó khăn, cho nên dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Triệu Hồng Lực cùng Chu Dương Phi ba người, bọn hắn lập tức tra xét chữ vật giới chỉ nội bộ không gian, khi bọn họ tra xét đến không gian bên trong sau, bọn hắn từng cái là sửng sốt mấy giây, Triệu Hồng Lực thật vất vả mới chỉ hoãn quá rồi thần, nói ra, trời ạ. À, này chữ vật giới chỉ không gian dĩ nhiên so với Vân Đình mội tử chữ vật giới chỉ còn muốn lớn hơn. Nghe vậy, tưởng Vân Đình nhíu nhíu mày, người để Triệu Hồng Lực thanh chữ vật giới chỉ cho nàng nhìn xem, người nhưng là biết trên tay mình chữ vật giới chỉ là luyện khí tông luyện chế ra tới hàng hiệu, mà khi người cha xét đến Diệp Thần Phong đưa cho Triệu Hồng Lực chữ vật giới chỉ không gian trọn vẹn so với nàng chữ vật giới chỉ đại suất thật nhiều lần. Vậy thì không để cho nàng bình tĩnh, người lập tức hỏi, Diệp Thần Phong, này chữ vật giới chỉ là luyện khí tông luyện chế sao? Luyện khí tông luyện khí sư còn giống như không cách nào luyện chế ra lớn như vậy chữ vật giới chỉ tới. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, những này chữ vật giới chỉ là ta tự mình luyện chế. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, tưởng Vân Đình sờ môi lắc lắc đầu, người biết Diệp Thần Phong là không muốn tiết lộ thân phận của mình rồi, mà thu được chữ vật giới chỉ triệu hồng lực ba người, bọn hắn từng cái là kích động không thôi, này nhưng là bọn hắn tha thiết ước mơ chữ vật giới chỉ a hát. Đây chính là đại diện cho thân phận chữ vật giới chỉ a hát. Bọn hắn cũng đều là người phóng khoáng, thấy Diệp Thần Phong là thật tâm thanh chữ vật giới chỉ đưa cho bọn họ, bọn hắn cũng là thống khoái nhận, hung hăng đối Diệp Thần Phong biểu thị lòng biết ơn. Bất quá, triệu hồng lực bọn hắn cũng không cho là này chữ vật giới chỉ là diệp thần phong luyện chế diệp thần phong đã lĩnh ngộ hiếm thấy kiếm ý dưới cái nhìn của bọn họ diệp thần phong không thể phân tâm tại luyện khí lên huống chi yếu luyện chế chữ vật giới chỉ chả muốn lĩnh ngộ pháp tắc không gian mà pháp tắc không gian nhưng là cùng kiếm ý đồng dạng hiếm thấy tồn tại diệp thần phong làm sao có khả năng vừa lĩnh ngộ kiếm ý lại lĩnh ngộ pháp tắc không gian Diệp Thần Phong đang nhìn đến Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình đám người biểu lộ sau đó hắn biết Triệu Hồng Lực đám người là không tin rồi. Thời đại này nói thật ra ngược lại không có người đã tin tưởng, cho nên Diệp Thần Phong cũng lười giải thích nhiều như vậy. chương 1295, nửa đường cướp xiết. Bóng đêm như mực, trong bầu trời đêm tối om om một mảnh, liền một ngôi sao tinh cũng không có. Bắc Vân Thành không sánh được Diệp Thần Phong trước đó rời đi người tu luyện thành thị Thiên Diệu Thành, phải biết Thiên Diệu Phủ Thành chủ liền ngay cả nhất lưu tông môn đều nên cho hắn mặt mũi, mà Bắc Vân Thành chỉ là được bốn người tu luyện gia tộc nắm trong tay rồi, chúng nó theo thứ tự là Trịnh Gia, Lưu Gia, Hồ Gia cùng Tần Gia. Tứ đại gia tộc này bên trong phân biệt đều có một tên thần niệm cảnh lão tổ tông tỏa chấn, cho nên tứ đại gia tộc này đều có thể gọi là là một đứa phẩm tông môn, có bốn cái giống như là thất phẩm tông môn gia tộc trưởng Khống Bắc Vân Thành, này ngược lại cũng xem như là nhất cổ không kém thế lực rồi. Giờ khắc này, Bắc Vân Thành, Trịnh gia đại trong nhà. Trịnh gia thiếu gia Trịnh Vũ căn phòng bên trong, ánh đèn vẫn là trong suốt vô cùng. Một tên ăn mặc trường sam màu xanh, cầm trên tay một cây quạt thanh niên, hắn ngồi ở gian phòng một tủ sách trước, trong tay chậm rãi lắc cây quạt thượng vẽ ra khó coi tranh vẽ tên thanh niên này sắc mặt có phần trở nên trắng, trên mặt là một bộ cực kỳ cao ngạo vẻ mặt, hắn chính là trịnh gia thiếu chủ trịnh vũ rồi. Này trịnh vũ thực lực mặc dù có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, thế nhưng vừa nhìn này trịnh vũ bình thường khẳng định phi thường vui mừng nữ nhân tốt, thân thể của hắn cũng đã được móc sống, có thể nói chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài mặt hàng mà thôi. Tại trịnh vũ đứng trước mặt một cái dáng dấp thập phần trật vật nam nhân, người này không phải là lợi dụng đột địa phù đào tẩu Lý Trung ma. Này Lý Trung lợi dụng đột địa phù chạy ra hỏa nham sơn mạch phạm vi sau, hắn là tối hôm nay mới vừa vặn trở về Bắc Vân Thành. Lý Trung nhìn xem chậm gì gì lắc cây quạt không nói lời nào trịnh vũ, trong lòng của hắn hơi hơi căng thẳng, hắn nhưng biết mình thiếu chủ không phải là một người hiền lành, tâm tính là đặc biệt là lòng dạ độc ác. Lúc trước bởi vì có một tên thủ hạ không có làm tốt hắn chuyện phân phó, kết quả cái kia tên thủ hạ ngày thứ hai liền từ Bắc Vân Thành biến mất khỏi thế gian rồi, này làm cho Lý Trung trên chán là toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh đến. Ngồi trên ghế dựa trịnh vũ, hắn đem trong tay cây quạt bỏ vào trước mặt trên bàn sách, trên khóe môi là mang theo một vệt nụ cười, hỏi, Lý Trung, nói như vậy, lần này các ngươi không có đem sự tình làm xong. Các ngươi thậm chí ngay cả hỏa nham sơn mạch đều không có đi vào. Trịnh Vũ liên tiếp nghi vấn để Lý Trung nơm nớp lo sợ, hắn vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thiếu chủ, lần này là chúng ta làm việc bất lợi, bất quá, nếu không phải trên đường nhô ra một cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử, hỏa viêm trong động sen hồng tam sinh thảo chúng ta nhất định có thể cầm tới tay. Nếu để cho Lý Trung biết hỏa nham sơn mạch hỏa viêm trong động hỏa viêm thú, hầu như toàn bộ đều là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực." mà thú vương có tới hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, chỉ sợ hắn đã sớm sợ đến co quắp ngồi ở trên mặt đất, dù sao hắn lý trung thực lực cũng chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, gặp phải một đầu thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú, hắn đều cơ hồ không đối phó được rồi, nhiều nhất có thể đủ tất cả thân trở ra. Trịnh vũ khóe miệng nụ cười không còn sót lại chút gì rồi, hắn một lòng muốn có được tưởng vân đình, nhưng tưởng vân đình trước sau không đã cho hắn sắc mặt tốt xem, Lần này hắn cho rằng chỉ cần đạt được hồng liên tam sinh thảo, là hắn có thể đủ bức bách tưởng vân đình tự phạm, thậm chí hắn đã nghĩ đến tưởng vân đình để van cầu hắn thời điểm cảnh tượng rồi. Nhưng Trịnh Vũ trong lòng tự nhận là cái này kế hoạch hoàn mỹ, lại bị một cái trên đường nhô ra tiểu tử cho phá vỡ. Hơn nữa chỉ là khu khu một cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử. Phải biết lý chung nhưng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong dĩ nhiên sẽ ở một tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiểu tử trong tay ăn quả đắng đây chính là để trịnh vũ tức giận nhất rồi rác rưởi các ngươi chính là một đám rác rưởi bình thường tại trịnh gia sành ăn mà khi cần dùng đến các ngươi thời điểm Người xem một chút ngươi làm cho ta là chuyện gì trịnh vũ đề cao mấy phần âm lượng quát thiếu chủ lần này thật sự không thể trách chúng ta a à hát tiểu tử kia thật sự là quỷ quái vô cùng Hắn đoán chừng thực lực của hắn không ngừng thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, hắn là tại ẩn giấu thực lực. Lý Trung lập tức cho mình giải vây. Hừ. Trịnh Vũ trong lỗ mũi bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Lý Trung, lần này ta lại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ta để tiểu thúc của ta cùng ngươi cùng đi một chuyến, các ngươi đi nửa đường cướp giết triệu hồng lực đám người, về phần tưởng Vân Đình các ngươi chỉ phải đem nàng đánh bất tỉnh là tốt rồi." Tuyệt đối không nên tiết lộ thân phận của các ngươi, một khi thân phận của các ngươi tiết lộ, như vậy liền tưởng Vân Đình cũng cùng nhau xóa bỏ đi. Dù sao ta cũng chỉ là muốn đạt được tưởng Vân Đình thân thể mà thôi, cho dù đem hôn mê người mang về, đang hưởng thụ sau khi xong, ta cũng sẽ tự tay đưa người đi Diêm Vương ra. Bất quá, này tưởng Vân Đình hẳn là có phần thân phận người, chỗ dùng các ngươi một khi tiết lộ thân phận, vì cẩn thận để đạt được mục đích các người vẫn là trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người giết đi. Lý Trung đang nghe xong trịnh vũ lời nói sau, thân thể hắn hơi hơi cứng đờ, lại lập tức khôi phục bình thường. Hắn nhưng là biết trịnh vũ tiểu thúc có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, chỉ cần có trịnh vũ tiểu thúc đi theo, muốn đối phó triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người hẳn là không có bất cứ vấn đề gì được rồi. Trọng yếu nhất là Diệp Thần Phong tiểu tử kia, bây giờ tại Lý Trung trong lòng nhưng là đối Diệp Thần Phong hận đến cắn răng nghiến lợi thiếu chủ, lúc này ngươi yên tâm, có trịnh nhị ra trợ giúp, lần này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lý Trung lời thề son sắt bảo đảm nói. Tốt nhất là như vậy, cho dù ta không chiếm được tưởng vân đình thân thể, như vậy những người khác cũng nghĩ muốn có được. Trịnh Vũ khuôn mặt lộ ra một vệt hung tàn vẻ mặt, phất phất tay, ra hiệu Lý Trung có thể lui xuống. Ngày thứ hai trạng vạng. Trải qua một ngày chạy đi, Diệp Thần Phong, Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người, bọn hắn đã là đi rồi hơn phân nửa lộ trình, bọn hắn đoán chừng lấy tốc độ như vậy, chưa mai trước đó thì có thể đến Bắc Vân Thành rồi. Triệu Hồng Lực cùng Chu Dương Phi ba người, bọn hắn khi lấy được chữ vật giới chỉ sau, bọn hắn ngày hôm qua cơ hồ là một buổi tối không ngủ, một ngực vuốt trên ngón tay chữ vật giới chỉ, hung hăng liên tục cười khúc khích, giống như là chúng ta bình thường bởi vậy có thể thấy được chữ vật giới chỉ tại những đất này huyền giới người tu luyện trong lòng chân quý. Đối với tối hôm qua Diệp Thần Phong nói chữ vật giới chỉ đối với hắn mà nói cũng không đáng tiền, triệu hồng lực đám người hoàn toàn là cho rằng Diệp Thần Phong không muốn để cho bọn hắn có gánh nặng trong lòng, cho nên mới nói ra những lời ấy, này để cho bọn họ đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng sùng kính rồi, bất quá, Bọn hắn cũng không có hỏi lại thân phận của Diệp Thần Phong cùng chữ vật giới chỉ từ đâu tới, bọn hắn cũng tương tự Thanh Diệp Thần Phong nói những này chữ vật giới chỉ là tự mình luyện chế sự tình. Hoàn toàn cho rằng một chuyện cười rồi. Tối hôm qua tưởng Vân Đình đang dò xét đến Diệp Thần Phong đưa cho Triệu Hồng Lực đám người chữ vật giới chỉ không gian sau, trong lòng nàng là có chút hối hận rồi, dù sao Diệp Thần Phong đưa ra chữ vật giới chỉ nhưng là phải so với nàng đều lớn hơn nhiều lần. Diệp Thần Phong cũng nhìn ra tưởng Vân Đình tâm tư, hắn biết tưởng Vân Đình ra mặt mỏng, thật không tiện hướng về hắn mở miệng, cho nên, hắn ở buổi tối len lén đem một chiếc nhẫn chữ vật đặt ở tưởng Vân Đình bên cạnh, tại tưởng Vân Đình sáng sớm hôm nay tỉnh lại thời điểm, người liền nhìn thấy này chiếc nhẫn chữ vật, trong lòng nàng ngược lại là được Diệp Thần Phong cẩn thận cho đánh chuyển động, người cũng lặng lẽ đem này chiếc nhẫn chữ vật cho nhận. Dọc theo con đường này, tính khí nóng nảy tưởng Vân Đình, người xuất kỳ đối diệp thần phong hỏi han ân cần lên trong lòng mơ hồ đối diệp thần phong sinh ra một loại nào đó tình cảm phải biết diệp thần phong không chỉ có cứu tưởng vân đình tại đưa chữ vật giới chỉ thượng lại biểu hiện tỉ mỉ như thế tâm này làm cho tưởng vân đình không sản sinh một ít tâm tư cũng khó thế nhưng diệp thần phong trong lòng là phi thường bằng phẳng hắn sở dĩ lặng lẽ đem một chiếc nhẫn chữ vật cho tưởng vân đình hắn chỉ là vì chiếu cố tưởng vân đình người nữ nhân này mặt mũi Thần Phong huynh đệ, chúng ta trước tiên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao lại chậm, ngày mai cũng nhất định có thể đến Bắc Vân Thành rồi. Triệu Hồng Lực vuốt trên ngón tay chữ vật giới chỉ là yêu thích không buông tay. Mà Diệp Thần Phong lông mày lại hơi nhíu lại, hắn lập tức nhắc nhở, "Triệu đại ca, thật giống có điểm không đúng." Triệu Hồng Lực quan sát một lần bốn phía, chung quanh đây ngoại trừ một mảnh rừng ở ngoài, căn bản không có bất kỳ địa phương kỳ quái khi hắn vừa định yếu lúc nói chuyện, chỉ thấy ba đạo bóng đen từ trong rừng trốn ra, này ba đạo bóng đen mặc trên người giả hành phục, trên mặt cũng bị miếng vải đen cho che lại, vừa nhìn ba người này chính là lai giả bất thiện. Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực không nghĩ tới tại về Bắc Vân Thành trên đường, lại còn sẽ gặp phải nửa đường cướp giết, này để cho bọn họ cũng không khỏi nghĩ tới trước đó lợi dụng độn địa phù đào tẩu lý chung rồi chương 1296, tiểu tử kia chết chắc rồi. Cái này đột nhiên từ trong rừng sông tới ba đạo bóng đen, trong đó người cầm đầu thực lực tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, bên trái một người tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cuối cùng bên phải một người tại thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực bọn người ở tại cảm giác được trong đó vẫn còn có một tên hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ, này để hai người bọn họ là thật chặt nhíu mày đến, tuy rằng bọn hắn tại hỏa viêm bên trong động đã được kiến thức diệp thần phong nhẹ nhõm giải quyết xong hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú thế nhưng hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cùng hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong này nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm diệp thần phong có thể ngang qua một cái đại tầng thứ diệt địch đây đã là phi thường khiếp sợ lòng người sự tình cho nên dưới cái nhìn của bọn họ diệp thần phong muốn giết chết tên này hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ đây cũng là phi thường khó khăn mà trái lại, trên lưng treo Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, trên mặt hắn xem không ra bất kỳ biểu lộ đến, hắn đồng dạng cũng cảm giác được thực lực của đối phương, bây giờ Diệp Thần Phong nếu như tại không sử dụng Hàn Băng kiếm ý dưới tình huống, hắn ngược lại là có thể cùng phổ thông hợp biển cảnh nhất trọng thiên cao thủ chiến cái hòa nhau, mà nếu như hắn sử dụng Hàn Băng kiếm ý, hắn ngược lại là có thể cùng hợp biển cảnh nhị trọng thiên cao thủ đấu một trận rồi. Lần sau Diệp thần phong bên trong đan điền nhưng là có ngày địa chi hỏa thanh viêm, lấy hiện tại thanh viêm năng lực, thanh viêm có thể nhẹ nhõm đem một tên hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ đốt cháy thành cho bụi, cái này cũng là diệp thần phong sở dĩ duy trì chấn định nguyên nhân. Ba cái kia tướng mạo được miếng vải đen che kín người bịt mặt, trong đó bên trái tên kia thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nam nhân, hắn tại cảm giác được diệp thần phong thực lực đồng dạng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau, trong con ngươi của hắn không khỏi tránh qua một vệt tinh quang. Cầm đầu tên kia hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ. Trong miệng hắn cũng không nói gì bất kỳ một câu nói, hắn cầm trong tay một cái trường kiếm màu đỏ. Bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đám người lướt đi tới. Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người thương thế vẫn không có triệt để hoàn toàn khôi phục, Diệp Thần Phong miệng quát, "Triệu đại ca, các ngươi lui về phía sau một ít." Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Thần Phong nhanh chóng để dâng lên trong cơ thể thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong linh khí, bàn tay phải hướng về sau lưng duỗi một cái, nắm chặt rồi hắc huyền kiếm chuôi kiếm, đem hắc huyền kiếm đột nhiên từ phía sau lưng rút ra. Tại Diệp Thần Phong chu vi lập tức tạo thành từng đạo kinh khí, bởi vậy có thể thấy được này hắc huyền kiếm mang tới động tĩnh lớn đến mức nào rồi. Rút ra hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, Hắn đem Hắc Huyền kiếm tấn mãnh hướng về hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ đập tới. Tên kia hợp biển cảnh bóng đen người, hắn rõ ràng cảm thấy từ Hắc Huyền kiếm thượng truyền tới sóng khí rồi, hắn trong con ngươi vẻ mặt hơi đổi, hắn không nghĩ ra chỉ là một cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử, hắn làm sao có thể sử dụng tới uy lực như thế chiêu thức đến. Tên kia hợp biển cảnh bóng đen người, hắn trường kiếm màu đỏ đi lên vung lên, ở trong không khí xẹt qua một đạo hồng mang. Nỗ lực muốn tìm mở to lớn Hắc Huyền kiếm. Chen một tiếng, Hắc Huyền kiếm cùng trường kiếm màu đỏ đánh vào nhau, tên kia hợp biển cảnh bóng đen người, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, BANG. Zi một tiếng, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ trực tiếp gãy vỡ thành hai nửa, nhìn xem Hắc Huyền kiếm khí thế không giảm tiếp tục hướng hắn đánh xuống. Tên kia hợp biển cảnh bóng đen người, dưới chân hắn bước chân liên tiếp lui về phía sau phi thường mạo hiểm tránh qua diệp thần phong công kích bất quá hắc huyền kiếm cùng không khí ma sát sinh ra từng đạo kinh khí vẫn là hướng về hợp biển cảnh bóng đen người đánh tới rồi trực tiếp đem tên này bóng đen người che khuất mặt miếng vải đen nhấc lên nhìn xem chậm rãi hướng xuống đất thượng bay xuống miếng vải đen triệu hồng lực đám người là nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo triệu hồng lực tức giận quát trịnh nguyên thành dĩ nhiên là ngươi tên khốn kiếp này các người muốn làm gì? Lẽ nào các người Bắc Vân Thành trịnh ra làm lên loại này trộm gà bắt chó hoạt động sao? Tên này hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ đàn ông trung niên, hắn chính là Bắc Vân Thành trịnh gia thiếu chủ tiểu thúc rồi, mắt thấy chính mình tiết lộ thân phận rồi, trịnh Nguyên Thành sắc mặt âm trầm nói, hai người các ngươi cũng không cần che mặt rồi. Trịnh Nguyên Thành xem trong tay màu đỏ kiếm gãy, hắn lên cơn giận giữ chừng lên diệp thần phong, cái này trường kiếm màu đỏ chính là trung phẩm pháp khí, đã đi theo hắn có thời gian 5 năm rồi, bây giờ trực tiếp được Diệp Thần Phong hắc huyền kiếm cho vỗ gãy, này làm cho hắn làm sao có thể không đau lòng. Làm sao có thể không tức giận. Bất quá, ngược lại, chị Nguyên Thành trên mặt có lộ ra một vệt ý cười, ánh mắt tham lam nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay hắc huyền kiếm. Hắn suy đoán Diệp Thần Phong trong tay cái này hắc huyền nguyễn nói thế nào cũng phải đến thượng phẩm pháp khí tầng thứ chứ. Tiểu tử, trong tay người cái này cử kiếm ta muốn rồi. Trịnh Nguyên Thành tự tin tràn đầy nói ra, hắn vừa vặn là đánh giá thấp Diệp Thần Phong đám người, cho nên hắn mới không có sử xuất toàn lực. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong chỉ là một cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử, cho dù hắn lại làm sao nghịch thiên, hắn sẽ là đối thủ của mình sao? Đáp án Thủy chung là phủ định. Mà vào lúc này, hai người khác cũng đem trên mặt miếng vải đen kéo xuống, một tên trong đó thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong rõ ràng là Lý Trung, mà một người khác hơn 20 tuổi thanh niên, hắn và Trịnh Nguyên Thành lớn lên giống nhau đến mấy phần, hắn là con trai của Trịnh Nguyên Thành Trịnh Mở Vũ. Lý Trung cũng không nghĩ đến Trịnh Nguyên Thành lần đầu cùng Diệp Thần Phong giao thủ, dĩ nhiên là Trịnh Nguyên Thành rơi xuống hạ phong, bất quá, hắn cũng biết vừa vặn Trịnh Nguyên Thành cũng không hề sử xuất toàn lực. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cười lạnh nói: "Tiểu tử trước ngươi quả nhiên giấu diếm thực lực còn muốn chơi giả heo ăn hổ ta hôm nay liền để ngươi biến thành một con lợn lý trung nhưng sẽ không cho là diệp thần phong tiến vào một chuyến hỏa nham sơn mạch sau thực lực của hắn liền từ thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ trực tiếp tiêu thăng đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cho nên dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong trước đó tuyệt đối là giấu diếm thực lực thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong trịnh mở vũ ánh mắt của hắn là không nháy một cái nhìn xem vóc người thập phần nóng nảy tưởng Vân Đình. Hắn cười nói, phụ thân, đường ca thật giống đã phân phó, nếu như thân phận của chúng ta tiết lộ, như vậy liền tưởng Vân Đình mệnh cũng không cần giữ lại. Hiện tại thân phận của chúng ta đã bị triệu hồng lực bọn hắn biết rồi, sau đó đang giết chết tưởng Vân Đình trước đó, phụ thân nhất định phải làm cho ta hưởng thụ một chút một phen a hát này trịnh mở vũ trong miệng đường ca tự nhiên là bắc vân thành trịnh gia thiếu chủ trịnh vũ rồi. Lý Trung cũng gật đầu nói, trịnh nhị gia, nhị thiếu gia nói không sai, tưởng vân đình nữ nhân này trực tiếp giết cũng có thể tiếc, nữ nhân này tại bắc vân thành bên trong nhưng ngạo cực kỳ, sau đó chúng ta làm cho nàng nếm thử bay lên vân tiêu tư vị. Đứng sau lưng diệp thần phong tưởng vân đình, người nghe trịnh mở vũ cùng Lý Trung ô ngôn ủy ngữ sau, sắc mặt của nàng là hoàn toàn lạnh xuống. Người biết tại loại này chu vi không có người khác địa phương, người coi như là công khai thân phận của mình, e sợ cũng chỉ có thể càng thêm để Trịnh Nguyên thành bọn hắn yếu giết người diệt khẩu. Thế là, tưởng Vân Đình chỉ là đem chính mình màu đỏ roi nắm trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh một trận. Triệu Hồng Lực cũng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra của mình màu trắng búa lớn, mà Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao sông hai người này, bọn hắn cũng dồn dập lấy ra một cái tinh cương kiếm. Mở vũ, tâm nguyện của các ngươi, ta sẽ thỏa mãn, tiểu tử này do ta tới đối phó, hai người các ngươi đối phó triệu hồng lực bọn bốn người cũng không có vấn đề chứ. Bọn hắn bốn người này đều có thương tích trong người, Trịnh Nguyên Thành nói ra. Tại tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, chỉ thấy trong tay không có bất kỳ vũ khí Trịnh Nguyên Thành, hắn lần nữa hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Hai người liên tiếp giao thủ, Diệp Thần Phong tại không sử dụng hàn băng kiếm ý dưới tình huống Hắn là vững vàng được Trịnh Nguyên Thành cho đè lại, hai người chiến chiến, thân ảnh của bọn họ liền lướt vào một bên trong rừng, biến mất ở Triệu Hồng Lực các loại tầm mắt của người bên trong. Cái này cũng là Diệp Thần Phong cố ý hành động, hắn muốn giết chết hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ Trịnh Nguyên Thành, nói không chắc muốn dùng đến thanh viêm, Diệp Thần Phong cũng không muốn để bất kỳ biết hắn nắm giữ thiên địa chi hỏa, coi như là Triệu Hồng Lực mấy người cũng không được, tại trên loại chuyện này, Diệp Thần Phong nhất định muốn cẩn thận. Mà ở Diệp Thần Phong cùng Trịnh Nguyên thành thân ảnh lách vào trong rừng sau, Lý Trung cười lạnh nói thế nào? Các ngươi chả đều muốn động thủ sao? Nếu như ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta nói không chắc vẫn có thể cho các ngươi thoải mái một chút. Thấy Triệu Hồng Lực cùng tưởng Vân Đình đám người lo lắng nhìn chằm chằm bên cạnh Lâm Tử, không có đem lời của hắn nghe vào trong lỗ tai, Lý Trung trong lòng khí phải không đánh một chỗ đến, nói ra, ngươi chả nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ còn chờ mong phát sinh kỳ tích sao? Tiểu tử kia là chết chắc. Chương 1297, vũng hố chính là ngươi. Trong rừng, cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong cùng trong tay không có vật gì Trịnh Nguyên thành mặt đối mặt đứng đấy, bởi Hắc Huyền giáp cùng Hắc Huyền kiếm áp chế, Diệp Thần Phong độ bén nhạy cùng độ là thật to giảm bớt, từ vừa nãy ở bên ngoài đánh tới trong rừng này, Diệp Thần Phong được ép yếu không thở nổi, điều này cũng đầy đủ khiến hắn biết mình thực lực không đủ. Cho nên, Diệp Thần Phong không có ý định lập tức dùng thanh viêm giết Trịnh Nguyên Thành rồi, hắn vừa vặn nắm Trịnh Nguyên Thành đến luyện tay nghề một chút, hắn muốn nhìn một chút không sử dụng chiến kỹ dưới tình huống, lấy hắn tình huống bây giờ có thể tại Trịnh Nguyên Thành trong tay chống đến một bước nào. Đứng cách Diệp Thần Phong xa 30 mét Trịnh Nguyên Thành, đi ngang qua lần này sau khi giao thủ, trong lòng của hắn cũng một trận ngạc nhiên, hắn xuất hiện diệp thần phong thực lực yếu so với bình thường thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Nếu như thực lực của hắn chỉ có hợp biển cảnh nhất trọng thiên lời nói, hôm nay hay là còn thật sự sẽ ngã tại diệp thần phong trong tay rồi. Đây là diệp thần phong ăn mặc hắc huyền giáp cùng cầm trong tay hắc huyền kiếm trạng thái. Nếu như hắn bỏ đi hắc huyền giáp, thả xuống hắc huyền kiếm, đoán chừng thực lực của hắn còn muốn tăng cường không ít. Bởi vậy có thể thấy được này hơn 20 ngày, Diệp Thần Phong bởi vì hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm, thực lực của hắn đúng là tiến bộ không ít. Toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người Trịnh Nguyên Thành, khóe miệng hắn lộ ra một vệt hung tàn nụ cười, nói ra tiểu tử, người cho là mình thật sự có thể vượt qua ta sao. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái người đắc tội người không nên đắc tội, nếu như ngươi đem trong tay kiếm lớn màu đen ngoan ngoãn giao cho ta, như vậy ta có thể cho ngươi một cái tự mình kết thúc cơ hội. Diệp Thần Phong khuôn mặt lộ ra một vệt cuồng ngạo vẻ mặt quát lên thích thì chiến người cho là mình là cái thá gì người đã trong tay không có vũ khí như vậy ta cũng không chiếm người cái tiện nghi này ầm um, một tiếng Diệp Thần Phong trong tay phải hắc mang lóe lên hắc huyền kiếm trực tiếp cắm ở bên trái cách đó không xa trong lòng đất rồi Trịnh Nguyên Thành thấy thế trên mặt hắn tránh qua một vệt ngươi là ngu ngốc vẻ mặt dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong hoàn toàn chỉ là một cái không biết sống chết tiểu tử mà thôi, dĩ nhiên ở vào thời điểm này trả thả xuống vũ khí của mình. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười gần, nói ra tiểu tử, ta rất bội phục ngươi loại tinh thần này, nhưng ngươi không biết ngươi loại hành vi này phi thường ngu xuẩn sao. Cái này màu đen trọng kiếm ta nhận. Trịnh Nguyên Thành trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh vận chuyển, dưới bàn chân tránh qua một đạo ánh sáng màu trắng thân ảnh của hắn nhanh hướng về cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm lao đi rồi, đưa hắn hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ, có thể vung đi ra ngoài độ là vung tới cực hạn. Diệp thần phong khóe miệng không tự chủ hiện lên một vệt trào phúng. Bất quá, miệng hắn bên trong vẫn là nói, người này vô sỉ lão cẩu, ta và người công bằng giao thủ, người lại dám đùa nghịch suất như vậy trò gian đến. Tại Diệp Thần Phong trong miệng giết gào thời điểm, Trịnh Nguyên Thành đã đi tới Hắc Huyền Kiếm bên cạnh rồi. Hắn cười lạnh nói: "Tiểu tử, gừng càng già càng cay, tại ngươi trước khi chết ta dạy cho ngươi học một lớp, cái này kiếm lớn màu đen liền tính là học phí rồi, e sợ tại toàn bộ địa huyền giới, như ngươi loại này cùng địch nhân ở giao thủ thời điểm, vì cái gọi là công bằng, sẽ chủ động thả xuống vũ khí mình. Cũng chỉ có ngươi một người." Nói xong, Trịnh Nguyên Thành tâm tình không tệ bắt đầu cười lớn, "Ha ha ha." "Tiểu tử" nói được hiểu rõ một chút, người chính là địa huyền giới lớn thứ nhất ngớ ngẩn, cái này kiếm lớn màu đen sau này sẽ là của ta. Trịnh Nguyên Thành bàn tay phải nắm chặt rồi hắc huyền kiếm chui kiếm, đột nhiên đem hắc huyền kiếm từ trong lòng đất rút lên, mà khi hắn đem hắc huyền kiếm cầm trong tay thời điểm, hắn là sắc mặt kịch biến, hắn chỉ cảm thấy cái này hắc huyền kiếm trầm trọng vô cùng, hơn nữa cái này hắc huyền kiếm lại vẫn đem trong cơ thể hắn linh khí cho áp chế một phần, khiến hắn cả người có loại buồn bực khó chịu. Ầm, um, ầm, um, hai tiếng. Trịnh Nguyên thành hai cái chân nhỏ trong nháy mắt lâm vào trong lòng đất, hơn nữa Trịnh Nguyên thành căn bản vô pháp khống chế Song Hắc Huyền Kiếm, thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục hướng về trong lòng đất hãm đi xuống. Hiện tại hắn đã không lo được đi suy nghĩ thanh kiếm này cổ quái, hắn vội vàng đem Hắc Huyền Kiếm cho ném đi ra ngoài, nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy nhất cổ nguy hiểm đang áp sát. Trịnh Nguyên thành vội vàng nhìn hướng Diệp Thần Phong phương hướng chỉ thấy Diệp Thần Phong trong tay cầm một cái trường kiếm màu xám, bóng người đã yếu đến trước mặt hắn rồi, trường kiếm màu xám ép thẳng tới cổ của hắn. Hai cái chân nhỏ hãm vào trong lòng đất Trịnh Nguyên Thành, hắn khuôn mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh hoàng, trong cơ thể linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạt, thậm chí là ra hắn gánh nặng của thân thể rồi, hắn hai cái chân nhỏ đột nhiên từ trong lòng đất rút ra, thân thể nhanh một bên Diệp thần phong trong tay trường kiếm màu xám chỉ là miễn cưỡng từ trịnh nguyên thành cổ mặt bên xẹt qua. Trịnh nguyên thành dưới chân bước chân gấp vội vàng lui về phía sau chừng 10 bước, trên mặt vẻ mặt âm trầm cực kỳ, phốc. Một tiếng, từ trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, vừa nãy trịnh nguyên thành có thể nói là triệt để gánh nặng, mới kích động ra tiềm năng của mình tới, có thể nói hắn là mình đem mình bước thành nội thương. Trịnh nguyên thành cổ mặt bên cũng xuất hiện vết máu hắn không khỏi sờ sờ vết thương trên cổ, đang nhìn đến trên bàn tay tiên huyết, hồi tưởng lại vừa vặn suýt chút nữa một kiếm chết ở Diệp Thần Phong trong tay sau, hắn là hoàn toàn bạo nộ rồi, hắn khàn cả giọng quát lên, tiểu tử, ngươi lại dám hố ta. Cầm trong tay trường kiếm màu xám Diệp Thần Phong, hắn tùy ý nhún nhún vai, nói ra ta có gải ngươi sao? Ta là muốn cùng ngươi công bằng giao thủ tới, là chính ngươi một mực yếu hướng về trong hầm nhảy, thật không biết có phải hay không là đầu ngươi có vấn đề. Như vậy cũng coi như là ta cho ngươi học một khóa, về sau không muốn phải nhìn những người khác vũ khí liền đi kiếm, nói không chắc sẽ trực tiếp làm mất đi một cái mạng. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời, cho nên ngươi cũng không tồn tại sau đó, nhìn xem ngươi cũng là lão đại người không nhỏ, hiện tại ngươi hẳn phải biết ngươi ta trong lúc đó, ai mới là ngớ ngẩn. Ai mới ngu xuẩn nhất đi nha. Vừa vặn Trịnh Nguyên Thành chào phúng Diệp Thần Phong lời nói, trước mắt được Diệp Thần Phong cho toàn bộ phản kích trở về, hơn nữa Trịnh Nguyên Thành trả đích thật là suýt chút nữa đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, hắn mũi cùng trong miệng hô hấp trở nên hơi trở nên rồn rập, trong miệng tức giận nói ra tiểu tử, được, rất tốt, người rất tốt ha ha. Trịnh Nguyên Thành vai run lên, linh khí nồng nặc từ trên người hắn phân tán mà ra, y phục trên người hắn nhất thời hóa thành vải vụn từng khối từng khối giải rác ở trên mặt đất. Trịnh Nguyên Thành trong cơ thể linh khí đang không ngừng hướng về làn da của hắn hội tụ, rất nhanh làn da của hắn liền biến thành một loại màu xám cho. Mình đồng da sắt, này chính là Trịnh Nguyên Thành nắm giữ một môn phòng ngự chiến kỹ, này mình đồng da sắt là hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ, tu luyện cái môn này chiến kỹ người, có thể làm cho da thịt cùng xương đều trở nên càng cứng rắn hơn, có thể nói nếu như gặp phải cùng đẳng cấp người tu luyện, vậy công kích là căn bản là không đả thương được tu luyện mình đồng ra sắt người. Trịnh Nguyên Thành đã đem mình đồng ra sắt tu luyện đến Đại Thành, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh Phong, cho dù Diệp Thần Phong nắm giữ huyền cấp chiến kỹ, Diệp Thần Phong cần phải cũng không phá ra được hắn tầng này phòng ngự. Tiểu tử, kế tiếp ta ngược lại muốn xem xem người trả làm sao hung hăng. Thi triển ra mình đồng ra sắt Trịnh Nguyên Thành, hắn là lòng tự tin bành trướng. Mà Diệp Thần Phong nhưng là nhíu nhíu mày, dưới chân bước chân hơi động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Nguyên Thành trước mặt, một kiếm hướng về Trịnh Nguyên Thành ngực tìm tới, này Trịnh Nguyên Thành dĩ nhiên là không trốn không né, chỉ nghe keng. Một tiếng, Diệp Thần Phong trong tay trường kiếm màu xám không có cắt ra Trịnh Nguyên Thành ra thịt, trái lại truyền ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lập tức lui về phía sau ba bước, mà Trịnh Nguyên Thành đối với mình chiêu này mình đồng ra sắt càng thêm có tự tin rồi, trong miệng nói ra tiểu tử, người trở lại công kích ha hát. Nếu như ta tránh né một cái lời nói, như vậy ta liền theo họ ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nhìn thấy lòng tự tin bành trướng Trịnh Nguyên Thành, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, trong tay hắn trường kiếm màu xám lần thứ hai hướng về Trịnh Nguyên Thành vung tới rồi, tại vung ra trường kiếm màu xám nháy mắt, thân kiếm trong nháy mắt được nhất cổ lạnh lẽo cho bao trùm rồi, một đạo dài 2 mét kiếm khí nhanh hướng về Trịnh Nguyên Thành tập kích tới. Bạch, một tiếng. Bởi Diệp Thần Phong thi triển hàn băng kiếm ý độ quá nhanh rồi, cho tới Trịnh Nguyên Thành cảm giác được không đúng thời điểm, đây đã là không còn kịp rồi, thân thể của hắn chỉ là nhanh trách một cái, tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng hắn toàn bộ cánh tay trái lại không nghi ngờ chút nào thoát ly thân thể của mình. Trịnh Nguyên Thành trên mặt là vừa sợ sợ lại phẫn nộ, nếu là hắn không nhìn lầm, vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển là kiếm ý, nếu như Diệp Thần Phong vừa bắt đầu liền thi triển kiếm ý, Trịnh Nguyên Thành nhất định sẽ toàn lực ứng phó, lấy hắn và Diệp Thần Phong ở giữa thực lực tranh lệch, Diệp Thần Phong dựa vào kiếm ý chả không cách nào thương tổn được hắn. Nhưng Diệp Thần Phong một mực trước tiên yếu thế một chiêu, này làm cho Trịnh Nguyên Thành cảm giác mình lại nhảy vào Diệp Thần Phong đào hầm bên trong cầm trong tay trường kiếm màu xám Diệp Thần Phong, hắn cười nói, làm sao? Phải hay không lại muốn nói ta hại ngươi? Hôm nay ta còn vũng hố chính là ngươi rồi. chương 1298, không, cái này không thể nào. Bả vai trái chỗ gãy chân tiên huyết tuôn ra, Trịnh Nguyên Thành lập tức phong bế huyệt đạo của chính mình, lúc này mới đem tiên huyết từ từ đã ngừng lại. Trịnh Nguyên Thành nhìn trên mặt đất của mình toàn bộ cánh tay trái, cùng với bả vai trái nơi không ngừng truyền tới đau nhức, miệng hắn trong răng trên răng dưới răng thật chặt kẹp lại, từ trong miệng hắn truyền ra chít lạc, chít lạc thanh âm, hắn thật không nghĩ tới đã biết lần lại đang lật thuyền trong mương. Mất đi toàn bộ cánh tay trái thống khổ, để Trịnh Nguyên thành lâm vào một loại điên cuồng tâm tình bên trong, trên mặt hắn biểu lộ trở nên dữ tợn cực kỳ, trên trán bạo khởi tráng kiện gân xanh, răng cắn nghiến răng nói tiểu tử, người thật là ngoan độc độc, dám phế bỏ ta một cái cánh tay trái, ta muốn nắm tứ chi của ngươi đến bồi thường. Diệp thần phong cảm thấy Trịnh Nguyên Thành lời nói buồn cười cực kỳ, hắn bình thản nói ra ta độc ác. Vừa vặn như là ngươi muốn giết ta chứ, chẳng lẽ ta đứng tại chỗ cho ngươi giết sao, xem ra đầu ngươi còn thật sự có vấn đề. Trịnh Nguyên Thành khóe mắt kinh hoàng, hắn lên cơn giận dữ quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ hiếm thấy kiếm ý, ngươi là có thể ở trước mặt ta không chút kiêng kỵ. Hôm nay người cái mạng này ta chắc chắn phải có được. Mất đi một cái cánh tay trái trịnh nguyên thành, trong cơ thể hắn bỗng nhiên đem hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế tiêu thăng đến cực hạn, cả cánh tay phải cánh tay hướng phía trước tìm tòi, bàn tay phải đột nhiên hướng về diệp thần phong phương hướng vỗ một cái, nứt toác trưởng. Từng luồng từng luồng áp xúc lên kinh khí, từ trịnh nguyên thành trong bàn tay bắn ra, này nứt toác trưởng chính là huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ. Diệp Thần phong mơ hồ có loại dự cảm cực kỳ bất hảo, dưới chân hắn bước chân lập tức hướng về bên phải ngoáng tới, mạo hiểm tránh thoát Trịnh nguyên thành một chiêu này nứt toác trường. Ầm, một tiếng. Nứt toác trong lòng bàn tay bắn ra từng luồng từng luồng kinh khí, vọt thẳng đánh vào một gốc đại thụ che trời bên trên, khởi điểm này khỏa đại thụ che trời chỉ là lay động một cái, nhưng 5 giây sau lại là ầm. Một tiếng, toàn bộ đại thụ che trời trong nháy mắt ở trong không khí hóa thành vô số vụn gỗ. Này nước toác trưởng, Trịnh Nguyên Thành đã tu luyện 15 năm rồi, có thể nói hắn đã đem nước toác trưởng tu luyện lô hỏa thuần thanh thậm chí có thể nói một chiêu này nước toác trưởng chính là là của hắn ép đáy hòm tuyệt chiêu. Tiểu tử, lẽ nào ngươi chỉ biết tránh né sao? Ta xem ngươi kế tiếp vẫn có thể trốn tới khi nào. Trịnh Nguyên Thành trong miệng là liên tục cười lạnh. Mà Diệp Thần Phong đang nhìn đến chiêu này nước toác trưởng power sau hắn biết lấy chính hắn thực lực hôm nay cho dù sử dụng tới hàn băng kiếm ý chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được nứt toác trưởng được rồi. Bây giờ cũng chỉ có Long Tường Cửu Thiên một chiêu này mới miễn cưỡng có thể cùng Trịnh Nguyên thành nứt toác trưởng phân cao thấp rồi. Này ngược lại cũng không phải nói Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý liên khu khu huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ cũng so không hơn, chỉ là Diệp Thần Phong cùng Trịnh Nguyên thành ở giữa thực lực tranh lệch đặt tại đó. Nếu như Diệp Thần Phong cũng có hợp biển cảnh nhị trọng thiên thực lực, như vậy mặc kệ Trịnh Nguyên Thành sử dụng tới nước toác trưởng vẫn là những chiêu thức khác hắn chắc chắn chỉ dựa vào một chiêu hàn băng kiếm ý liền đem Trịnh Nguyên Thành cho miểu sát. Tại Diệp Thần Phong trong đầu vi vi suy tư thời khắc, chỉ thấy cái kia Trịnh Nguyên Thành lại một trưởng hướng về Diệp Thần Phong phương hướng đập đi qua, trong miệng khinh thường quát lên, tiểu tử, người có bản lĩnh chớ né mở, bằng không ngươi chính là chỉ con rùa đen rút đầu, cảm thụ từng luồng từng luồng bá đạo vô cùng kinh khí hướng về chính mình kéo tới, Diệp Thần Phong con mắt trở nên ngưng trọng lên, trong tay trường kiếm màu xám một phen, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên thân kiếm chợt lóe lên, tiếp lấy, chỉnh thanh trường kiếm màu xám trong nháy mắt được sương mù màu trắng cho bao phủ lại rồi. Cách đó không xa Trịnh Nguyên Thành, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thật không có lại tránh né, trên mặt hắn nụ cười dữ tợn là càng thêm thịnh vượng, quát lên, tiểu tử, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy. Nhưng mà, tại Trịnh Nguyên Thành vừa dứt lời thời khắc, một đạo thanh thúy tiếng rồng ngâm từ Diệp Thần Phong trường kiếm màu xám bên trên truyền ra, này làm cho Trịnh Nguyên Thành hơi nhướng mày, nụ cười trên mặt giảm bớt xuống. Long tường cửu thiên, chỉ thấy Diệp Thần Phong trong tay phải trường kiếm màu xám nhẹ nhàng vung lên, một cái màu trắng cự long đột nhiên từ trong thân kiếm nhảy ra hướng về cái kia từng luồng từng luồng bá đạo vô cùng kinh khí bay lượn mà đi rồi. Màu trắng cự long bỗng nhiên đem từng luồng từng luồng kinh khí quấn vào thân thể của mình bên trong, mặc cho tại bên trong thân thể của nó khắp nơi tứ ngược. Ước chừng sau một phút, từng luồng từng luồng kinh khí toàn bộ tiêu hao hết tất rồi, mà đồng thời màu trắng cự long cũng đã biến mất, diệp thần phong cùng trịnh nguyên thành một chiêu này dĩ nhiên đánh thành hòa nhau. Trịnh Nguyên Thành nhìn thấy của mình nứt toác trưởng được chống đỡ cản lại, trên mặt hắn ngoại trừ giữ tợn ở ngoài, càng là nhiều hơn một vệt hoàn toàn sợ hãi, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong vừa vặn một chiêu kia, chính là kiếm ý cùng chiến kỹ dung hợp kết quả, hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong Thiên Phú tại sao lại yêu nghiệt như thế. Dĩ nhiên đem kiếm ý cùng chiến kỹ đều dung hợp được rồi. Mất đi một cái cánh tay trái Trịnh Nguyên Thành, hắn biết mình hôm nay là không làm gì được Diệp Thần Phong rồi nếu như hắn vừa vặn không có bị Diệp Thần Phong vũng hú mất một cái cánh tay trái, như vậy cho dù Diệp Thần Phong thi triển ra vừa vặn long tường cửu thiên, hắn vẫn cứ chắc chắn chiến thắng Diệp Thần Phong. Nhưng hôm nay hắn cánh tay trái không còn, Trịnh Nguyên Thành chiến lực là thật to giảm xuống, sẽ cùng Diệp Thần Phong tiếp tục đánh là phi thường không lựa chọn sáng suốt, cho nên Trịnh Nguyên Thành đè lên lửa giận, nói ra tiểu tử, hôm nay ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, không bằng chúng ta làm chuyện gì đều không có phát sinh, ngươi thấy thế nào? Ta xem không ra sao, Diệp Thần Phong không có gì là hồi đáp, hắn biết chị Nguyên Thành nói chính là sự thực, bất quá, hắn bên trong đan điển thanh viêm vẫn không có sử dụng đây. Diệp Thần Phong nhưng sẽ không bỏ qua cho chính mình bất kỳ một địch nhân nào. Chị Nguyên Thành không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp cự tuyệt, này làm cho lửa giận của hắn là sông thẳng cái chán, Hắn nhất thời cũng bất cứ giá nào, tiểu tử, hôm nay ta liều mạng với ngươi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có bao nhiêu khả năng của. Xuất tiếng, Trịnh Nguyên Thành liền hướng về Diệp Thần Phong lần thứ hai lao đi rồi, Diệp Thần Phong ý thức tiến vào bên trong đan điền của mình, vi vi một dẫn dắt, thanh viêm liền xuất hiện tại bàn tay phải của hắn bên trên, tại trong bàn tay của hắn hóa thành một đóa ngọn lửa màu xanh. Hỏa hệ công pháp Ngươi cho rằng dựa vào hỏa hệ công pháp tu luyện ra được hỏa diễm, ngươi là có thể chiến thắng ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi." Trịnh Nguyên Thành đang nhìn đến Diệp Thần Phong trong bàn tay ngọn lửa màu xanh sau, hắn là không thèm để ý chút nào nói ra, dưới cái nhìn của hắn hỏa hệ công pháp tu luyện ra được hỏa diễm, vẫn không có vừa vặn một chiêu kia Long tường cửu thiên uy lực lớn. Diệp Thần Phong trên mặt là mặt không hề cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thanh viêm liền hướng Trịnh Nguyên Thành đánh tới rồi. Vừa mới bắt đầu chị Nguyên Thành vẫn không có cảm nhận được thanh viêm cái kia đáng sợ nhiệt độ, thẳng đến thanh viêm cách hắn càng ngày càng gần, hắn ở trong lòng mới sinh ra một sự bất an, dưới chân bước chân dừng lại, bản nam muốn đi né tránh thanh viêm. Mà thanh viêm lại lập tức hóa thành hơn 10 cái thanh sắc hỏa diễm, này hơn 10 cái thanh sắc hỏa diễm đem chị Nguyên Thành cho vây lại rồi, để chị Nguyên Thành là không có chỗ tránh né, này hơn 10 cái thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt một mạch dán lên chị Nguyên Thành thân thể. Oanh. Một tiếng, màu xanh ánh lửa đại thịnh, này hơn 10 cái thanh sắc hỏa diễm chuyển hóa lửa cháy hừng hực. Được thanh viêm cho thiêu đốt là Trịnh Nguyên Thành, cho dù trong cơ thể hắn đem hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ linh khí tăng lên tới cao nhất, nhưng hắn vẫn là cảm giác tại ngọn lửa màu xanh này thiêu đốt dưới, thân thể của hắn tại bắt đầu chậm rãi đã hòa tan, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Không, cái này không thể nào, lẽ nào Lẽ nào đây là trong truyền thuyết Thiên Địa Chi Hỏa? Trịnh Nguyên Thành lâm vào thống khổ trong cơn điên cuồng. Nhìn thấy đứng ở đằng xa thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, Trịnh Nguyên Thành đột nhiên cảm giác mình chỉ là cái khiêu lương tiểu sử, hắn hầu như có thể khẳng định ngọn lửa màu xanh này là trong truyền thuyết Thiên Địa Chi Hỏa rồi. Nếu như Diệp Thần Phong vừa bắt đầu liền lấy ra thanh viêm đến, e sợ Trịnh Nguyên Thành sớm đã bị chết, cho nên theo Trịnh Nguyên Thành, từ đầu tới cuối, cuộc chiến đấu này diệp thần phong đều nắm chắc tại lòng bàn tay bên trong bất kể như thế nào cuối cùng chết trước sau sẽ chỉ là hắn hắn cảm giác được diệp thần phong đùa bớn hơn nữa là tại cuối cùng trước khi chết thời khắc này hắn mới biết cc 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 tế vi tiếng vang không ngừng từ hừng hực tất thiêu đốt ngọn lửa màu xanh bên trong truyền ra, mà hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ trịnh nguyên thành hắn tại giữ vững được không tới một phút Thân thể của hắn liền trong nháy mắt được thanh viêm cắn nuốt mất rồi, hóa thành một đống màu đen cho tàn. Tại trước khi chết thời khắc cuối cùng, Trịnh Nguyên Thành đứt quãng nói rồi một câu nói như vậy, "Bé trai, ngươi, ngươi không cần quá đắc ý, Bắc Vân Thành Trịnh gia sẽ không tha, bỏ qua ngươi." Chương 1299, chuyện gì thế này? Diệp Thần phong đối với Trịnh Nguyên Thành trước khi chết uy hiếp là thờ ơ không động lòng, bàn tay phải của hắn một phen cái kia cháy hừng hực thanh viêm, trong nháy mắt co lại chút thành tựu to bằng bàn tay, bay vào Diệp Thần Phong trong bàn tay. Diệp Thần Phong bàn tay vi vi nắm chặt nhanh, đợi được lần nữa buông ra thời điểm, thanh viêm đã biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn rồi. Diệp Thần Phong đối ở thiên địa chi hỏa thanh viêm power chả là vô cùng hài lòng, này làm cho hắn càng thêm quyết định. Về sau muốn đi tìm tìm một ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cho thanh viêm cắn nuốt. Diệp thần phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, trường kiếm màu xám lập tức bị bắt vào trong nhẫn, sau đó, hắn lại đem cách đó không xa hắc huyền kiếm lấy vào tay bên trong, hắn liền hướng lâm tử bên ngoài đi đến, trước mắt trịnh Nguyên Thành đã được giải quyết, phía ngoài Lý Trung cùng trịnh mở vũ, một cái thực lực tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, một cái thực lực tại thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, hai người này đối với Diệp thần phong tới nói căn bản không đáng sợ rồi. Lâm tử bên ngoài, Tưởng Vân Đình đám người và Lý Trung đám người, bọn hắn chậm chạp cũng không hề động thủ, Tưởng Vân Đình đám người bên trong, thực lực cao nhất cũng chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, bọn hắn biết mình căn bản sẽ không là Lý Trung cùng trịnh mở vũ đối thủ, lại nói bọn hắn tại hỏa viêm bên trong động bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, giờ khắc này, bọn hắn lo lắng nhất chính là tiến vào lâm tử diệp thần phong rồi lý trung khi nghe đến trong rừng động tính hoàn toàn không còn sau đó trên mặt hắn hiện lên một vệt tiểu nhân đắc chí nụ cười nói ra xem ra trịnh nhị gia đã đem cái kia không biết sống chết tiểu tử giết đi nhị thiếu gia kế tiếp chúng ta cũng phải hoạt động một chút gân cốt lý trung rồi hướng bên cạnh trịnh mở vũ nói ra tưởng vân đình cùng triệu hồng lực bọn bốn người bọn hắn từng cái là dồn dập nhíu chặt mày bọn hắn biết có lý trung cùng trịnh mở vũ tại bọn hắn căn bản vô pháp tiến vào trong rừng đi viện trợ Diệp Thần Phong, giờ khác này trong rừng động tĩnh đột nhiên biến mất rồi, này làm cho tưởng vân đình đám người dồn dập tăng nhanh tim đập, dưới cái nhìn của bọn họ hay là Diệp Thần Phong rất khó chiến thắng Trịnh Nguyên Thành, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là ôm một tia hy vọng không vì cái gì khác, chỉ vì Diệp Thần Phong tại hỏa viêm bên trong động liên tục sáng tạo ra mấy lần kỳ tích. Lý Trung nhìn thấy tưởng Vân Đình đám người chả đang ngó chừng lâm tử xem hắn khinh thường cười lạnh nói, các ngươi cho tới bây giờ còn không hết hy vọng. Lẽ nào các ngươi chả sẽ cho rằng tiểu tử kia đem trịnh nhị ra giết đi sao? Các ngươi từng cái bớt ở chỗ này ý nghĩ kỳ lạ rồi. Trịnh mở vũ cũng ngỉnh đầu nói ra, tưởng Vân Đình, nếu như ngươi nguyện ý ngoan ngoán hầu hạ chúng ta, đồng thời đem chúng ta cho hầu hạ thư thái như vậy sau đó ngươi và ngươi những người bạn này đều có thể chết thống khoái đi, bằng không ta có chính là biện pháp để cho các ngươi tại nhận hết vô số thống khổ sau, lại đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương ra." Trịnh Mở Vũ nói tận hứng, nhưng Tưởng Vân Đình đám người căn bản không có để ý tới ý của hắn, Tưởng Vân Đình đám người ánh mắt như thường là nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Tử, này làm cho Trịnh Mở Vũ là hoàn toàn tức giận điên rồi, "Tưởng Vân Đình, các ngươi khiến cho rõ ràng bây giờ tình hình sao? Nếu như tiểu tử kia có thể tổn thương được cha của ta, Ta Trịnh Mở Vũ hôm nay liền chính mình cắt cổ tự sát. Rất xin lỗi, như vậy ngươi bây giờ có thể tự sát. Từng bước từng bước từ trong rừng đi ra Diệp Thần Phong, hắn vừa vặn nghe được Trịnh Mở Vũ theo như lời nói, khóe miệng hắn vi vi dương lên nói. Lý Trung cùng Trịnh Mở Vũ nhìn thấy cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong từ trong rừng chạy ra, này để hai người bọn họ không khỏi trợn to hai mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần Phong hẳn không phải là đã đến Diêm Vương điện đi tới báo cáo sao? Hắn làm sao có khả năng từ trong rừng sống sót mà đi ra ngoài? Mà Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong bình an vô sự sau, bọn hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống, tuy rằng bọn hắn hy vọng Diệp Thần Phong sống mà đi ra lâm tử, nhưng Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực mà Diệp Thần Phong đối thủ nhưng có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thắng tính phi thường thấp. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong đi ra lâm tử, Trịnh Nguyên Thành cũng chưa đi xuất lâm tử, này đã nói lên Trịnh Nguyên Thành đã chết tại Diệp Thần Phong trong tay rồi, này làm cho Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người trong con ngươi lần nữa được khiếp sợ lấp đầy, bọn hắn không khỏi nghi hoặc Diệp Thần Phong sức chiến đấu đến cùng có cỡ nào cường hãn lại đang thông linh cảnh ngũ trọng thiên là có thể giết hợp biển cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Lần này Diệp Thần Phong cùng hợp biển cảnh nhị trọng thiên chung kỳ Trịnh Nguyên Thành đối chiến, nếu không phải hắn đem Trịnh Nguyên Thành một cánh tay cho vũng hố rơi mất, nếu không phải trong cơ thể hắn có ngày địa chi hỏa thanh viêm, hôm nay cuộc chiến đấu này đối Diệp Thần Phong tới nói, có lẽ sẽ diễn biến thành một hồi cuộc chiến sinh tử rồi. Nhìn xem thong dòng bình tĩnh đi ra lâm tử Diệp Thần Phong, Lý Trung trong cổ họng trật vật nuốt một ngụm nước bọt, nói ra tiểu tử, ngươi, ngươi làm sao có khả năng từ trong rừng sống sót mà đi ra ngoài. Trịnh nhị ra đâu này, hắn ở đâu? Cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái địa, bóng người nhanh chóng hướng về Lý Trung cùng trịnh mở vũ lướt tới, lạnh nói ta nghĩ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ dưới đất đoàn tụ. Thân là con trai của trịnh Nguyên thành trịnh mở vũ, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn không ngừng lắc đầu, quát lên, tiểu tử, người bớt ở chỗ này chuyện giật gân rồi, bằng ngươi chó này dám thực lực, người căn bản không thể nào là phụ thân ta đối thủ. Trịnh mở vũ bởi vì trịnh nguyên thành sự tình, đầu hắn nóng lên, dưới chân bước chân vội vã bước ra thật nhiều bước, nhìn xem hướng về bên này lướt tới Diệp Thần Phong, hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong ngực đâm tới, tiểu tử, liền để ta trịnh mở vũ đến kết thúc tính mạng của ngươi nay Trịnh Mở Vũ hoàn toàn là hôn mê đầu, chỉ từ thực lực đẳng cấp tới nói, Diệp Thần Phong liền vượt trên hắn một cái đại tầng thứ, càng bị nói Diệp Thần Phong chân thực sức chiến đấu cần phải vượt xa khỏi thực lực của bản thân rồi. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn một bước thác khai Trịnh Mở Vũ trường kiếm trong tay, thân thể trong nháy mắt áp sát Trịnh Mở Vũ. Mà Trịnh Mở Vũ đang nhìn đến tới gần mình Diệp Thần Phong sau, Hắn này mới nhớ tới Diệp Thần Phong có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực đây. Khuôn mặt lộ ra hoang mang cùng thần sắc sợ hãi đến, muốn lui về phía sau tránh né, nhưng Diệp Thần Phong sẽ để cho hắn được vại nguyện sao? Vù vù, vù vù, vù vù. Chỉ thấy Diệp Thần Phong phải cầm trong tay hắc huyền kiếm, mãnh liệt mà lại nhanh chóng hướng về Trịnh Mở Vũ thân thể đập tới, ở trong không khí tạo thành từng đạo tiếng rít hơn nữa từ hắc huyền kiếm trên thân kiếm còn mơ hồ bốn tràn ra linh khí nồng nặc đến diệp thần phong đem trong cơ thể mình linh khí là rót vào đã đến hắc huyền kiếm bên trong ầm uhm, một tiếng trịnh mở vũ không nghi ngờ chút nào được hắc huyền kiếm thân kiếm khổng lồ cho đập chúng rồi cả người hắn giống như một chỉ bao tải bình thường bay ngược ra ngoài trong miệng là tiên huyết phun mạnh co quắp mà ngã trên mặt đất hai lần sau đó hắn liền hoàn toàn không có động tính. Một bên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh Phong Lý Trung, hắn nhìn thấy Trịnh Mở Vũ được Diệp Thần Phong cho tiện tay giải quyết xong, hắn biết sau đó phải đến phiên chính mình rồi. Hắn lần trước sử dụng độn địa phù chỉ có một tấm, chính là tấm kia độn địa phù cũng là hắn một lần tình cờ phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới lấy được. Trước mắt vì mạng sống, hắn chỉ có chạy trốn, hắn đem trong gân mạch linh khí dòng sông là vận chuyển tới cực hạn. Diệp Thần Phong nhìn xem trốn chạy Lý Trung, hắn đem trong tay phải hắc huyền kiếm nhanh chóng ném một cái, hắc huyền kiếm lập tức đuổi kịp Lý Trung tốc độ, xì si xì. Si. Một tiếng, hắc huyền kiếm trực tiếp xuyên thấu Lý Trung lồng ngực, Lý Trung khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết đến, mắt mở thật to, trong con người sinh cơ tại từng điểm từng điểm biến mất, thẳng đến cuối cùng thân thể chậm rãi hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Mà ở Diệp Thần Phong đem Trịnh Nguyên Thành, Trịnh mở vũ cùng Lý Trung giết chết thời điểm. Bắc Vân thành Trịnh gia đại trong nhà. phàm là Trịnh gia dòng chính thành viên, tại vừa ra đời thời điểm, gia tộc đều sẽ cho mỗi người chế tác một khối bản mệnh ngọc bài, những này ngọc bài bình thường đều đặt ở Trịnh gia trong từ đường, một khi có ai bản mệnh ngọc bài nổ tung rồi, điều này cũng làm cho chứng minh rồi người kia là chết. Âm, um, ầm, um, hai tiếng. Mà ở mấy phút đồng hồ trước đó, trong từ đường Trịnh Nguyên thành cùng Trịnh Mở Vũ bản mệnh ngọc bài dĩ nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung rồi, trong chấp nhoáng này đã kinh động trịnh gia từ trên xuống dưới, liền ngay cả một mực đang bế quan trịnh gia lão tổ trịnh hải phú cũng vì này sớm xuất quan. Phàm là trịnh gia dòng chính một mạch đều tập trung vào trong từ đường, cái kia trịnh nguyên thành chính là trịnh gia lão tổ tiểu tôn tử, về phần trịnh mở vũ chính là trịnh gia lão tổ chắt trai rồi. Trước mắt của mình tiểu tôn tử cùng chắt trai bản mệnh ngọc bài không hẹn mà cùng dồn dập nổ tung này làm cho trịnh hải phú vị này trịnh gia lão tổ làm sao có thể an tâm bế quan. Sắc mặt hắn âm trầm lợi hại, trong cổ họng chất phấn, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chấm chấm chấm, chương 1300, phòng ba sắp nổi lên. Bác Vân thành trịnh gia trong từ đường. Theo trịnh gia lão tổ trịnh hải phú chất vấn âm thanh vang vọng ra, toàn bộ từ đường bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt lên. Này Trịnh Hải Phú chính là Trịnh gia duy nhất một vị thần niệm cảnh cao thủ, bình thường Trịnh Hải Phú vị này Trịnh gia lão tổ phi thường khó được lộ diện, coi như là mỗi khi gặp quan hệ thời điểm, Trịnh Hải Phú cũng thông thường nằm ở bế quan trạng thái, dù sao đã đến Trịnh Hải Phú cái tuổi này, tại tu vi thượng mỗi hướng phía trước vượt một bước, vậy thì đại diện cho tuổi thọ của hắn liền sẽ tăng trưởng một ít. Mà này Trịnh gia dòng chính một mạch nguyên bản là nhân số đơn bạc con trai của Trịnh Hải Phú cũng chết phi thường sớm, bây giờ Trịnh Gia Gia chủ chính là Trịnh Hải Phú đại tôn tử Trịnh Nguyên Trí, này Trịnh Nguyên Trí đồng dạng cũng là Trịnh Nguyên Thành ca ca, một thân thực lực đã tới hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Trịnh Nguyên Trí là một cái lớn lên thập phần nho nhã, có thể từ hắn trong con người thỉnh thoảng lóe lên hung tàn, bởi vậy có thể nhìn ra này Trịnh Gia Gia chủ Trịnh Nguyên Chí cũng không phải một cái thiện nam tín nữ, Giờ khác này, Trịnh Nguyên Trí là một mực cung kính đứng ở Trịnh Hải Phú trước mặt. Về phần con trai của Trịnh Nguyên Trí, Chí, cũng chính là Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ, hắn đứng ở cha của mình phía sau, hắn đang nghe nói chính mình tiểu thúc cùng đường đệ bản mệnh ngọc bài nổ tung sau đó hắn liền hoàn toàn không có chủ trương. Hắn biết hiện tại tiểu thúc của hắn cùng đường đệ là chết, dưới cái nhìn của hắn tiểu thúc của hắn muốn đối phó triệu hồng lực đám người hẳn là dễ như ăn cháo, hắn tuyệt đối không tin mình tiểu thúc trịnh nguyên thành là chết ở triệu hồng lực cùng tưởng vân đình đám người trên tay trong từ đường ngoại trừ trịnh hải phú ba người bên ngoài còn có tại trịnh gia so sánh có địa vị một ít trưởng lão bất quá những này thực lực của trưởng lão đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ tại toàn bộ trịnh gia thực lực đã tới hợp biển cảnh ngoại trừ gia chủ trịnh nguyên trí cũng chỉ có trịnh nguyên trí đệ đệ trịnh nguyên thành rồi Bây giờ Trịnh Nguyên thành bản mệnh Ngọc bài vỡ vụn, có thể khẳng định Trịnh Nguyên thành đã bị chết. Trịnh gia trong nháy mắt thiếu một tên hợp biển cảnh cao thủ, đây đối với Trịnh gia đả kích có thể nói là phi thường to lớn, dù sao tại Bắc Vân Thành không phải là Trịnh gia một cái gia thiên hạ. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú, hắn thấy ở đây không có một người mở miệng, trên mặt hắn là bò đầy vẻ giận dữ, ầm. Một tiếng, bàn tay trực tiếp vỗ vào bên cạnh trên một cái ghế đem cái ghế kia trực tiếp đập thành bột phấn, từ trên người hắn để lộ ra nhất cổ thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, có không có ai biết Huyên Thành Hòa mở vũ ở nơi nào? Lẽ nào các người muốn cho ta tự tay điều tra chuyện này sao? Trịnh Hải phú trợn mắt chừng chừng quát lên. Này cổ thần niệm cảnh cao thủ khí thế, để người ở chỗ này liền không dám thở mạnh một cái rồi, đặc biệt là trịnh gia thiếu chủ trịnh vũ, dù sao hắn là thỉnh cầu tiểu thúc của chính mình ra tay đi giải quyết triệu hồng lực đám người, hắn tuy rằng cũng có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Nhưng hắn giờ khác này trực tiếp được sợ mất mật rồi. Hắn bình thường sợ hãi nhất chính là vị này thái công rồi. Thế nhưng, trịnh vũ trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như trịnh hải phú tự tay điều tra chuyện này, trịnh nguyên thành cùng trịnh mở vũ hướng đi khẳng định rất nhanh hội vừa xem hiểu ngay, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể chính mình đứng ra thừa nhận. Trịnh Vũ thân thể có phần phát run từ cha của mình Trịnh nguyên Chí sau lưng đi ra, trên mặt dương làm ra một bộ đau lòng cùng thần sắc áy náy, phù phù. Một tiếng, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói ra thái ra ra. Lần này đều là tiểu vũ lỗi, tiểu vũ sự tình không nên phiền phức tiểu thúc, cầu thái ra ra ngài tha thứ ta một lần đi. Này trịnh vũ đột nhiên đứng ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, này làm cho Trịnh Hải Phú là nhíu nhíu mày, mà Trịnh Nguyên Chí nhìn xem quỳ trên mặt đất nhi tử, hắn đối cái này bất thành khí nhi tử là cực kỳ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, không đợi Trịnh Hải Phú câu hỏi, hắn liền trừng lên Trịnh Vũ chất vấn, người tên tiểu hỗn đản này, người đến cùng lại tái phát cái gì sai? Người tiểu thúc cùng người đường đệ sự tình cùng người có quan hệ. Quỳ trên mặt đất Trịnh Vũ, hắn không dám có chút ẩn giấu, bất quá hắn đem chỉnh kiện chuyện đã xảy ra hơi chút cải biến một chút. Trịnh Vũ cũng không có nói chính mình thèm nhỏ dãi tưởng Vân Đình khuôn mặt đẹp, mà để lý trung đám người hạ nhiệt nham sơn mạch cướp giật hồng liên tam sinh thảo, trong đầu hắn linh cơ hơi động, hắn nói ra, phụ thân, mấy ngày nữa chính là thái gia ra 200 tuổi ngày mừng thọ rồi, ta vốn là để lý trung bọn hắn hạ nhiệt nham sơn mạch tìm kiếm hai loại linh thảo, không phải nói linh dược cốc luyện dược sư tại gần nhất hội đến chúng ta bắc vân thành ma. Ta nghĩ tập hợp linh thảo sau đó đi mời Cầu Linh dược cốc luyện dược sư giúp thái ra gia, gia luyện chế một viên đan dược, lấy viên thuốc này đến làm làm ra ra tiệc mừng thọ lễ vật. Nhưng ai biết Lý Trung bọn hắn tại Hỏa Nham ngoài dãy núi, gặp thương lang đoàn lính đánh thuê Triệu Hồng Lực đám người, đồng thời cùng Triệu Hồng Lực đám người nổi lên xung đột, cuối cùng chỉ có Lý Trung một người trốn về Bắc Vân thành. Tại Lý Trung sau khi trở về, ta cảm thấy thương lang đoàn lính đánh thuê người làm thật quá mức rồi. Cho nên, ta liền đi mời cầu Tiểu Thúc giúp ta ra tay, đi giải quyết triệu hồng lực bọn hắn, nhưng ai biết Tiểu Thúc cùng đường đệ cứ như vậy một đi không trở lại. Quỳ trên mặt đất Trịnh Vũ là phi thường ủy khuất nói xong, thật giống hắn thật sự chính là hắn chỗ nói chuyện như vậy. Trịnh Hải Phú nghe xong Trịnh Vũ lời nói sau, hắn lông mày là càng nhân càng chặt rồi, này Trịnh Vũ nói thế nào cũng là một mảnh hiếu tâm, điều này cũng làm cho Trịnh Hải Phú không tiện phát tác rồi hỏi hắn, này thương lang đoàn lính đánh thuê là lai lịch gì? Bởi trịnh hải phú quanh năm nằm ở bế quan bên trong, hắn đối bắc vân thành thế lực nhỏ cũng không biết. Trịnh gia gia chủ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt quỳ xuống đất trịnh vũ sau đó hắn nói ra, gia gia, này thương lang đoàn lính đánh thuê chỉ là một cái vì bất túc đạo thế lực mà thôi. Ta nghe nói sáng lập thương lang đoàn lính đánh thuê triệu hồng lực, hắn cũng mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, cái kia như vậy nhìn đến Uyên Thành Hòa mở Vũ Hẳn không phải là chết tại trong tay bọn họ được rồi, Uyên Thành thực lực nhưng là có hợp biển cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Trịnh Hải Phú nói xong, ngữ khí của hắn lại đột nhiên nhất chuyển, bất quá, này thương lang đoàn lính đánh thuê dám coi rẻ chúng ta Trịnh gia uy nghiêm, bọn hắn không cần tồn tại Bắc Vân Thành bên trong rồi, trước tiên nghĩ biện pháp đem thương lang đoàn lính đánh thuê người bắt lại, hay là bọn hắn biết huyên thành đám người nguyên nhân cái chết. Quỳ trên mặt đất trịnh vũ, hắn nhìn thấy trịnh hải phú không có yếu trách phạt hắn, hắn lại lập tức nói ra, thái gia gia, tại nửa năm trước đó, có một người phụ nữ gia nhập thương lang đoàn lính đánh thuê, ta suy đoán người nữ nhân này thân phận không bình thường, thái gia gia ngài xem. Trịnh hải phú phất phất tay, nói ra, nếu không biết thân phận của đối phương, như vậy trước tiên đồng thời bắt lại lại nói, các loại đã điều tra xong thân phận của đối phương, nếu như là chúng ta không đắc tội nổi người, chúng ta chẳng qua đem người phụ nữ kia đem thả rồi, ngay cả thương lang đoàn lính đánh thuê những người khác đều nhất định phải chết, xem ra chúng ta trịnh ra tại Bắc Vân Thành là vắng lặng quá lâu. Lúc này là thời điểm để Bắc Vân Thành tất cả mọi người biết biết, chúng ta trịnh ra uy nghiêm là không thể xâm phạm. Mặt khác, các người cũng thật tốt chuẩn bị cho ta chuẩn bị, linh dược cốc luyện dược sư gần nhất phải trải qua Bắc Vân Thành, nếu như có thể để linh dược cốc luyện dược sư đối với chúng ta trịnh gia sản sinh hảo cảm, như vậy này đối với chúng ta trịnh gia tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Còn có, tiểu vũ, người gần nhất cho ta an phận một ít, nếu như có thể để linh dược cốc luyện dược sư vừa ý, đồng thời thu ngươi tiến vào linh dược cốc, như vậy chúng ta trịnh gia đều sẽ bởi vì ngươi mà nâng cao một bước. Quỳ trên mặt đất trịnh vũ, hắn là hung hăng gật đầu, hắn tu luyện chính là một môn huyền cấp hạ phẩm hỏa hệ công pháp, chính hắn cũng hy vọng có thể tiến vào linh dược cốc. Hắn nói ra, thái ra ra, ta nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ tiến vào linh dược cốc. Trịnh Hải Phú đối với trịnh Vũ thái độ vẫn có chút hài lòng. Hắn nói ra, được rồi, đều cho ta tản đi đi. Nguyên thành chuyện của bọn họ cho ta tạm thời bắt đầu phong tỏa, ta không muốn bác vân thành mặt khác ba gia tộc lớn biết chuyện này. Một bên khác, Diệp thần phong tại giết trịnh Nguyên thành cùng trịnh mở vũ đám người sau đó hắn liền cùng tưởng vân đình đám người lần thứ hai xuất phát. Tưởng vân đình cùng triệu hồng lực đám người là càng ngày càng nhìn không thấu diệp thần phong thực lực. Bất quá, triệu hồng lực trong lòng là phi thường lo lắng. Bây giờ trịnh Nguyên thành đám người đã bị chết ở tại trên tay của bọn họ, e sợ lần này bọn hắn về Bắc Vân Thành không yên ổn a hát. Nhưng thương lang đoàn lính đánh thuê thành viên khác cũng đều tại Bắc Vân Thành bên trong, cho nên Triệu Hồng Lực nhất định muốn trở về một chuyến. Tưởng Vân Đình phảng phất là nhìn ra Triệu Hồng Lực lo lắng, người mở miệng nói ra, Triệu Đại ca, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để thương lang đoàn lính đánh thuê bất luận cái nào huynh đệ có chuyện. Sau lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn là trầm mặc không nói, hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu, lần này tiến vào Bắc Vân Thành chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 65